Tùy thân phó bản sấm tiên giới tập 27. Chúng ta không có cần thiết liên lụy đến chuyện như vậy bên trong. Đi vòng qua. Đang lúc này Lâm Thiên Dương nghe được sở thiên hương truyền âm, sau đó hắn lập tức điều động phi chu hướng về mặt khác phương hướng đi tới, bất quá mới đi tới không đến bao lâu, phát hiện một chiếc đối lập những kia to lớn chiến thuyền tới nói, khá nhỏ một chiếc truy chạy tới. Lâm Thiên Dương áp chế ngồi ở này phi chu khi sơ ở thạch bối tộc thời điểm, ở hải thiên các mua, tốc độ tuy rằng không chậm nhưng so với lúc này đuổi theo chiến thuyền vẫn là chênh lệch một ít cảnh này khiến cái kia chiến thuyền càng đuổi càng gần mắt thấy cái kia chiến thuyền đến trong vòng trăm dặm lâm thiên dương quay về phía sau chiến thuyền hô quát nói chúng ta là tu sĩ nhân tộc chỉ là đi ngang qua cái kia đuổi theo chiến thuyền là thuộc về cự nhân tộc nghe được lâm thiên dương lời nói sau đó không có một chút nào chậm lại tốc độ cũng không có ai đáp lại trái lại chiến trên thuyền bỗng nhiên bắn ra một đạo hào quang năm màu, dĩ nhiên trực tiếp nổ ra một đòn ngũ hành pháo đến. Đối phương lại trực tiếp ra tay, điều này làm cho Lâm Thiên Dương cảm thấy giận tím mặt, cũng không còn có hỏi dò sở thiên hương, trực tiếp phi độn ra phi chu, trong tay linh vũ phiến quay về một trận quạt điên cuồng, một bức to lớn tường băng bỗng dưng hiện lên ở trước mặt. Ngũ hành pháo anh kích ở trên tường băng, nhất thời tường băng chấn động lên, vô số vụn băng khối ở oanh kích bên dưới tứ tán tung tóe. bất quá khi ngũ hành pháo uy lực đi qua đó, tường băng tuy rằng bị hư hỏng nhưng cũng chưa hề hoàn toàn vỡ tan. Cái kia điều khiển chiến thuyền người lập tức lần thứ hai nổ ra một pháo, tường băng chịu đến hai lần công kích rốt cục vỡ vụn ra đến, bất quá lúc này bất kể là Lâm Thiên Dương vẫn là Phi Chu cũng đã không lại oanh kích con đường lên, vì lẽ đó này một pháo căn bản cũng không có bao lớn ý nghĩa. Lâm Thiên Dương lúc này lại hướng về cái kia chiến thuyền phi độn đi, tới gần sau đó bấm niệm pháp quyết, lập tức hóa thành cao hơn 40 trượng lớn thiên ma chi thể, mà lúc này hơn 10 thân hình cao lớn cự nhân tộc giáp sĩ cũng từ chiến trong đò bay ra, chuẩn bị cùng nhau tiến lên. Những này cự nhân tộc giáp sĩ, Tu Vi cũng đều có hóa thần kỳ, trong đó ba người đều là hóa thần hậu kỳ tu sĩ, Lâm Thiên Dương Linh Vũ Phiến trực tiếp quạt mấy lần, nhất thời băng long hỏa phượng chờ chút biến ảo linh thú đánh về phía bọn họ. Mà chính hắn cầm trong tay vạn cân bổng, hướng về chiến thuyền liền đập phá đi tới. Những kia cự nhân tộc giáp sĩ bị biến ảo linh thú ngăn cản, căn bản không có cách nào tới gần Lâm Thiên Dương, chiến thuyền tuy rằng cực kỳ kiên cố, nhưng Lâm Thiên Dương vạn cân bổng càng thêm không phải đồ bỏ, chỉ là một gậy trực tiếp đánh chiến thuyền vòng bảo vệ đung đưa kịch liệt lên rất nhanh lại có mấy tên cự nhân tộc tu sĩ từ chiến trong đò bay ra, muốn ngăn cản Lâm Thiên Dương công kích chiến thuyền. Đối mặt này mấy cái cự nhân tộc giá trị. Lâm Thiên Dương vừa lên tiếng, 12 thanh kim dương đao bay đi, bay thẳng đến bọn họ chém đi qua, chính mình thừa dịp bọn họ tránh né chống đối thời điểm, lần thứ hai liên tục đập mạnh mấy lần, trực tiếp đem chiến thuyền vòng bảo vệ đánh nát. Đánh nát vòng bảo vệ sau đó, lâm thiên dương lúc này mới nhìn lại đối phó cái kia vài tên mới ra tới cự nhân tộc tu sĩ chỉ thấy trong tay hắn không biết lúc nào thêm ra một con ống trúc quay về ống trúc chỉ vào nhất thời trong ống trúc hơn trăm chi cây thăm bằng trúc bay đi thư kiếm biến thành trên trăm thanh mỗi người đều mang lực ngũ hành kiếm trúc bắn về phía này mấy cái cự nhân tộc tu sĩ đối mặt nhiều như vậy phi kiếm vài tên cự nhân tộc lập tức triển khai thủ đoạn địa phương có thể phi kiếm này so với bọn họ tưởng tượng lợi hại nhiều, chỉ là trong chớp mắt, phi kiếm liền xuyên thủng thân thể của bọn họ, mấy người gần như cùng lúc đó vẫn lạc. Giết chết bên người phiền phức sau đó, Lâm Thiên Dương lần thứ hai dùng sức vung lên vạn cân bổng, rốt cục mấy lần sau đó, cả chiếc chiến thuyền bay thẳng đến trong biển rơi xuống. Nhìn thấy lại đem chiến thuyền đều phá hủy, còn lại hơn 10 tên cự nhân tộc giáp sĩ trong lòng một trận kinh hoảng. Bọn họ trước đó tra xét qua phi chu bên trên tựa hồ mạnh nhất chỉ có một tên hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Nhưng lại không nghĩ tới, tên này hóa thần hậu kỳ tu sĩ lại lợi hại như thế, quả thực rồi cùng luyện hư kỳ cường giả không có khác nhau. Vừa nãy không để ý đối phương giải thích trực tiếp liền động thủ, lúc này coi như muốn đối phương ngừng tay phỏng chừng đối phương cũng không thể có thể đáp ứng, còn lại hơn 10 người nên có người tuyển chọn đào tẩu sau đó, dùng dập bắt đầu lựa chọn chạy trốn cự nhân tộc giáp sĩ tuy rằng muốn chạy trốn. Nhưng Lâm Thiên Dương há có thể để bọn họ đào tẩu, quay về kiếm trúc chỉ vào, những kia kiếm trúc lần thứ hai dùng dập hướng về bọn họ bay đi. Không tới nửa khắc đồng hồ sau, Lâm Thiên Dương bay trở về phi chu bên trong. Long Linh Nhi ở phi chu bên trên mắt thấy Lâm Thiên Dương một người giết chết cự nhân tộc cả chiếc loại nhỏ chiến thuyền, lúc này lại nhìn Lâm Thiên Dương lúc, đã có chút trợn mắt hốc mồm. Tuy rằng nàng trước đó cũng biết Lâm Thiên Dương lợi hại, nhưng không có nghĩ đến hắn lợi hại đến trình độ như thế này, thậm chí nàng có thể cảm giác được. Tuy vậy, Lâm Thiên Dương e sợ vẫn không có lấy ra toàn bộ thực lực đến. Nhìn đứng ở trước chân Lâm Thiên Dương, Long Linh Nhi không nhịn được thở dài nói: "Lâm đạo hữu, người mặc dù chỉ là hóa thần hậu kỳ tu sĩ, nhưng một thân bản lĩnh e sợ đã có thể so với luyện hư kỳ tu sĩ rồi." Lâm Thiên Dương cười cười nói: linh nhi ngươi có chút quá khen những này may mắn có sở tiền bối hỗ trợ luyện chế ba cái thông thiên linh bảo a à. a à, cái kia vài món thông thiên linh bảo đều là sở tiền bối giúp ngươi luyện chế hay sao sở tiền bối đối với ngươi thật là tốt a à. long linh nhi nghe nói như thế cũng không nhịn ước ao lên ở nàng ước ao lời mới vừa dứt sau lâm thiên dương còn chưa mở lời bỗng nhiên sở thiên hương âm thanh ở hai người vang lên bên tai nói tiểu nha đầu nếu như ngươi cũng muốn lấy được những này như vậy liền cẩn thận tu luyện chờ ngươi tiến giai hóa thần hậu kỳ sau đó ta cũng vậy sẽ cho ngươi một ít thứ tốt đương nhiên ta cũng sẽ có sự tình muốn ngươi làm tuy rằng năm năm này nhiều cùng sở thiên hương gặp mặt cơ hội cũng không nhiều nhưng thời gian dài như vậy bản thân mình vẫn rất an toàn để long linh nhi không lại như vậy sợ sệt sở thiên hương nghe xong nàng lời này sau đó cũng lập tức bảo đảm nói sở tiền bối yên tâm chỉ cần vãn bối phạm vi năng lực bên trong nhất định sẽ tận lực đi làm rất tốt ngươi là thông minh nha đầu sở thiên hương thỏa mãn khen ngợi một câu sau đó liền không nửa lên tiếng lâm thiên dương lúc này thì lại lập tức thay đổi phương hướng cấp tốc điều động phi chu rời đi cự nhân tộc cùng thạch linh tộc đại chiến mình bị lan đến thật sự là bất ngờ chuyện tình cũng còn tốt cuộc chiến đấu này mức độ không lớn mang đến phiền phức không phải rất nghiêm trọng nhưng Lâm Thiên Dương cũng không muốn lại bị tai bay vạ gió. Vốn là chỉ cần hai ngày liền có thể đến Tây Đại Lục cự nhân tộc thành trì, bởi vì phía trước tự hồ đã biến thành chiến trường, Lâm Thiên Dương liền liền một đường đi về phía nam, phi độn có thời gian một tháng lúc này mới đi Tây phi hành ba ngày khoảng chừng, rốt cục đã tới Tây Đại Lục. Bởi vì đến Tây Đại Lục thời điểm, trước mắt xuất hiện chính là một mảnh bãi vắng vẻ, mà trong vòng vạn dặm cũng đều không có bóng người, điều này làm cho ba người muốn xác định vị trí cụ thể tạo thành một ít khó khăn liền ba người chỉ có thể dọc theo bờ biển một đường đi về phía nam tiếp tục phi độn sau một ngày rốt cục một cái cự nhân tộc thôn xóm xuất hiện ở ba người trong tầm mắt nhưng khi ba người đến này cự nhân tộc thôn xóm thời điểm phát hiện nhưng là toàn bộ làng khắp nơi khắp nơi bừa bộn mấy trăm cụ cự nhân tộc thi thể liễn xiển nằm ở toàn bộ trong thôn hơn nữa chỉ là hơi hơi kiểm tra liền có thể phát hiện bọn họ bị giết nhiều lắm cũng chính là mấy ngày trước chuyện tình. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, trước đó nhìn thấy thạch linh tộc tấn công cự nhân tộc, nơi này cự nhân tộc thôn xóm lại bị tàn sát, lẽ nào cự nhân tộc xuất hiện đại biến rồi. Long Linh Nhi nhìn đầy đất thi thể, lắc đầu thở dài nói. Lâm Thiên Dương thì lại lắc đầu nói, cự nhân tộc là linh giới số ít mấy cái vừa sinh ra liền nắm giữ kim đan kỳ thực lực chủng tộc, thành niên cự nhân tộc, kém cỏi nhất cũng tương đương với Nguyên Anh kỳ tu sĩ, từ chung quanh lưu lại chiến đấu vết tích xem, cái này cự nhân tộc thôn xóm hẳn là có luyện hư kỳ tồn tại, có thể như vậy còn bị tàn sát hết sạch. Chẳng lẽ thạch linh tộc thật sự bắt đầu đối với cự nhân tộc phát động chủng tộc đại chiến? Lâm Thiên Dương, lẽ nào ngươi không có phát hiện, đối với nơi này cự nhân tộc ra tay chỉ có một người sao? Xem thủ đoạn, hẳn là hợp thể tu sĩ. Sở Thiên Hương lúc này đột nhiên mở miệng nói rằng sở tiền bối ý của ngươi là, cái này cự nhân tộc thôn xóm bị tàn sát, cùng trước đó chúng ta gặp phải cự nhân tộc cùng thạch linh tộc giao chiến không có quan hệ. Thậm chí người xuất thủ cũng không phải thạch linh tộc. Long Linh Nhi suy đoán nói. Lâm Thiên Dương theo gật đầu nói, hẳn là như vậy, nếu là thạch linh tộc phát động công kích, ở diệt thôn này sau đó, bao nhiêu cũng có thể cướp đoạt một chút đi, ngươi xem những này cự nhân tộc thi thể, không ít vòng tay trữ vật đều còn đeo tại trên ngón tay long linh nhi nhìn chung quanh một lần lập tức liền kêu lên đúng là như vậy lâm thiên dương lúc này đi tới mấy cái nhìn qua hẳn là trong thôn này mạnh nhất mấy cái cự nhân tộc người trước đem bọn họ vòng tay trữ vật lấy xuống sau đó cấp tốc kiểm tra lên rất nhanh phát hiện hai khối khả năng có khắc địa đồ ngọc giảng sau khi kiểm tra phát hiện quả nhiên không có đoán sai Cự nhân tộc ở Tây Đại Lục chiếm cứ toàn bộ đại lục phía đông thoáng dựa vào nam vị trí, mà thôn này thì lại nằm ở cự nhân tộc Đông Bắc bộ. Biết rõ bản thân mình vị trí sau đó, Lâm Thiên Dương sau đó liền đem địa đồ cho Sở Thiên Hương, Sở Thiên Hương nhìn một chút sau đó nói, cự nhân tộc nơi này rõ ràng không yên ổn, ta không muốn liên lụy đến cự nhân tộc chuyện tình trong đó, mặt phía bắc khả năng còn ở giao chiến, chúng ta vẫn là dọc theo bờ biển tiếp tục đi về phía nam lướt qua cự nhân tộc lãnh địa sau đó, từ mang hoang tiến vào Tây Đại Lục Phúc Địa đi. Tiến vào Tây Đại Lục Phúc Địa sau đó. Chúng ta đang tiếp tục hướng về hướng Tây Bắc một tộc đi. Sở Thiên Hương nếu mở miệng, Lâm Thiên Dương đương nhiên phải theo ý của nàng đi làm, mà đang ở Lâm Thiên Dương phải gọi Long Linh Nhi muốn lên phi chu thời điểm. Long Linh Nhi chợt quay về Lâm Thiên Dương kêu lên, Lâm Đạo Hữu, ngươi tới nhìn, người này tự hồ triển khai loại bí thuật nào đó rơi vào giả chết bên trong. Lâm Thiên Dương nghe nói như thế, lập tức đến Long Linh Nhi bên người, quả nhiên phát hiện ở bên cạnh nàng có một cái cự nhân tộc thiếu niên, tình hình rõ ràng cùng cái khác chết đi mấy ngày cự nhân tộc tử thi hoàn toàn khác nhau, tuy rằng mặt ngoài nhìn qua thật giống chết rồi, nhưng tay khoát lên thân thể hắn trên sau đó, vẫn là có thể cảm giác được thiếu niên này trong cơ thể có yếu ớt sống linh lực. Hắn là bị người triển khai thủ đoạn rơi vào giả chết bên trong chỉ cần cho hắn rót vào một ít linh lực liền có thể lập tức tỉnh lại. Lâm Thiên Dương kiểm tra sau đó nói rằng. Ồ! Nguyên lai like như vậy. Long Linh Nhi hiếu kỳ ngay lập tức sẽ đem mình tay ngọc đặt tại thiếu niên này đầu chỗ mi tâm, đối với hắn rót vào linh lực đến. Lâm Thiên Dương vốn là không muốn nhiều chuyện, bởi vì coi như không có ai rót vào pháp lực, thiếu niên này nhiều lắm một tháng cũng sẽ tỉnh lại, nhưng Long Linh Nhi đã làm, Lâm Thiên Dương suy nghĩ một chút cũng không có ngăn cản. Chỉ là chỉ chốc lát sau, thiếu niên liền lập tức đánh thức. Tỉnh lại qua sau, hắn lập tức nhảy lên, cảnh giác nhìn Lâm Thiên Dương cùng Long Linh Nhi kêu lên, các ngươi là ai? Bất quá ở ngăn ngắn mấy hơi thở sau đó, hắn phát hiện xung quanh vô số tộc nhân thi thể sau đó, lập tức lại kêu to lên, phụ thân, gia gia. Tự nhân tộc thiếu niên kêu vài tiếng, rất nhanh hắn phát hiện cái gì, lập tức hướng về một tên cự nhân tộc chạy tới ôm lấy thi thể của hắn kêu to lên ca ca long linh nhi nhìn hắn thật giống vô cùng thương tâm bộ dạng thở dài một tiếng nói trong thôn này tất cả mọi người chết rồi trừ ngươi ra chết rồi làm sao có khả năng đều chết thiếu niên nghe xong long linh nhi biểu hiện có chút hoảng hốt hét to vài tiếng sau đó hắn bỗng nhiên nhìn chằm chằm long linh nhi cùng lâm thiên dương nói các ngươi là ai là không phải các ngươi giết tộc nhân của ta. Lâm Thiên Dương nhìn thấy thiếu niên này rõ ràng lúc này tâm tình có chút không đúng. Hừ lạnh một tiếng, sau đó tay vồ một cái, một bàn tay lớn bóng mờ đột nhiên xuất hiện, lập tức liền đem thiếu niên chọc vào trong tay. Sau đó dụng lực đặt ở trên mặt đất. Thiếu niên ở bàn tay lớn bên dưới liều mạng giải dụa, bất quá chỉ dựa vào hắn chút năng lực ấy đối với Lâm Thiên Dương thật sự mà nói không đáng chú ý, mà Lâm Thiên Dương có bỗng nhiên tay rung lên, bàn tay to kia bóng mờ sau đó tránh qua vài đạo hồ quang, nhất thời trên người thiếu niên phát ra một trận bùng bùng bóng người, sau đó cả người nằm trên đất co giật lên. Ngươi tốt nhất không muốn phát rồ, bằng không ta có thể để ngươi tỉnh lại, cũng có thể để ngươi chết. Lâm Thiên Dương quay về thiếu niên lạnh lùng nói. Hay là bị Lâm Thiên Dương thủ đoạn cho dọa sợ, thiếu niên tự hồ cũng tỉnh táo lại, nhìn Lâm Thiên Dương cùng Long Linh Nhi vài lần sau đó nói, các ngươi không phải giết tộc nhân ta người." Lâm Thiên Dương nói, nếu như là, ngươi bây giờ thì sẽ không nói chuyện với ta rồi. Nghe được Lâm Thiên Dương lời này, thiếu niên tự hồ cuối cùng nhớ ra cái gì, sau đó lập tức ngồi dậy kêu lên, "Ta nhớ ra rồi, là giặc nhân tộc người làm ra, nhất định là bọn họ muốn Phượng Hoàng Quả, vì lẽ đó đem hết thảy tộc nhân đều giết." "Phượng Hoàng Quả, ngươi nói ngươi trong tộc lại có Phượng Hoàng Quả?" Thiếu niên mà nói vừa nói ra khỏi miệng, Sở Thiên Hương một cái chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt hắn, lớn tiếng chất vấn. Thiếu niên căn bản cũng không có nghĩ đến sẽ có người đột nhiên xuất hiện, ở Sở Thiên Hương xuất hiện thời điểm, thực tại bị sợ hết hồn, khi nhìn rõ sở trước mắt là cái nhân tộc nữ tu sau đó, lúc này mới thở dài nói, "Không, không có, chúng ta trong tộc không có phượng hoàng quả, bất quá ta trong tộc chiếm được một cái tiếng vào tiểu tiên cảnh thăng tiên lệnh." vì lẽ đó bọn họ lúc này mới đến cướp đoạt. Ta từ một ít trên điển tịch từng thấy, Tây Đại Lục trong lòng có một tòa thăng tiên đài, truyền thuyết này thăng tiên đài là tiến vào một chỗ tương tự tiên giới đồng dạng linh cảnh lối vào, chỉ cần nắm giữ thăng tiên lệnh, như vậy là có thể tiến vào mỗi năm mở ra một lần trong tiên cảnh, ta không có nói sai đâu. Sở Thiên Hương đối với cự nhân tộc thiếu niên hỏi. Không sai, bộ tộc ta người trung gian tồn cái kia viên thăng tiên lệnh chính là tiến vào chỗ đó chìa khóa. Thiếu niên khẳng định trả lời chắc chắn nói. Nếu như vậy, cái viên này thăng tiên lệnh lại cùng Phượng Hoàng Quả có quan hệ gì? Sở thiên hương nghĩ chính mình muốn có được sự vật, tiếp tục truy vấn thiếu niên. Thiếu niên không có nhiều ý nghĩ như vậy, thành thật đáp, các vị tiền bối chẳng lẽ không biết, cái kia phượng hoàng quả là cái kia tiểu tiên cảnh bên trong là trân quý nhất bảo vật, 3,600 năm nở hoa, 3,600 năm kết quả, 3,600 năm thành thục, lần này tiểu tiên cảnh mở ra, đúng lúc là phượng hoàng quả thành thục thời điểm. Chỉ cần đạt được thăng tiên lệnh liền có thể đi vào tiểu tiên cảnh sao? Sở thiên hương hỏi lần nữa. Thiếu niên lắc đầu nói, đây cũng không phải, tiến vào chỗ kia là có hạn chế, thật giống hóa thần kỳ bên trên tu sĩ liền không cách nào tiến vào. Nghe đến cái này, sở thiên hương theo bản năng nhìn Lâm Thiên Dương một chút. Lâm Thiên Dương trong lòng nhưng là một trận than khổ, xem ra lại muốn chính mình đi mạo hiểm đi. Có tin tức này, như vậy tiếp sau đó mấy ngày trước tàn sát thôn sau rời đi dực nhân tộc, liền cần phải nghĩ biện pháp tìm được mới được, nhưng đáng tiếc coi như là sở thiên hương, đang sử dụng nhiều loại thủ đoạn sau đó cũng không có cách nào tìm kiếm mấy ngày trước người rời đi, dưới cái nhìn của nàng, tự hồ rất có thể dực nhân tộc còn có đại thừa tu sĩ ở đây, xóa đi hết thảy vết tích. Bất quá này thăng tiên lệnh hiển nhiên không ngừng một viên, hơn nữa sẽ rộng thắp phân tán ở toàn bộ Tây Đại Lục trên, vì lẽ đó coi như cuối cùng không tìm được cái kia tàn sát thôn dực nhân tộc người cũng không có quan hệ, chỉ cần tìm được mặt khác một viên thăng tiên lệnh là được rồi. Tuy rằng cảm giác tự hồ chỉ lại muốn tìm một viên thăng tiên lệnh là được rồi, nhưng trên thực tế phượng hoàng quả thứ này, đối với sở thiên hương như vậy ma giới ma tổ đều là cực kỳ bảo vật quý giá, Tây Đại Lục các tộc đại thừa kỳ tu sĩ như thế nào lại buông tha đây? Phượng Hoàng quả là sở thiên hương muốn tìm kiếm ba loại bảo vật một trong, cuối cùng một loại là Hoàng Tuyền Hoa, mà căn cứ Lâm Thiên Dương từ trên điển tịch chỗ đã thấy, này Phượng Hoàng quả dùng sau khi luyện hóa, sẽ có rất lớn cơ hội có được bất diệt chi thể. Bây giờ suy nghĩ thêm trước đó nhìn thấy thạch linh tộc cùng cự nhân tộc đại chiến, có thể hay không cũng là bởi vì thăng tiên lệnh gây nên đây này. Hay là bởi vì cự nhân tộc Thiếu Niên cho Sở Thiên Hương mang đến Phượng Hoàng Quả tin tức, Sở Thiên Hương cố ý giúp hắn đem tộc nhân đều mai táng, sau đó còn mang theo hắn đến bên ngoài mấy vạn dặm một cái khác cự nhân tộc thôn xóm. Cự nhân tộc cùng nhân tộc cùng những chủng tộc khác có chút không giống, hay là là bởi vì bọn họ hình thể quá lớn, cá thể thực lực đối lập khá mạnh nguyên nhân, vì lẽ đó cự nhân tộc đến nay vẫn là lấy bộ lạc thôn xóm tình thế tồn tại, ở cự nhân tộc trong lãnh địa chỉ có hiếm thấy vài chục tòa thành trì, mà vài chục tòa thành trì trên thực tế cũng là cự nhân tộc mười mấy cái đại bộ lạc vị trí phát triển. Cự nhân tộc bởi vì vẫn luôn là lấy bộ lạc tình thế tồn tại, làm cho toàn bộ cự nhân tộc trong lãnh địa đối lập những chủng tộc khác tới nói, càng tiếp cận mang hoang thế giới, vì lẽ đó muốn tìm được mấy ngày đó trước giật nhân tộc người, hầu như không thể. Ở nhiều lần suy tư sau đó, sở thiên hương quyết định thay đổi phương hướng, bay thẳng đến phía tây bắc xuất phát ba tháng sau đó lâm thiên dương điều động phi chu đến một mảnh quần sơn trùng điệp bên trên mà ở mảnh này núi cao bên trong có một ngọn núi đặc biệt to lớn thật giống như xung quanh quần sơn chi chủ đồng dạng đứng vững vàng mà ở này to lớn phía trên ngọn núi mây mù quấn trong lúc đó còn có này một tòa to lớn thành trì thành này trì tên là vân đỉnh thành là cả cự nhân tộc duy nhất đặc biệt vì cùng cái khác các tộc giao lưu mà kiến tạo thành trì cũng là toàn bộ cự nhân tộc phồn hoa nhất địa phương. Cự nhân tộc ở linh giới lịch sử cực kỳ lâu đời. Hơn nữa từ xa xưa tới nay vẫn luôn là mạnh mẽ chủng tộc, mà Vân Đỉnh Thành từ khi mấy chục vạn năm trước kiến tạo mà thành sau đó, vẫn là Tây Đại Lục là tối trọng yếu nhất thành trì một trong. Ba người bay đến này Vân Đỉnh Thành thời điểm, Vân Đỉnh Thành tuy rằng không có mở ra trong thành trì bộ phòng ngự đại trận, nhưng cửa thành thủ vệ nhưng rõ ràng muốn nghiêm khắc nhiều lắm bởi vì lâm thiên dương vẫn không có ở chỗ nào nhìn thấy lại có thể biết có luyện hư kỳ tu sĩ đến đóng giữ cửa thành nghĩ đến trước đó nhìn thấy đại chiến e là cự nhân tộc thật là có sự tình đã xảy ra nhân tộc đối lập với cự nhân tộc tới nói bởi vì ngoại trừ hình thể ở ngoài rất là tương tự chủng tộc hơn nữa lại phân ra hai khối đại lục dù sao sẽ rất ít có địch ý cho nên khi lâm thiên dương và ba người tiến vào thành trì thời điểm cũng không có gặp phải cái gì làm khó dễ thậm chí bởi vì Sở Thiên Hương cố ý tiết lộ hợp thể kỳ tu vi, làm cho trấn thủ cửa thành cự cử nhân tộc luyện hư kỳ tu sĩ cố ý tới chào. Ở đây, Lâm Thiên Dương mấy người cũng lần thứ hai dẫn tới một khối cùng lúc trước tiến vào cô nhai thành cũng không kém nhiều lắm ngọc bài, hiển nhiên loại này thông qua loại này ngọc bài quản chế các tộc thủ đoạn của tu sĩ đã bị rộng khắp vận dụng. Vân đỉnh thành là một tòa cự nhân tộc đặc biệt vì cùng cái khác các tộc giao lưu mà xây dựng thành trì vì lẽ đó tiến vào trong thành này sau đó sẽ phát hiện. Toàn bộ Vân đỉnh thành kiến trúc hiện ra một nửa đại một nửa tiểu kỳ quái cách cục, hiển nhiên những kia to lớn kiến trúc đều là cự nhân tộc chuẩn bị, mà cái khác phổ thông kiến trúc nhưng là vì cái khác các tộc tu sĩ chuẩn bị. Bởi vì Vân đỉnh thành là xây dựng ở trên ngọn núi, mà ngọn núi tuy rằng lớn, nhưng đối lập nhân tộc những kia đại thành tới nói, lớn thì có cực hạn. Vì lẽ đó chân chính tới nói này Vân đỉnh thành cũng không tính là một tòa rất lớn thành trì. Đối với tu sĩ bình thường tới nói, chỉ dựa vào hai chân chạy trốn, trong vòng một ngày liền có thể quấn thành một vòng, bất quá trong thành này chẳng những có cấm bay cấm chế. Còn có hạn chế thần thức cấm chế, lấy Lâm Thiên Dương thần thức mạnh, cũng chỉ có thể phát sinh mười mấy trượng mà thôi, thực tại khủng bố. Lâm Thiên Dương ba người tiến vào nơi này sau đó, rất mau tìm đến một chỗ khách sạn lập tức ở đi vào. Lâm Thiên Dương lựa chọn khách sạn diện tích khá lớn, nắm giữ vài chục tòa đơn độc lầu tháp, Lâm Thiên Dương hao tốn 10 vạn linh thạch liền thuê lại một tòa lầu tháp một tháng. Tiến vào lầu tháp sau đó, Sở Thiên Hương tự nhiên chiếm cứ lầu tháp tầng cao nhất, mà Lâm Thiên Dương cùng Long Linh Nhi hơi nghỉ ngơi sau đó, liền cùng rời đi lầu tháp đi ra ngoài đi dạo. Vân Đỉnh Thành mặc dù chỉ là cự nhân tộc là tối trọng yếu nhất thành trì một trong, nhưng bàn về tin tức nhưng là cự nhân tộc số 1, vì lẽ đó đến nơi này sau đó, là tối trọng yếu nhất cũng là tìm hiểu tin tức. Muốn tìm hiểu tin tức, chỗ đi tốt nhất tự nhiên chính là Vân Đỉnh thành phố chợ, mà ở trong đó cũng là toàn bộ Vân Đỉnh thành nơi quan trọng nhất. Lâm Thiên Dương cùng Long Linh Nhi đến nơi này sau đó, chỉ là xoay chuyển vài vòng liền phát hiện, Vân Đỉnh thành trong phố chợ, không chỉ nắm giữ không ít cự nhân tộc mở cửa hàng, còn có rất nhiều cái khác các tộc ở đây mở cửa hàng thậm chí Lâm Thiên Dương còn chứng kiến nhân tộc lữ gia cửa hàng tồn tại, mà bên trong bán ra cũng phần lớn đều là nhân tộc một ít đặc sản hoặc là chỉ có nhân tộc có thể luyện chế ra tới một ít pháp bảo, vật phẩm. Tiến vào nơi này, Lâm Thiên Dương vốn là dự định mau chóng tìm kiếm một thoáng thăng tiên lệnh tin tức, nhưng ai biết chỉ là hơi hơi đi dạo trong chốc lát, liền bị những thứ kia hấp dẫn ở, liền ở tìm hiểu tin tức đồng thời cũng không khỏi bắt đầu đi dạo, mà vốn là vẫn không hề rời đi qua biển rộng Long Linh Nhi, càng là như một hiếu kỳ tiểu bảo bảo như thế, hưng phấn cực kỳ. Khi Lâm Thiên Dương tiến vào một gian do Thiểm Linh tộc mở trong cửa hàng, không lâu sau đó hắn phát hiện như thế cho tới nay không ngừng đang tìm kiếm đồ vật, lập tức quay về phụ cận một tên Thiểm Linh tộc người bán hàng hỏi, đạo hữu, không biết công pháp này bao nhiêu linh thạch a? À? Cái kia Thiểm Linh tộc người bán hàng nhìn thấy Lâm Thiên Dương nơi đó công pháp sau đó, lập tức nói, công pháp này không mắc, chỉ cần hai khối đỉnh giai linh thạch nghe đến cái này giá cả lâm thiên dương căn bản cũng không có trả giá trực tiếp đem linh thạch cho hắn sau đó đem công pháp nắm bắt tới tay mà công pháp chính là luyện thần quyết hóa thần kỳ sau đó công pháp này luyện thần quyết lâm thiên dương từ khi đến linh giới sau đó vẫn đang tìm kiếm hóa thần kỳ sau đó công pháp nhưng là để hắn tiếc nuối chính là không quản lý mình làm sao sưu tầm công pháp này tự hồ chỉ có đến hóa thần kỳ bản thiếu căn bản cũng không có hóa thần kỳ sau đó công pháp mà Lâm Thiên Dương nhưng rất biết rõ, khẳng định vẫn có đến tiếp sau công pháp, kết quả không nghĩ tới ở nhân tộc địa phương không có tìm được, nhưng ở Tây Đại Lục vân đỉnh thành một gian thiểm linh tộc mở. Trong cửa hàng bất ngờ phát hiện, này cũng thật là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu A. À. Đạt được luyện thần quyết đến tiếp sau công pháp sau đó, Lâm Thiên Dương thì càng thêm không có hỏi thăm thăng tiên lệnh tâm tư, đây cũng không phải Lâm Thiên Dương chỉ lo chính mình mà là trước kia cũng có hỏi thăm tin tức, chỉ là kết quả không được hoàn toàn như ý, tự hồ ở vân đỉnh thành tu sĩ bình thường bên trong, đối với thăng tiên lệnh chuyện tình cũng không biết, cùng với như vậy, còn không bằng đi về trước mới quyết định. Trở lại khách sạn sau đó, Lâm Thiên Dương đem nhất thời không có hỏi thăm được tin tức sự tình nói cho sở thiên hương, đang suy tư chỉ chốc lát sau, cảm thấy hay là hẳn là tìm một cơ hội, cùng nơi này một ít hợp thể kỳ tu sĩ đánh giao thiệp với, liền đêm đó sở thiên hương một thân một mình ly khai khách sạn ở sở thiên hương rời đi khách sạn thời điểm lâm thiên dương lấy ra giữa ban ngày mua được luyện thần quyết đến tiếp sau công pháp lúc đó chính hắn chỉ là qua loa nhìn mấy lần phía trước một bộ phận rất nhỏ nội dung bất quá tuy vậy lâm thiên dương cũng biết công pháp này xác thực thật là thật sự luyện thần quyết luyện hư kỳ công pháp mà lúc này rốt cục có thể bắt đầu cẩn thận xem khởi công pháp đến đầy đủ sau hai canh giờ rưỡi lâm thiên dương tạm thời đem công pháp để xuống tùy theo thở dài vốn là lâm thiên dương coi chính mình nhất định mua được luyện thần quyết hết thảy công pháp sau khi xem mới biết nguyên lai chỉ mua đến chỉ là luyện thần quyết chân chính tầng thứ hai công pháp mà thôi mà trước đó ở nhân giới lấy được luyện thần quyết công pháp từ luyện khí kỳ đến hóa thần kỳ trên thực tế cũng chỉ là trọn bộ luyện thần quyết tầng thứ nhất mà thôi chỉ là ở trong tầng thứ nhất lại phân chia tỉ mỉ không giống cấp độ bây giờ lâm thiên dương trong tay luyện thần quyết chân chính tầng thứ hai công pháp nhưng là từ luyện hư sơ kỳ mãi cho đến hợp thể hậu kỳ đại thể cũng chia trở thành sáu cái nhỏ cấp độ mà nhìn thấy cái cuối cùng nhỏ cấp độ sau đó lâm thiên dương biết ở này sau đó rõ ràng còn có chân chính tầng thứ ba công pháp cái kia phỏng chừng rất có thể là đại thừa kỳ đến độ kiếp kỳ công pháp còn phi thăng tiên giới sau đó có còn hay không vậy thì không được biết rồi vốn là ở lâm thiên dương tưởng tượng này luyện thần quyết e sợ nhiều lắm chính là đến hợp thể kỳ công pháp, bây giờ nhìn tới. Này luyện thần quyết e sợ xa không chỉ như vậy đơn giản, nói không chắc là tiên giới công pháp cũng có nhiều khả năng. Như vậy không bình thường công pháp, tầng thứ hai công pháp đã rất khó tìm đến, mặt sau này công pháp e là muốn chiếm được liền càng không dễ dàng rồi. Nhìn trong tay luyện thần quyết, Lâm Thiên Dương trong lòng khó tránh khỏi xuất hiện ý niệm như vậy, nhưng sau đó ngẫm lại, Bây giờ chính mình bất quá hóa thần hậu kỳ tu vi. Khoảng cách hợp thể kỳ đều còn có một đoạn đường rất dài phải đi, bây giờ liền lo lắng thực sự có chút buồn lo vô cớ, này luyện thần quyết cũng không phải không thể không vẫn tu luyện công pháp, thật sự không tìm được cũng sẽ không đối với mình tạo thành tổn thất quá lớn mất. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Dương tâm tình dần dần bình phục lại, sau đó tiếp tục nghiên cứu lên tầng thứ hai này. Để nhất tiểu giai đoạn công pháp đến lâm thiên dương này một nghiên cứu chính là ba ngày chờ hắn từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại sau đó lúc này mới phát hiện thời gian trôi qua lâu như vậy mà sát theo đó hắn lại phát hiện sở thiên hương lại ra khỏi ba ngày ba đêm đều chưa có trở về sở thiên hương tuy rằng thực lực rất mạnh nhưng nơi này là cự nhân tộc là tối trọng yếu nhất thành trì lấy nàng bị thương thân thể nếu là gặp gỡ cự nhân tộc đại thừa kỳ tồn tại đó cũng là cực kỳ chuyện nguy hiểm điều này làm cho lâm thiên dương dù sao cũng hơi lo lắng bất quá rất nhanh lâm thiên dương cũng không cần lại lo lắng bởi vì chưa tới một canh giờ sau đó sở thiên hương liền xuất hiện ở lâm thiên dương trước mặt sở tiền bối ngài đã trở lại lâm thiên dương cung kính thăm hỏi một tiếng sở thiên hương thì lại lập tức đối với lâm thiên dương nói kêu lên long linh nhi lập tức đi theo ta lâm thiên dương thấy sở thiên hương nói chuyện vội vã như vậy cũng không dám chậm trễ, ngay lập tức sẽ đem Long Linh Nhi kêu lại đây, mà hai người vừa đến sau đó, sở thiên hương căn bản lập tức nắm lên hai cái, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Bị sở thiên hương mang theo phi độn, từ khi ban đầu ở Ma Uyên sau đó ngay khi không có trải qua, coi như sau đó vượt qua tinh La Hải cũng vẫn là cưỡi phi chu. Trước tiên ở nàng lại tự mình dẫn người phi độn, có thể thấy được nhất định xảy ra đại sự gì. Sở thiên hương toàn lực phi độn tốc độ cực nhanh, cho tới Lâm Thiên Dương đều không thể thấy rõ chu vi tình huống, chỉ biết đại khái đi qua bao nhiêu thời gian. Nhưng lần này phi độn rõ ràng so với dĩ vãng xa hơn rất nhiều, chỉ ít 7 sau 8 ngày, Lâm Thiên Dương rồi mới từ cấp tốc phi độn bên trong ngừng lại. Hai chân đứng trên mặt đất, Lâm Thiên Dương thậm chí cảm thấy có chút không thích ứng, mà một bên Long Linh Nhi càng là trực tiếp đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, hiển nhiên tốc độ như thế này phi độn làm cho nàng cũng rất khó chịu. Lâm Thiên Dương lắc lắc đầu, để cho mình thanh tĩnh một chút. Bây giờ trước mắt sớm đã không còn vân đỉnh thành cái bóng, xuất hiện ở trong tầm mắt chính là vô cùng bình tĩnh hồ nước, hồ nước không lớn, nhìn mắt viễn vọng thậm chí có thể nhìn thấy một bên khác bờ, bất quá trong hồ nhưng có một tòa gần như tương đương với cả tòa hồ một phần mười to nhỏ hòn đảo, hòn đảo bên trên còn có một chút đình đài lầu cát. Sở thiên hương ở quét mắt vài lần hòn đảo sau đó mở miệng nói, xin hỏi U ẩn cư sĩ có ở đó không? Sở Thiên Hương chỉ là nói một câu, nhưng âm thanh nhưng dường như nhiều lần ở cả tòa hồ nhỏ phía trên vang lên mấy lần. Khoảng chừng qua có nửa khắc đồng hồ sau đó, hai tên thân mang quần áo màu xanh lục đồng tử đồng nữ từ trong hồ nhỏ đảo bay tới, rơi xuống Sở Thiên Hương trước mặt sau ngừng lại. Trong đó cái kia đồng tử đang quan sát một phen Sở Thiên Hương và ba người sau đó, quay về Sở Thiên Hương nói, vị tiền bối này Chủ nhân xác thực ở trong nhà, bất quá chủ nhân dặn dò, tiền bối nếu là không có chuyện quan trọng, kính xin tiền bối trở về đi thôi, chủ nhân có chuyện quan trọng muốn đi làm rồi. Nghe xong đồng tử lời nói sau đó, Sở Thiên Hương cười nhạt một tiếng nói, ta chỗ này có một món đồ, khẳng định so với cư sĩ muốn làm sự tình càng thêm để cư sĩ có hứng thú, không biết cư sĩ có bằng lòng hay không nhìn. Nghe được Sở Thiên Hương lời này, tương tự thanh âm của một cô gái truyền đến nói, trên người đạo hữu có bảo vật gì nói thẳng ra được rồi, nếu là đạo hữu cố ý treo đùa bổng cư sĩ, cũng chớ có trách ta phát hỏa. Kim thân liên. Sở thiên hương hời hợt nói. Cái gì? Cô gái kia âm thanh lập tức kêu lên, sau đó ngay khi sở thiên hương trước mặt, không gian một trận vạn vẹo, một tên trên người mặc màu xanh lục la quần thanh tú nữ tử xuất hiện. Lâm Thiên Dương vừa thấy được cô gái này, lập tức theo bản năng liền nhớ lại lưu tích vũ đến, không biết tại sao người con gái trước mắt này dĩ nhiên cho mình một loại cùng lưu tích vũ như thế cực kỳ cao quý thánh khiết dường như nhân gian tiên tử cảm giác trên người ngươi thật có kim thân liên lúc này nữ tử đánh giá này sở thiên hương vẫn còn có chút không dám tin tưởng hỏi sở thiên hương đối với cô gái trước mắt hiển nhiên không có lâm thiên dương loại cảm giác đó hắn không chỉ không có trực tiếp trả lời vấn đề của nàng trái lại hỏi ngược lại Ta có thể cam đoan trên người ta có vật ấy, bất quá ở cho cư sĩ xem trước đó, không biết cư sĩ có thể không báo cho tại hạ, cư sĩ trên người có hay không có Thăng Tiên lệnh. Nghe đến cái này, U ẩn cư sĩ bỗng nhiên có chút cảnh giác mà hỏi, đạo hữu cùng ta chưa từng gặp mặt, gặp mặt sau đó đầu tiên là lấy kim thân liên dụ dỗ ta đi ra, theo lại hỏi dò Thăng Tiên lệnh tâm tích, đạo hữu hoặc là chính là đối với ta lòng mang ý đồ xấu, hoặc là chính là đánh Thăng Tiên lệnh chú ý không biết là một loại nào à. Tự nhiên là muốn cư sĩ thăng tiên lệnh, bất quá ta cũng sẽ không lấy không. Nói sở thiên hương duỗi ra ba ngón tay nói, ba viên kim thân liên hạt sen đổi lấy thăng tiên lệnh, làm sao? Nghe xong lời này, u ẩn cư sĩ con mắt nhất thời sáng người nói, ngươi thật là có kim thân liên. Kim thân liên vạn năm mới có thể ngưng tụ ra hạt sen, nhưng mỗi lần đều sẽ có bảy viên, năm viên hạt sen, bổn cư sĩ liền đem trong tay ta thăng tiên lệnh cho đạo hữu, đồng thời còn có thể tặng kèm đạo hữu một phần bổng cư sĩ thu thập nhiều năm lấy được liên quan với tiểu tiên cảnh nội tư liệu. U ẩn cư sĩ bỗng nhiên duỗi ra năm ngón tay nói rằng. Sở thiên hương phát hiện, đối phương lại cùng mình cò kè mặt cả, khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười, nói theo, cư sĩ khẩu vị thật lớn, nhiều một phần tư liệu lại liền muốn nhiều hai viên hạt sen. Đạo hữu cũng nói này hạt sen muốn vạn năm mới có thể ngưng tụ, ta nhiều lắm chỉ có thể cho cư sĩ bốn viên nhiều hơn nữa cuộc giao dịch này coi như chưa nói ngược lại còn có mười mấy năm tiểu tiên cảnh mới sẽ mở ra nhiều thời gian như vậy ta không tin dùng bốn viên kim thân liên hạt sen còn đổi không tới một viên thăng tiên lệnh được bốn viên liền bốn viên kính xin đạo hữu đem kim thân liên hạt sen lấy ra cho bổn cư sĩ nhìn một chút u ẩn cư sĩ nói sở thiên hương không chút do dự nào trên tay linh quang lóe lên một viên màu vàng hạt sen đã đến trong tay sau đó hào phóng ném cho trước mặt u ẩn cư sĩ u ẩn cư sĩ tiếp nhận sau đó chỉ là liếc mắt nhìn trên mặt liền lộ ra vẻ vui mừng theo cũng đem một khối gỗ cùng một viên ngọc giảng lấy ra lâm thiên dương ở nhìn thấy u ẩn cư sĩ trong tay gỗ thời điểm trái tim một trận kinh hoàng bởi vì hắn phát hiện cái kia gỗ dĩ nhiên cùng lúc trước lữ phẩm cho mình cái kia đoạn gỗ rất giống lẽ nào đó chính là cái gọi là thăng tiên lệnh. Đúng, cái kia đích xác là thăng tiên lệnh, sở thiên hương cùng cái kia u ẩn cư sĩ giao dịch xác thực chính là vật này, bất quá này gỗ cũng xác thực chỉ là giống mà thôi, bởi vì Lâm Thiên Dương phát hiện cái kia gỗ bên trên tuy rằng cũng khắc họa một chút phù văn, thậm chí cũng có kim triện văn khắc lục trong đó, nhưng tuyệt đối cùng mình đến cái kia đoạn gỗ không giống nhau. Sở thiên hương cùng u ẩn cư sĩ giao dịch sau đó, liền trực tiếp đem thăng tiên lệnh cùng ngọc giảng đều cho lâm thiên dương thăng tiên lệnh cầm vào tay sau đó lâm thiên dương càng thêm vững tin ý nghĩ của mình trong tay mình cái kia đoạn gỗ cùng thăng tiên lệnh tuy rằng rất giống nhưng mặc kệ gỗ chất liệu vẫn là khắc họa đích thủ pháp hoàn toàn khác nhau xem ra dùng gỗ đương lệnh bài hay là chỉ là một cái trùng hợp đương nhiên đây thực sự là một cái trùng hợp sao lâm thiên dương chính mình cũng không thể hoàn toàn phủ định nhìn lâm thiên dương thu hồi thăng tiên lệnh cùng ngọc giảng sở thiên hương quay về u ẩn cư sĩ nói nếu giao dịch hoàn thành như vậy chúng ta cũng sẽ không quấy rầy cư sĩ rồi đạo hữu thực sự là thẳng thắn bất quá bổn cư sĩ thích cùng đạo hữu như vậy người giao dịch nếu là lần sau còn có thứ tốt đạo hữu có thể tới nơi này nữa ha ha sở thiên hương đối với u ẩn cư sĩ lời nói này chỉ là cười cợt sau đó nắm lên hai người lập tức biến mất ngay tại chỗ. Nhìn Sở Thiên Hương ba người biến mất, U ẩn cư sĩ trên mặt ngoại trừ một tia trào phúng nụ cười nói, đây là vì một viên Thăng Tiên Lệnh, lại đồng ý trả giá bốn viên Kim Thân Liên hạt sen, cũng thật là cái yêu thích đánh cực gia hỏa, chẳng lẽ không biết mỗi lần tiểu tiên cảnh mở ra, đều sẽ có 360 viên Thăng Tiên Lệnh xuất hiện. Này hơn 300 người tiến vào nơi đó, có thể thành công thu được đến vượt quá bốn viên Kim Thân Liên hạt giá trị ai tắm tu sĩ tuyệt đối 10 không đủ một, nàng lại còn coi cái kia phượng hoàng quả là tốt như vậy hái sao. Lần này sở thiên hương mang theo hai người chỉ là phi độn hai canh giờ liền ngừng lại. Sau đó sở thiên hương liền lấy ra một viên chính nàng luyện chế đang dược ăn vào, sau đó ngay tại chỗ bắt đầu đã tọa. Lâm thiên dương chú ý tới sở thiên hương tự hồ khí sắc không phải rất tốt, trong lòng hoài nghi nàng thương thế khả năng lần nữa tái phát, cũng không biết là bởi vì mấy ngày qua liên tục toàn lực mang theo mình và long linh nhi phi độn tạo thành vẫn là mấy ngày trước đi ra ngoài mấy ngày đó tạo thành bất quá cũng may chỉ là ba sau bốn canh giờ sở thiên hương liền lại khôi phục lại lâm thiên dương thấy nàng khôi phục tiến lên quan tâm mà hỏi sở tiền bối ngươi thế nào rồi sở thiên hương nhìn thấy lâm thiên dương quan hệ bộ dạng cũng yên lặng gật đầu một cái nói không cái gì chỉ là mấy ngày trước cùng hai lão gia hỏa tỷ thí một phen, kết quả có chút xúc động thương thế. Lâm Thiên Dương vừa nghe lời này, lập tức rõ ràng. Hiển nhiên sở thiên hương rời đi cái kia mấy ngày cùng một số đại thừa kỳ tồn tại giao thủ, mà cái kia cái gọi là u ẩn cư sĩ trên người có thăng tiên lệnh, phỏng chừng cũng là từ cái khác đại thừa kỳ tu sĩ nào biết. Chuyện của ta ngươi không cần lo lắng, cái kia u ẩn cư sĩ mặc dù là bạch liên hóa linh nhưng cũng một điểm không có hoa sen thánh khiết, có thể không phải món hàng tốt gì, chúng ta vẫn là tiếp tục lên đường mới tốt. Sở Thiên Hương nói thẳng ra cái kia u ẩn cư sĩ Lai Lịch, bất quá tự hồ đối với cũng có chút xem thường. Lâm Thiên Dương thì lại lập tức thả ra Phi Chu nói, "Sở Tiền Bối, nơi này cách này hồ nhỏ đã rất xa, vẫn là cưỡi Phi Chu đi, Tiền Bối tốt nhất tiếp tục điều dưỡng đi." Sở Thiên Hương nhìn một chút Phi Chu lại nhìn một chút Lâm Thiên Dương, cười cười nói: Thiên Dương, ngươi đúng là càng ngày càng sẽ quan tâm người, vốn là chỉ là muốn dùng ngươi chân chạy giúp ta làm một ít chuyện, ngươi nếu là ở tiếp tục như vậy xuống, nói không chắc ta sau đó liền muốn mang ngươi đi thôi. Có thể đi theo ở tiền bối bên người, cũng là một loại may mắn khí a." Lâm Thiên Dương ngoài miệng lấy lòng nói. "Ngươi tiểu tử này đúng là sẽ nói, được rồi, chúng ta đi nhanh đi, sớm một chút cảm thấy Thăng Tiên Đài phụ cận, sau đó còn có một chút thời gian." ngươi cũng tốt ở tăng cao một ít tu vi, ta thuận tiện đang chỉ điểm ngươi một vài thứ. Sở Thiên Hương nói rằng, đa tạ sở tiền bối rồi. Lâm Thiên Dương cười xin sở Thiên Hương lên trước Phi Chu, sau đó cùng Long Linh Nhi mới lên đi, sau đó hắn điều động Phi Chu, cấp tốc hướng về phía Tây nhanh chóng nhất bay đi. Ba năm sau đó, Tây Đại Lục ở trung tâm mang hoang khu vực trong một chỗ núi rừng, Lâm Thiên Dương vừa ở một tòa trong lòng núi chế tạo ra một tòa thật tính không tệ động phủ. Ở hao tốn thời gian 3 năm sau đó, Lâm Thiên Dương và ba người rốt cục đến nơi này. Dọc theo con đường này, ba người chỉ là vẫn chạy đi, rất ít dừng lại, ở xuyên qua rộng lớn mang hoang chi địa thời điểm, sở thiên hương đều không có ra tay đối phó một ít mang hoang cổ thú. Ở hơn nửa năm trước thời điểm, bởi vì vẫn lượng lớn dùng tăng cao tu vi đang dược, Long Linh Nhi liền vì là đã đến tiếng giai hậu kỳ cửa ải, bất quá bởi vì muốn tới rồi, vì lẽ đó vẫn kéo dài. Bây giờ động phủ vừa chế tạo được, Long Linh Nhi liền lập tức tiến nhập trong đó một gian tỉnh thất trong đó, chuẩn bị xung kích hóa thần hậu kỳ. Nàng đi xung kích hậu kỳ cảnh giới, sở thiên hương nhưng cố ý đem Lâm Thiên Dương gọi vào chính mình tỉnh thất trong đó, trực tiếp ngay mặt hỏi, Thiên Dương, người ta cũng ở chung mấy chục năm, nhưng nói đến cũng không có chân chính chỉ điểm ngươi cái gì bây giờ đã lâu cố gắng chỉ điểm ngươi một phen ngươi trước đem bổn mạng của ngươi pháp bảo lấy ra đến cho ta nhìn một chút lâm thiên dương nghe xong nàng sau đó lập tức lấy ra kim dương đao đồng thời ở sở thiên hương trước mặt che giấu một lần của mình kim dương đao vài loại thủ đoạn khi sở thiên hương sau khi xem xong quay về lâm thiên dương nhưng mãi lắc đầu khó có thể tin nói ngươi chính là như thế dùng bổn mạng của ngươi pháp bảo hay sao Lâm Thiên Dương nghe được sở thiên hương như vậy trào phúng chính mình, trên mặt chính mình cũng có chút cảm thấy nóng lên. Lời nghe nói thật, Lâm Thiên Dương đối với mình cái này đã từng hao tốn không nhỏ khí lực chế tạo bản mệnh phát bảo xác thực cũng không hài lòng. Bây giờ này Kim Dương đao uy lực, trải qua chính mình nhiều năm như vậy ôn dưỡng, nhiều lắm cũng là cùng phổ thông linh bảo gần như, dùng để đối phó phổ thông cùng cấp tu sĩ đều có chút vất vả, chớ nói chi là ứng đối cường giả. Kính xin tiền bối chỉ điểm Lâm Thiên Dương lúc này ngược lại cũng khiêm tốn, trực tiếp hướng về sở thiên hương thỉnh giáo lên. Sở thiên hương thở dài một tiếng nói, đầu tiên, ngươi này bản mệnh pháp bảo nên tính là một bộ, mà ngươi đang sử dụng thời điểm nhưng không chút nào phát huy thành bộ đích vi năng, tuy rằng hợp hai làm một sau đó uy lực không yếu, nhưng là chỉ đến thế mà thôi. Tiền bối có ý tứ là, này Kim Dương đao hẳn là tạo thành đao trận. Lâm Thiên Dương cẩn thận suy đoán nói. Sở Thiên Hương gật đầu nói, gần như bất quá không chỉ như vậy, ngươi hẳn phải biết, luyện kiếm có thể đạt đến luyện thực hóa hư cảnh giới, trên thực tế đao cũng là như thế, ngươi xem cho tốt. Sở Thiên Hương nói, đưa tay, cái kia Hắc Ti xuất hiện ở trong tay nàng. Lâm Thiên Dương đã nhiều lần từng thấy qua cây này Hắc Ti uy lực, vì lẽ đó lúc này cũng biến thành trở nên hưng phấn. Sở Thiên Hương thì lại tay ngọc trung lên, Hắc Ti trực tiếp bắn ra ngoài. Hắc Ti trực tiếp bắn thủng Lâm Thiên Dương bên ngoài hơn 10 triệu một cây đại thụ, sau đó Sở Thiên Hương đối với hắn chỉ vào, Hắc Ti nhất thời linh quang lóe lên, đoạn trở thành mấy chục đoạn, Sở Thiên Hương đánh ra một đạo pháp quyết sau đó, này mấy chục đoạn Hắc Ti lại biến thành mấy chục thanh tinh tế phi kiếm, hợp thành một cái kiếm trận, kiếm trận nhìn như cực kỳ thâm ảo, bất quá chỉ là vận chuyển ngắn mũi thời. Giang sau đó, kiếm trận liền biến mất rồi, bởi vì lúc này Hắc Ti lại biến thành nhàn nhạt ô quang nhìn qua thật giống hết thảy phi kiếm đều vỡ vụn giống như vậy, nhưng chỉ là chỉ chốc lát sau, hết thảy ô quan hội tụ thành hắc ti hình thái, cuối cùng về tới sở thiên hương trong tay. Như thế nào, ngươi hiểu chưa? Sở thiên hương thu hồi hắc ti hỏi. Lâm thiên dương thoáng suy nghĩ một chút sau. Quay về sở thiên hương thi lễ một cái nói, đa tạ sở tiền bối chỉ giáo, vãn bối rõ ràng rồi. Ngươi rõ ràng là tốt rồi, sau đó ta sẽ truyền thụ cho ngươi hai bộ đao trận không cần tiêu hao quá nhiều pháp lực liền có thể cho ngươi phát huy ra rất lớn uy lực sở thiên hương thỏa mãn gật đầu nói đa tạ tiền bối lâm thiên dương lần thứ hai nói cảm tạ được rồi ngoại trừ bản mệnh phát bảo ở ngoài ngươi có còn hay không cái khác thủ đoạn sở thiên hương hỏi lâm thiên dương suy nghĩ một chút lập tức nói bản bối còn luyện hóa thái dương chân hỏa lâm thiên dương nói thái dương chân hỏa nghe đến cái này sở thiên hương có chút kinh ngạc nhìn lâm thiên dương sau đó mãi lắc đầu nói người nếu luyện hóa thái dương chân hỏa lại còn tu luyện thiên ma luyện thể quyết những năm gần đây người thái dương chân hỏa uy lực nhất định đều không có như thế tăng trưởng chứ sở tiền bối nói rất đúng kính xin tiền bối giải khai nghĩ tới những thứ này năm qua thái dương chân hỏa xác thực từ chính mình một loại cực cường đích thủ đoạn lập tức bị trở thành vô bổ giống như tồn tại. Sở thiên hương bất đắc dĩ thở dài nói, này thái dương chân hỏa là một loại khắc chế ma công chân hỏa, lại như thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim như thế đạo lý, bất quá ngươi thái dương chân hỏa cũng không phải quá mạnh, cho nên khi ngươi gượng ép tu luyện thiên ma luyện thể công, vẫn có thể luyện thành, nhưng sau khi luyện thành, theo thiên ma luyện thể công càng ngày càng mạnh, trái lại xuất hiện áp chế lại, lại như nhược thủy không cách nào khắc chế cường hỏa là một cái đạo lý, ở loại này ngược lại dưới áp chế, ngươi thái dương chân hỏa tự không khả năng tiếp tục tăng trưởng, mà theo ngươi thiên ma luyện thể công tu luyện càng ngày càng cao, cuối cùng ngược lại sẽ bị thông phệ. A. À, này nên làm gì? Lâm Thiên Dương kinh ngạc hỏi. Nhìn thấy Lâm Thiên Dương lo lắng vẻ mặt, sở thiên hương rồi lại nở nụ cười. Chậm rãi nói, thế gian tuy rằng đại đa số thời điểm là như nước với lửa nhưng là có thủy hỏa giao dung tồn tại luyện hư tu sĩ ngũ hành hợp nhất chính là cái đạo lý này ta chỗ này đúng là có một bộ hỗn độn quyết có thể để cho ngươi thái dương chân hỏa cùng thiên ma luyện thể công cùng tồn tại bất quá bộ công pháp này nhưng cần ngươi ngũ hành hợp nhất thành tựu luyện hư sau đó mới có thể tu luyện nghe đến cái này lâm thiên dương nhất thời cảm thấy có chút thất vọng Xem ra này Thái Dương chân hỏa trong khoảng thời gian ngắn vẫn là không cách nào sử dụng. Sở Thiên Hương tự hồ cũng nhìn ra Lâm Thiên Dương thất vọng, cười nói, được rồi, ngươi cũng không cần thất vọng rồi, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Nói hết ra đi. Muốn nói còn có thủ đoạn gì nữa, Lâm Thiên Dương suy tư chỉ chốc lát sau, đem Linh Thú Hoàng ném ra ngoài, sau đó quỷ diện bò cạp, khuyết ngọc tri chu, cùng với tử tinh phong đều xuất hiện ở Sở Thiên Hương trước mặt. ồ đây là yêu thú gì? Sở thiên hương vừa thấy được quỷ diện bò cạp sau đó, cũng lập tức kinh ngạc kêu lên, mà quỷ diện bò cạp vật này vốn là không sợ trời không sợ đất, mà khi sở thiên hương hai mắt nhìn chầm chầm nó thời điểm, nó lại cảm thấy sợ lên, đặc biệt trên lưng tấm kia mặt quỷ, rõ ràng bởi vì sợ hãi mà trở nên hơi bắt đầu vặn vẹo. Lâm Thiên Dương lập tức đơn giản đem này vài con linh thú nói rồi một thoáng, sở thiên hương sau khi nghe yên lặng gật đầu nói, xem ra cơ duyên của ngươi còn không nhỏ này quỷ diện bò cạp ta không biết nên làm sao nuôi dưỡng bất quá ngươi đôi này biến dị huyết ngọc tri chu ta ngược lại thật ra có cái biện pháp để cho trong khoảng thời gian ngắn liền tiến giai hóa thần hơn nữa sau đó tiến giai tốc độ chỉ có thể nhanh hơn ngươi chí ít ở tiến giai hợp thể trước là như vậy lâm thiên dương biết sở thiên hương là tuyệt đối sẽ không ăn nói ba hoa nếu nói ra vậy khẳng định có thể làm được điều này làm cho Lâm Thiên Dương trong lòng cũng là một trận hưng phấn, phải biết, này huyết ngọc tri chu ở Nguyên Anh hậu kỳ đã không ngắn thời gian, vẫn không có tiếng giai hóa thần, mà không có hóa thần kỳ thực lực, căn bản là không giúp được chính mình cái gì. Cuối cùng cái kia tử tinh phong, từ khi đến linh giới sau đó, những kia thực linh trùng thật giống khẩu vị cũng biến thành càng lớn, phân bố ra tới linh dịch cũng càng thêm được, như không phải là không có thời gian đào tạo, Tử Tinh Phong nhất định cũng sẽ rất mau vào giai đến cảnh giới cao hơn, vì lẽ đó này cũng không hề quá to lớn lo lắng, Sở Thiên Hương cũng không còn có đưa ra cái gì ý kiến tốt hơn. Ở trong khoảng thời gian sau đó, Sở Thiên Hương trước tiên bỏ ra thời gian 3 tháng giáo dục Lâm Thiên Dương sử dụng Kim Dương Đao, chờ Lâm Thiên Dương tới Quỷ Đạo sau đó, nàng liền để Lâm Thiên Dương tự mình tu luyện, chính mình thì lại đơn độc ra ngoài rồi. Thời điểm mới bắt đầu Sở Thiên Hương ra ngoài nhiều lắm cũng là một hai canh giờ, nhưng chậm rãi, đi ra ngoài thời gian liền thay đổi dài, mà mỗi lần trở về, Sở Thiên Hương đều sẽ mang về một ít to cỡ nắm tay nhỏ, mùi máu tanh rất nặng tương tự đang dược thứ đồng dạng cho huyết ngọc tri chu dùng, mà huyết ngọc tri chu tự hồ phi thường yêu thích những này, chỉ là phục dụng những thứ đồ này không tới một năm, liền dẫn phát rồi nguyên khí đất trời biến hóa, lại cứ như vậy tiến giai hóa thần mà khi huyết ngọc tri chu tiến giai hóa thần sau đó, Lâm Thiên Dương mới từ sở thiên hương biết được, nguyên lai sở thiên hương mỗi lần đi ra ngoài đều là chém giết một ít luyện hư kỳ trở lên cổ thú, đem những này cổ thú luyện chế thành một loại cũng gọi là huyết tinh đan đồ vật, mà huyết ngọc tri chu mỗi nuốt chững một viên, thì tương đương với nuốt chững một con luyện hư cấp bậc cổ thú cho rằng đồ ăn, như vậy nuốt chững tự nhiên tu vi trong nháy mắt liền tăng vọt lâm thiên dương ở biết sở thiên hương nuôi dưỡng huyết ngọc tri chu phương pháp sau đó sau đó liền để nàng ở giết chết cổ thú thời điểm đem cổ thú tinh hồn cũng mang về sở thiên hương đối với này cũng không có từ chối mà mang về tinh hồn lâm thiên dương thì lại trực tiếp ném cho quỷ diện bò cạp mà quỷ diện bò cạp chỉ là cắn nuốt mười mấy con luyện hư kỳ cổ thú tinh hồn liền chìm vào trong giấc ngủ xem dáng vẻ hiển nhiên cũng phải bắt đầu tiến dai hóa thần kết quả này để lâm thiên dương đúng là khá là thỏa mãn mà sở thiên hương tự hồ đối với quỷ diện bò cạp cũng có chút hứng thú vì lẽ đó vẫn như cũ tiếp tục bắt được cổ thú tinh hồn dự trữ lên sở thiên hương hành động như vậy làm cho chu vi mấy triệu dặm bên trong cấp cao cổ thú gặp tai ương không tới ba năm lại liền không bao giờ tìm được nửa cấp cao cổ thú tồn tại ba năm sau đó long linh nhi rốt cục tiếng giai hóa thần hậu kỳ mà nàng thành công cảnh giới sau đó vì tiếp tục bắt được cấp cao cổ thú, sở thiên hương lại trực tiếp mang theo hai người đi tới bên ngoài 10 triệu dặm địa phương một lần nữa thành lập một cái động phủ. Long Linh Nhi cảnh giới hóa thần hậu kỳ, điều này làm cho sở thiên hương phi thường hài lòng, sát theo đó sở thiên hương lấy ra cửu Long Tiên, đem bảo vật này trực tiếp đánh vào Long Linh Nhi trong cơ thể, để cho chân Long chi huyết đối với hắn tiến hành ôn dưỡng, đồng thời sở thiên hương lại cho Long Linh Nhi rất nhiều đại bổ đang dược dùng để cho cửu long tiên có thể càng tốt hơn trưởng thành. Ở xử lý xong cửu long tiên chuyện tình sau đó, sở thiên hương cứ tiếp tục bắt đầu đi săn tháng ngày. Ở tổng cộng hơn 10 năm bên trong, sở thiên hương thay đổi năm cái địa phương, bắt giết cấp cao cổ thú vô số, mà ở hơn 10 năm sau đích trong một ngày, khi hai con huyết ngọc tri chu ở cắn nuốt mấy viên do hợp thể kỳ cổ thú luyện chế ra tới huyết tinh đan sau đó, lại lần thứ hai tiếng giai hóa thần trung kỳ ngăn ngắn hơn 10 năm liên tục thăng liền cái cảnh giới, điều này làm cho Lâm Thiên Dương đều lo lắng chuyện này đối với huyết ngọc tri chu cảnh giới sẽ bất ổn, rốt cục tạm thời đình chỉ đối với bọn họ huyết tinh đang tiếp tục cung cấp. Ở huyết ngọc tri chu tiến giai hóa thần trung kỳ sau đích năm thứ hai, sở thiên hương rốt cục ngừng tiếp tục bắt giết cổ thú, đang bế quan đã tọa nghỉ ngơi sau một tháng. Nàng vừa xuất quan liền lập tức mang theo Lâm Thiên Dương cùng Long Linh Nhi hướng về thăng tiên đài phương hướng đến gần rồi. Bởi vì vốn là vị trí phương liền khoảng cách thăng tiên đài rất gần, vì lẽ đó không tới hai ngày liền đạt tới khoảng cách thăng tiên đài vạn dặm địa phương, mà ở đây, sở thiên hương tìm một cái không đáng chú ý núi nhỏ. Mở ra một cái giảng dị động phủ liền ở đi vào. Lâm Thiên Dương từ u ẩn cư sĩ nơi đó lấy được trong tài liệu biết, cái gọi là thăng tiên đài trên thực tế cũng không phải thật sự là đài cao, mà là một tòa tháp cao, mỗi lần tiểu tiên cảnh mở ra thời điểm, này Thăng Tiên Đài sẽ thả ra linh quang, này linh quang có thể lan đến gần vạn dặm khoảng cách, chỉ cần ở linh quang chiếu rọi bên trong phạm vi. Cầm trong tay Thăng Tiên lệnh người, Thăng Tiên lệnh sẽ tự mình mở ra một đạo cánh cửa không gian, cung cấp tiến vào tiểu tiên cảnh bên trong. Trên thực tế, ở Sở Thiên Hương đến chỗ này không đáng chú ý núi nhỏ thời điểm, ở khoảng cách Thăng Tiên Đài vạn dặm bên trong phạm vi, đã có mấy chục tên đến từ mỗi cái chủng tộc đại thừa kỳ tu sĩ tồn tại. Có thể nói, lúc này khu vực này đã trở thành toàn bộ linh giới tụ tập cường giả nhiều nhất địa phương, dùng đại thừa nằm dày đặt tới nói cũng không quá đáng. Đương nhiên bọn họ có chút không hề che giấu chút nào chính mình tồn tại, coi như là đi theo mà tới tu sĩ hóa thần kỳ cũng có thể phát hiện, mà không ít nhưng cố ý ẩn giấu đi, không để người ta biết. Cũng bởi vì như vậy, sở thiên hương và ba người đến đó không có gây nên chút nào chú ý, ở bọn họ xem ra, chỉ là lại tới nữa rồi một tên người cạnh tranh mà thôi. Những này đại thừa kỳ tu sĩ, có số ít sẽ tụ tập cùng nhau, nhưng càng nhiều là nhưng vẫn là một thân một mình, dù sao vạn nhất chính mình mang đến người chiếm được cái gì báu vật trở về, rất khó thoát qua một người khác đại thừa tu sĩ con mắt bởi vì cụ thể mở ra thời điểm cũng không xác định. Vì lẽ đó đến nơi này sau đó, Lâm Thiên Dương đơn giản ngay tại chỗ đã tọa để cho mình trạng thái duy trì ở tốt nhất cứ như vậy gần như qua có hơn nửa tháng một ngày buổi tối nhắm mắt ngồi xếp bằng bên trong lâm thiên dương bỗng nhiên mở hai mắt ra sau đó trên tay hắn linh quang lóe lên cái viên này thăng tiên lệnh xuất hiện ở trong tay của hắn mà lúc này thăng tiên lệnh trên có khắc lục phù văn lóng lánh lên ánh sáng đến đồng thời ánh sáng càng ngày càng chói mắt lâm thiên dương nhìn mấy lần sau đó đem thăng tiên lệnh hướng về không trung ném đi mà thăng tiên lệnh cũng thuận theo bay đến lâm thiên dương đỉnh đầu nơi theo bỗng nhiên quay về Lâm Thiên Dương chiếu xuống một vệt kim quang. Bị kim quang này soi sáng, Lâm Thiên Dương chỉ cảm thấy mình thân thể bị một luồng sức lực lôi kéo. Thấy hoa mắt phát hiện mình dường như tiến nhập một mảnh hư vô trong đó, bất quá chưa kịp Lâm Thiên Dương phản ứng lại, chợt phát hiện trước mắt xuất hiện lần nữa hoàn toàn sáng rực, thăng tiên lệnh đã về tới trong tay, mà chính mình lại đứng ở một viên cùng mình cao không sai biệt cho lắm thấp bé cây cối bên cạnh giữa bầu trời còn có một vòng kiêu dương đang chiếu sáng đại địa. Trước đó rõ ràng là đêm đen, chỉ chớp mắt dĩ nhiên đã biến thành ban ngày, hơn nửa nơi này linh khí đậm đặc VL, thậm chí để Lâm Thiên Dương nhớ tới ban đầu ở Ma Uyên lúc cái kia tòa tồn tại kim thân liên ngọn núi đỉnh núi. Tiểu tiên cảnh, mình khẳng định đến nơi này. Lâm Thiên Dương cấp tốc thả ra thần thức, muốn điều tra phụ cận tình huống, nhưng liền cùng u ẩn cư sĩ cho tư liệu không có một chút nào khác biệt, cái này tiểu tiên cảnh ở bên trong, đối với thần thức hạn chế hết sức lợi hại, lấy Lâm Thiên Dương tu vi, thần thức chỉ có thể thả ra 20, 30 dặm, ở trống trải một điểm địa phương này còn không bằng người bình thường nhìn bằng mắt thường đến xa. Nếu thần thức không cách nào điều tra quá xa địa phương, Lâm Thiên Dương chỉ có thể nỗ lực chống lại nơi này không tính quá mạnh mẽ tấm bay lực lượng, thoáng bay lên không một ít, để có thể nhìn thấy xa xa, mà Lâm Thiên Dương sở dĩ không dám bay đến trên không hoàn toàn là bởi vì chỗ tiểu tiên cảnh bên trong nguy cơ tứ phía, ấy, chỉ là trên không trung, các loại hung mảnh loài chim cổ thú nhiều đến hơn trăm loại, chỉ cần sơ ý một chút cũng sẽ bị phát hiện sau đó bị xé nát. Cách hơn 10 trượng khoảng cách, Lâm Thiên Dương phát hiện mình nằm ở địa phương là một chỗ tương đối thấp bé đồi núi khu vực, nếu như không có tính sai, rất có thể là ở cái này tiểu tiên cảnh phía đông nam đồi núi vùng núi. Càng có Lâm Thiên Dương chiếm được tài liệu, cái này tiểu tiên cảnh lớn vô cùng, đông tây nam bắc khoảng cách vượt quá 10 triệu dặm, bởi vì tồn tại một luồng cấm bay lực lượng, làm cho coi như tu sĩ hóa thần phải xuyên qua toàn bộ tiểu tiên cảnh cũng cần tiêu tốn mấy tháng lâu dài, mà toàn bộ tiểu tiên cảnh mở ra thời gian cũng bất quá một năm mà thôi. Tiểu tiên cảnh ở trong tồn tại phượng hoàng quả địa phương là ở toàn bộ tiểu tiên cảnh phía nam một chỗ truyền thuyết vì là tiên nhân di chỉ địa phương, nếu như không có tính sai địa phương, từ chỗ ở mình phi động đi qua, gần như cần hơn một tháng thời gian, Đương nhiên đây là lý tưởng dưới tình huống. Trên thực tế trên đường phải trải qua không ít tồn tại cấp cao của thú địa phương, sơ ý một chút sẽ vẫn lạc tại chỗ. Từ lấy được ghi chép ở bên trong, Lâm Thiên Dương cũng biết trong mấy vạn năm tới hơn 10 lần mở ra, gần như mỗi lần hơn 300 tên tu sĩ hóa thần đi vào, cuối cùng ra tới mọi người ở trăm người trên dưới, nói cách khác, gần như 7 phần 10 người là không về được. Trên thực tế Lâm Thiên Dương rất rõ ràng, có thể bị đại thừa tu sĩ chọn lửa tiến vào nơi này, không có chỗ nào mà không phải là các tộc bên trong xuất sắc nhất tu sĩ, vì lẽ đó coi như Lâm Thiên Dương đối với chuyến này cũng không còn có nắm chắc 10 phần, cái này cũng là vì sao sở thiên hương tại từ mình đi vào trước, như vậy để tâm truyền thu nguyên nhân, ở này tiểu tiên cảnh ở bên trong, sở thiên hương là không thể vào, hết thảy tất cả đều cần dựa vào chính mình. Ngay khi Lâm Thiên Dương tiến vào tiểu tiên cảnh đồng thời, tiểu tiên cảnh các nơi đều có tu sĩ xuất hiện bọn họ đại đa số rồi cùng lâm thiên dương như thế xuất hiện ở một cái nhìn như thường thường không có gì lạ địa phương mà trong đó cũng có một chút người may mắn vừa xuất hiện liền phát hiện bên cạnh mình lại tồn tại một ít linh giới hiếm thấy linh vật đương nhiên đối lập cũng có không may người trong đó xui xẻo nhất mấy cái trực tiếp xuất hiện ở tiểu tiên cảnh bên trong cấp cao cổ thú phụ cận mà bọn họ tiểu tiên cảnh hành trình vừa mới bắt đầu cũng là đã xong lâm thiên dương ở cẩn thận từng ly từng tí một kiểm tra một lần tình huống chung quanh sau đó bắt đầu hướng về phía tây tiến lên lâm thiên dương không dám trực tiếp phi độn mà là lựa chọn ở đồi núi bên trong chạy vội làm như vậy tuy rằng chậm một chút nhưng dù sao tương đối an toàn hơn nửa dọc theo đường gặp phải một ít quý hiếm linh thảo cũng có thể tiện tay hái trên thực tế cái này tiểu tiên cảnh bên trong hầu như khắp nơi đều có linh thảo linh thụ chỉ là đại đa số đối với Lâm Thiên Dương các loại tu sĩ hóa thần kỳ tới nói không có tác dụng gì, mà tiến vào nơi này người cũng không sẽ vì những này cấp thấp linh thảo tiêu tốn thời gian, cho nên mới lựa chọn không nhìn. Lâm Thiên Dương một đường đi tây sau một ngày, phát hiện một cái gần như có hơn 10 trượng rộng đích dòng sông, mà phát hiện này sông sau đó cũng càng thêm xác định chỗ ở mình phương vị. Lâm Thiên Dương cũng không có vượt qua dòng sông, mà là theo dòng sông một đường nghịch lưu tiến lên gần như đi rồi có ba ngày khoảng chừng thời gian đạt tới một tòa thác nước dưới đấy tòa này thác nước là lâm thiên dương trước đó tiến vào tiểu tiên cảnh cái kia nơi đồi núi cùng mặt khác một mảnh thảo nguyên phân giới khu vực mà cái kia nơi trên thảo nguyên là một chỗ tương đối địa phương nguy hiểm không chỉ trên thảo nguyên có mấy loại cấp cao cổ thú hơn nữa bởi vì thảo nguyên cỏ đại thể thấp bé trên thảo nguyên trống không mấy loài chim cổ thú liếc mắt một cái là rõ mồn một rất có thể vừa tiến vào thảo nguyên liền trở thành một cái nào đó cấp cao cổ thú truy đuổi con. Mồi Tình huống như thế là Lâm Thiên Dương không muốn nhìn thấy, vì lẽ đó đến đây sau đó, Lâm Thiên Dương tiếp sau đó chuẩn bị trước tiên tiếp tục đi về phía nam đi tới, đi đường vòng thảo nguyên mặt nam một chỗ gọi là Bạch Diệp Lâm Đích rừng Rậm, xuyên qua tòa kia rừng rậm đến mình muốn đi địa phương. Dọc theo đường đi, Lâm Thiên Dương vốn là dự định thu thập một ít linh thảo có thể cũng không biết có phải hay không là bởi vì đi theo sở thiên hương bên người lâu, các loại thiên tài địa bảo nhìn nhiều lắm rồi, vì lẽ đó bình thường linh thảo linh vật đều có chút không lọc nổi mắt xanh, vì lẽ đó dọc theo đường đi hầu như đều không có ngừng lại. Gần như 7 sau 8 ngày, ở Lâm Thiên Dương trong mắt rốt cục xuất hiện trắng xóa hoàn toàn rừng cây, mà chính là mục đích của mình, Bạch Diệp Lâm. Này Bạch Diệp Lâm bên trong sinh trưởng cây cối tuy rằng giống không giống nhưng bất kể là cái gì chủng loại cây cối diệp tử đều là màu trắng đương nhiên cũng không phải màu trắng tinh mà là một loại tương tự với hạt gạo màu trắng thêm vào nơi này bùng đất hay là bởi vì quanh năm suốt tháng lá rụng quan hệ cũng trở thành màu trắng vì lẽ đó lâm thiên dương vừa tiến vào nơi này lại như tiến nhập thế giới màu trắng giống như vậy mà lâm thiên dương bản thân mình cũng thích mặt bạch y lúc này đúng là cùng chỗ này rừng rậm hòa làm một thể Bạch Diệp Lâm bên trong cũng không phải là không có uy hiếp gì, trên thực tế có vài loại mạnh mẽ của thú sinh tồn ở này, Bạch Diệp Lâm ở bên trong, bất quá bọn họ dù sao số lượng không nhiều, gặp phải cơ hội cũng không phải rất lớn, tự nhiên so với lựa chọn đi thảo nguyên tốt hơn rất nhiều. Lâm Thiên Dương tiến vào nơi này sau đó, đi tới tốc độ lập tức chậm có 2, 3 phần 10, này cũng cũng không phải là bởi vì trong rừng rậm đường khó đi, đối với Lâm Thiên Dương loại này cấp bậc tu sĩ tới nói, chỉ cần không phải loại kia kỳ, kỳ hiểm nơi, tiến lên tốc độ sẽ không lại quá đại biến hóa, chân chính để cho chậm lại bước chân chính là này bạch diệp lâm bên trong như thế đặc sản. Bạch diệp lâm trong có một loại gọi là bạch mau quả là linh quả, này quả chỉ có ở tiểu tiên cảnh bạch diệp lâm bên trong tồn tại, lâm thiên dương sở dĩ lựa chọn đi nơi này. Cũng là muốn muốn hái một ít bạch mao quả, bởi vì này quả chính là một loại đối với lâm thiên dương tới nói, thích hợp nhất luyện thể thánh dược lâm thiên dương từng ở vừa đi theo sở thiên hương thời điểm đạt được một con con trai loại cổ thú ngọc trai cái kia ngọc trai mà nhỏ sau khi dùng đối với luyện thân thể có hiệu quả nhưng là vật kia đối với sở thiên hương tới nói hay là chỉ có một chút hiệu quả thế nhưng đối với chính mình tới nói thuốc này hiệu quả thực sự quá mãnh liệt vì lẽ đó lâm thiên dương chỉ có thể tạm thời để ở một bên chờ tương lai thiên ma luyện thể công đạt đến tầng thứ bảy thời điểm lại dùng này bạch mau quả chỉ có ở bạch diệp lâm bên trong tồn tại, bất quá ở bạch diệp lâm bên trong, bạch mau quả cũng không phải vô cùng ít ỏi. Lâm Thiên Dương ở tiến vào bạch diệp lâm trong vài ngày đã tìm được rồi mấy chục viên, số lượng ấy đủ khiến Lâm Thiên Dương tu luyện một quãng thời gian rất dài. Ngày này Lâm Thiên Dương vừa vặn lại tìm tới mấy viên bạch mau quả, vẫn không có hái xuống, nhưng chợt nghe xa xa tựa hồ có tiếng đánh nhau truyền đến. Lâm Thiên Dương lắng nghe này tranh đấu âm thanh, phát hiện tự hồ là tu sĩ cùng tu sĩ ở tranh đấu điều này làm cho lâm thiên dương một trận động lòng nếu là có tu sĩ cùng cổ thú tranh đấu lâm thiên dương là tuyệt đối sẽ không đến xem dù sao ai biết cùng với giao thủ cổ thú sẽ mạnh mẽ đến đâu nhưng nếu là giữa các tu sĩ lâm thiên dương tự hỏi lấy chính mình bây giờ thủ đoạn tin tưởng tự vệ vẫn không có vấn đề chỉ là hơi hơi cân nhắc một chút được mất Lâm Thiên Dương ở hái xuống mấy viên bạch mao quả sau đó liền lập tức hướng về phương hướng âm thanh truyền tới đi tới chỉ tốn không tới một phút thời gian Lâm Thiên Dương đã đến tranh đấu phụ cận triển khai ẩn nấp thủ đoạn sau đó Lâm Thiên Dương dần dần đến gần bọn họ lúc này Lâm Thiên Dương phát hiện trong lúc đánh nhau hai người thuộc về bất đồng chủng tộc hơn nữa đều là Lâm Thiên Dương từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người trong đó ngoại hình dung mạo nhìn qua cùng nhân tộc rất giống nhưng cũng có một cái thô to đuôi, lúc này đang thôi thúc hai con sừng nhọn bình thường linh bảo, đánh mạnh, đồng thời giữa không trung còn có một cái ba màu nhỏ cái dù thả ra tam sắc quan mang, ánh sáng chiếu rọi ở trên người đối phương, kềm chế đối phương hành động. Một người khác, tuy rằng ngoại hình cũng có chút cùng nhân tộc tương tự, cả người nhưng là xanh lam, hơn nửa mặt vẫn là thường thường, thật giống như nhân loại đồng dạng mặt bị vô duyên vô cớ kéo dài giống như vậy, nhìn qua cực kỳ quái lạ lúc này này người lam gia lại bị tam sắc quan mang chiếu rọi sau đó rõ ràng hành động có chút thay đổi chỉ dựa vào một cái màu xanh lam thăng lụa tại chỗ đối phương sừng nhọn công kích đồng thời cầm trong tay một cái cung ngắn thỉnh thoảng thả ra một mũi tên đến trả đánh nhưng xuất từ hạ phong chính hắn chút nào không nhìn ra có thể ngược lại xu thế ở lâm thiên dương xem ra cái kia lam gia người nếu là không có cái gì cái khác thủ đoạn bị thua e sợ chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi mà chính mình có muốn hay không thừa dịp bọn họ còn ở giao thủ thời điểm nhúng tay đây ngay khi lâm thiên dương suy tư thời điểm giờ khắc này cái kia ở hạ phong lam gia người bỗng nhiên mở miệng nói đạo hữu ở bên cạnh nhìn cũng có một lúc nếu đến rồi sao không hiện thân đây lâm thiên dương bỗng nhiên trong lúc đó nghe nói như thế đầu tiên là cả kinh sau đó lại làm cho hắn nhớ tới năm đó ở nhân giới thời điểm lần thứ nhất tham gia tương tự hành động tiến vào thiên lam cảnh thời điểm chuyện tình, khi đó chính mình cũng là ẩn nấp một bên quan chiến, kết quả cũng là có người đột nhiên mở miệng nói ra lời tương tự, kết quả chính mình lập tức hiện thân, ai biết đây cũng là đối phương muốn chạy trốn, cố ý nhiễu loạn đối thủ tâm trí. Có trước đó giáo huấn, giờ khắc này Lâm Thiên Dương sau khi nghe, lựa chọn không nhúc nhích, có thể sát theo đó rồi lại nghe Lam gia người tiếp tục nói, một bên chính là nhân tộc đạo hữu đi, đạo hữu nếu là nguyện ý ra tay giúp đỡ, tại hạ đồng ý đem trước đó đoạt được đều đưa với đạo hữu. Nghe được đối phương nói ra mình là nhân tộc, Lâm Thiên Dương không khỏi tự dễu một tiếng, xem ra này Lam Gia người là thật sự phát hiện mình, kinh nghiệm trước kia xem ra cũng không phải như vậy chắc chắn đúng. Lâm Thiên Dương đang nghe lời của hắn sau đó, cũng không lại ẩn nấp thân hình, thẳng tắp hiện thân. Cái kia đuôi dài người nhìn thấy quả nhiên có một tên nhân tộc xuất hiện, lập tức cũng buông tha cho tiếp tục công kích Lam Gia người, trong lúc nhất thời bầu không khí có vẻ hơi nghiêm nghị. Lâm Thiên Dương trên dưới đánh giá một phen cái kia lam gia người sau đó, cười cợt hỏi, đạo hữu là thế nào phát hiện được ta, tại hạ tự hỏi tuy rằng ẩn nấp thuật không phải hàng đầu, nhưng ở cái này thần thức hạn chế rất lớn địa phương, khoảng cách các ngươi lại không gần, ngươi là thế nào phát hiện hay sao? Cái kia lam gia người sau khi nghe cười cười nói, là mùi, chúng ta lam linh tộc trời sinh đối với mùi vô cùng mẫn cảm. Đạo hữu vừa vặn ở vào thượng phong khẩu, thêm vào nhân tộc mùi lại thật phân rõ, vì lẽ đó rất dễ dàng liền biết rồi. Nghe xong lời này, Lâm Thiên Dương thật là có chút không tưởng tượng nổi, bất quá này Lam Linh tộc chính mình tự hồ cũng ở trên điển tịch từng thấy, bất quá chỉ là nhìn thấy có chủng tộc này tồn tại, còn đến cùng là chủng tộc gì nhưng cũng không rõ ràng. Mà vào lúc này, một gã khác có to dài đuôi nam tử mở miệng nói, "Đạo hữu, này Lam Linh tộc nhân giả hoạt dị thường." một khi cùng đạo hữu liên thủ đem ta bước lui, nghĩ đến hơn nữa cũng sẽ không đem chính mình có được sự vật cho đạo hữu, hơn nữa chúng ta những người này đi vào cũng bất quá mười mấy ngày mà thôi, có thể có thu hoạch gì, còn không bằng liên thủ với ta đồng thời giết chết hắn, sau đó chia đều trên người hắn đồ vật. Cái đuôi lớn người vừa nói như thế, làm linh tộc nhân lập tức biến sắc mặt nói, đạo hữu tuyệt đối không nên nghe này chuột mập tộc nhân, đạo hữu chỉ cần ngẫm lại. Người này thực lực tu vi lợi hại như vậy, một khi đem ta giải quyết sau đó, lập tức ngược lại đối phó đạo hữu vậy phải làm thế nào? Ta đồng ý để tâm ma sinh thề giết chết này lam linh người sau đó, chỉ cần đạo hữu không đối với ta lòng mang quỷ dị, tại hạ tuyệt đối sẽ không đối với đạo hữu ra tay. chuột mập tộc nhân ở lam linh người vừa nói xong, lại lập tức vỗ trong lòng dùng tâm ma thề. hắn này đồng thời thề, lâm thiên dương đúng là cảm thấy cùng người này liên thủ một lần cũng không sao chí ít người này mặt ngoài nhìn qua khá là sảng khoái so với cố ý gọi mình xuất hiện lam linh người hẳn là thật tốt hơn một ít lúc này lam linh người phát hiện lâm thiên dương ánh mắt thoáng có gì đó không đúng cũng lập tức đối với lâm thiên dương để tâm ma phát ra một cái cùng trước đó chuột mập tộc nhân gần như lời thề tâm ma hai người lại đều đối với mình dùng tâm ma thề điều này làm cho lâm thiên dương cảm giác được chính mình ở vào giờ phút này tự hồ nắm giữ không nhỏ quyền thế nghĩ tới đây hắn lập tức đẩy ngã vừa nảy ý nghĩ sau đó hỏi xin hỏi hai vị đạo hữu vì sao ở đây ra tay đánh nhau à ta ở đây đi tới ai biết gia hỏa này một đường theo ở phía sau may mà ta cơ linh phát hiện một ít tung tích bằng không ai biết gia hỏa này sẽ đối với ta làm những gì chục mập tộc nhân trước tiên mở miệng nói lam linh người nghe xong lập tức nói ta chỉ là theo chân ngươi có hay không thật đối với ngươi làm sao là ngươi trước tiên bày xuống cơ quan đánh lén ta đấy. Ngươi nếu không lén lúc theo ta, như thế nào lại bị ta công kích? Chuột mập tộc nhân phản bác. Được rồi, hai vị không muốn cãi vã. Tại hạ nghe tới tựa hồ hai vị cũng không có thâm cừu đại hận gì, này tiểu tiên cảnh muốn mở ra một năm lâu dài, bây giờ bất quá mười mấy ngày liền ra tay đánh nhau thực sự không có cần thiết, vạn nhất có chịu đựng tổn hại sau đó gặp phải những người khác nên làm gì? Ba người chúng ta nếu có thể ở đây gặp gỡ, ta nghĩ không bằng đơn giản kết minh, cứ như vậy, chúng ta chí ít đối mặt đơn độc hành động người khác thì có thực lực tuyệt đối. Tranh cướp lên bảo vật đến vậy càng thêm vào hơn ưu thế. Lâm Thiên Dương bỗng nhiên nói như vậy. Hai người vừa nghe này tu sĩ nhân tộc lại đưa ra như thế một cái ý nghĩ, vốn là chỉ muốn diệt đối phương hai người nhất thời lộ vẻ do dự. Lâm Thiên Dương thấy bọn họ do dự, cười cực tiếp tục nói. Hai vị đạo hữu không nên do dự, hai vị chỉ cần ngẫm lại, nếu như có những tu sĩ khác ở gặp gỡ sau đó lựa chọn kết minh, mà chúng ta đơn độc hành động, vạn nhất gặp được, e sợ chỉ có thoát thân. Thậm chí sơ ý một chút sẽ vẫn lạc, đã như vậy chúng ta vì sao không liên thủ? Lâm Thiên Dương mở miệng lần nữa, làm cho hai người lộ ra địch ý dần dần biến mất, chuột mập tộc nhân trước tiên nói, chỉ cần này Lam Linh tộc nhân trước tiên để tâm ma sinh thề, tuyệt đối sẽ không đối với chúng ta ra tay, ta có thể đáp ứng. Chuột mập tộc nhân vừa nói như thế, Lam Linh tộc nhân cũng lập tức nói theo, ta cũng thế. Chỉ cần này chuột mập tộc nhân cũng dùng tâm ma thề, ta cũng vậy có thể đáp ứng. Lâm Thiên Dương thấy bọn họ đều đã có đồng ý kết minh ý tứ, mừng rỡ trong lòng, lập tức nói, cái này hay làm. Chúng ta liền lẫn nhau dùng tâm ma thề, kết làm đồng minh, tuyệt đối không đối với đồng bạn ra tay được nghe xong lâm thiên dương hai người lập tức đáp ứng rồi sau đó bao quát lâm thiên dương ở bên trong ba người đồng thời để tâm ma phát cái thề tạm thời kết thành đồng minh kết minh sau đó ba người cũng lẫn nhau tự giới thiệu mình một phen lâm thiên dương biết hai người này cũng đều là đi theo đồng tộc đại thừa tu sĩ mà đến cái kia chuột mập tộc nhân tên là nha liệt mà cái kia lam linh tộc nhân gọi là vư tinh bởi vì không phải nhân tộc tên nghe vào đều có chút là lạ bất quá lâm thiên dương đối với này cũng không có cái gì lưu ý tuy rằng kết minh lâm thiên dương vẫn là phát hiện nha liệt cùng vô tinh trong lúc đó vẫn còn có chút ngăn cách chí ít tạm thời vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng đối phương đương nhiên tuy rằng bọn họ đối với mình thật giống càng thêm nhiệt tình một ít nhưng lâm thiên dương chính mình rõ ràng đây chỉ là bề ngoài cũng không thể nói rõ tất cả một khi thật sự có rất lớn lợi ích xuất hiện ở cái địa phương này chân chính có thể tin tưởng chỉ có chính mình Tuy rằng cái này liên minh kỳ thực rất yếu đuối, nhưng chỉ là lúc này ba người vẫn là đứng ở cùng nhau, hơn nữa mục tiêu cũng nhất trí, đều là phượng hoàng quả vị trí tiên nhân di chỉ. Đồng thời xuyên qua ở Bạch Diệp Lâm ở bên trong, trên đường tuy rằng như trước lúc đó có phát hiện Bạch Mao Quả, bất quá bởi vì có ba người, vì lẽ đó liền cần phân ba phần, cứ như vậy liền khiến cho Lâm Thiên Dương trên đường thu được Bạch Mao Quả biến ít đi. Vì sau đó tu luyện có đầy đủ tư nguyên, lâm thiên dương trực tiếp hướng về hai người đưa ra muốn hết thảy phát hiện bạch mau quả đương nhiên hắn cũng sẽ lấy ra tương ứng đồ vật trao đổi trước đó mười mấy năm sở thiên hương khắp nơi bắt giết cấp cao cổ thú có lúc cũng sẽ mang về một ít vật có giá trị để sau đó có thể dùng đến trao đổi đồ vật đương nhiên những thứ đồ này đại thể đều là lâm thiên dương thu lại dù sao những thứ đồ này sở thiên hương đều không lọc mắt bây giờ lâm thiên dương lấy ra một ít luyện hư kỳ cổ thú trên người thu được vật liệu đi ra rất nhanh hai người kia sẽ đồng ý trao đổi, dĩ nhiên đối với với Lâm Thiên Dương tiến vào tới chỗ như thế lại còn mang. Theo nhiều như vậy cấp cao vật liệu, bọn họ cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ, bất quá cũng không có nói ra đến, mà Lâm Thiên Dương cũng cũng không để ý những thứ này. Gần như đi rồi có thời gian nửa tháng, ba người rồi rời đi Bạch Diệp Lâm, mà tính toán thời gian, đi vào tiểu tiên cảnh đã có một tháng, tiếp sau đó lại xuyên qua một cái tên là Hồng Hà Sơn Mạch địa phương, liền có thể đến ở vào tên là địa hỏa cốc tiên nhân di chỉ hồng hà sơn mạch rất lớn trong đó vẫn tồn tại đối với tu sĩ uy hiếp rất lớn cổ thú xem như là một chỗ khá là địa phương nguy hiểm nhưng nếu là muốn đi đến địa hỏa cốc cũng chỉ có xuyên qua nơi đó ba người rời đi bạch diệp lâm sau đó không có làm bất kỳ nghỉ ngơi liền đi tiến vào hồng hà sơn mạch hồng hà sơn mạch cũng không có cái gì hồng hà thường thường xuất hiện sở dĩ gọi danh tự này hoàn toàn là bởi vì sơn mạch này bên trong tồn tại một loại gọi là xích bức cổ thú. Loại này dơi cổ thú cá thể thực lực cũng không phải rất mạnh, đại thể đều là nguyên anh kỳ cùng hóa thần kỳ tồn tại, nhưng bức vương nhưng là luyện hư kỳ tồn tại, thêm vào số lượng rất lớn, mỗi lần xuất hiện hầu như đều là hơn một triệu con cùng xuất hiện, đem toàn bộ bầu trời đều có thể ánh hồng, vì lẽ đó cái sơn môn này thì có hồng hà sơn mạch danh tự này. Nếu là gặp gỡ xích bức, chỉ có chạy trốn một con đường lựa chọn vì lẽ đó ba người tiến vào hồng hà sơn mạch sau đó một đường đi tới vô cùng cẩn thận ba người ban ngày sẽ tận lực nhiều đi một ít mà buổi tối thì lại sẽ đào rỗng nào đó cây đại thụ sau đó trốn vào trong hốc cây bởi vì cái kia xích bức từ chạng vạn bắt đầu điều động cả đêm cũng sẽ ở ở ngoài kiếm ăn buổi tối hành động cực dễ bị phát hiện mà trốn vào trong hốc cây phương pháp cũng là tiền nhân nghĩ ra được một loại cực kỳ hữu hiệu biện pháp có thể khiến người mức độ lớn nhất thông qua tòa sơn mạch này. Tiến vào Hồng Hà Sơn Mạch hơn 10 ngày, ba người vẫn luôn không có xảy ra bất trắc, ngược lại là ở trong dãy núi phát hiện nhiều loại tương đối quý trọng linh thảo, có thể chính hôm đó ban đêm, ba người vừa trốn vào thụ động bất quá hai canh giờ, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến vô số cánh đánh âm thanh, hơn nữa càng ngày càng gần. Nhất thời trái tim tất cả mọi người lập tức đều treo lên, ba người đều không dám lên tiếng, thậm chí ngay cả hô hấp đều ngừng lại rồi. Lúc này ai cũng biết, nhất định là có đàn xích bức vừa vặn từ chính mình vị trí đi qua, một khi bị phát hiện, cái kia chỉ sợ sẽ là một hồi phiền toái lớn, có thể hay không thoát thân đều là chưa biết. Dần dần, bên ngoài cũng dưới đêm trăng đàn xích bức, che ngập bầu trời đến ba người trốn cây cối bầu trời, trốn ở cây trung gian ba người thậm chí nghe được có xích bức liền rơi vào chỗ ở mình trên cây, bất quá vận may tựa hồ không sai, rất nhanh bọn nó liền lại bay mất gần như có một phút thời gian này đàn xích bức cuối cùng từ ba người đỉnh đầu rời đi theo cánh đánh âm thanh càng ngày càng xa ba người không khỏi đều thở vào nhẹ nhõm nhưng là ở ba người nỗi lòng lo lắng đều thả xuống thời điểm bỗng nhiên ngay khi đi xa đàn xích bức phương hướng phát ra một trận quái lạ la hét sau đó ở cái này gọi là rống tiếng qua đi vốn là hướng về một cái hướng khác phi hành đàn xích bức tự hồ lập tức rối loạn vô số xích bức hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn lên. Ngân bằng, nhất định là ngân bằng. Nghe được bên ngoài như vậy dị biến, Lâm Thiên Dương trong lòng lập tức nghĩ tới một cái nào đó khả năng xuất hiện đồ vật. Này ngân bằng! Truyền thuyết là dương cánh vạn dặm chân linh côn bằng hậu duệ, kế thừa không ít côn bằng huyết thống, là hiếm thấy chỉ đứng sau chân linh tồn tại. Lâm Thiên Dương căn cứ từ u ẩn cư sĩ nơi đó lấy được trong tài liệu biết được, ở này hồng hà bên trong dãy núi chỉ có một dạng đồ vật là xích bước đều cảm thấy sợ sệt chính là ngân bằng nghe đồn này chân linh hậu duệ mặc dù không kịp côn bằng dương cánh vạn dặm khủng bố nhưng cũng là một loại hình thể tương đương to lớn chim bằng dương ra hai cánh cũng có thể đạt đến hơn trăm dặm khoảng cách là lâm thiên dương cũng không dám tưởng tượng tồn tại đương nhiên lúc này lâm thiên dương và ba người trốn ở cây ở bên trong coi như hiếu kỳ cũng không dám thả ra thần thức đi xem xem, dù sao nếu là bị xích bức phát hiện, còn có cơ hội chạy trốn. Nhưng bị ngân bằng phát hiện, đây chính là trốn đều trốn không thoát. Theo không ít xích bức lần thứ hai bỏ chạy đến ba người trốn cây cối phía trên, trong lòng ba người sợ hãi cũng dần dần biến thành mãnh liệt lên. Bỗng nhiên một luồng mãnh liệt cơn lốc thổi tới, bị đào rỗng đâu đại thụ căn bản là không có cách chống đối mãnh liệt này cơn lốc, chỉ nghe được đùng một tiếng thân cây liền bẻ gãy đại thụ sau đó trực tiếp bị cơn lốc thổi bay bay về phía không trung còn lại ba người không thể không triển khai thủ pháp ổn định thân hình mà lúc này lâm thiên dương ngẩng đầu phát hiện toàn bộ trên đỉnh đầu rõ ràng đều là tối om om một mảnh một con cánh chim thành màu trắng bạc khủng bố chim bằng đang một cái miệng đem hắn phía trước mấy trăm con mở ra hai cánh có thể đạt đến ba bốn mét to lớn dơi nuốt vào trong miệng ngân bằng đây chính là trong truyền thuyết ngân bằng sao. Nhìn đỉnh đầu này lớn khủng bố chim khổng lồ, ba người đều đứng chết trân tại chỗ, căn bản không biết nên làm ra phản ứng gì. Cũng không có cách nào làm ra phản ứng, bởi vì vào lúc này, ba người thân thể đều giống như cứng lại rồi giống như vậy, hơi động cũng không nhúc nhích được. Trên thực tế trong lòng ba người cũng rất rõ ràng. Như bây giờ trạng thái nói không chắc vẫn là chuyện tốt, nếu là bay lên bỏ chạy e sợ kết quả là sẽ cùng những kia xích bức như thế trực tiếp bị ngân bằng nuốt vào trong bụng hay là ba người đối với ngân bằng tới nói chỉ là tương đương với ba con không đáng chú ý con sâu nhỏ cho nên khi xích bức không ngừng mà chạy trốn đồng thời cái kia lớn vô cùng ngân bằng cũng tiếp tục hướng về xích bức đuổi theo không bao lâu sau đó theo đỉnh đầu bóng người to lớn di động bị che khuất nguyệt quang cũng rốt cục lần thứ hai vương xuống đến đến giờ khắc này ba người mới ý thức tới kinh khủng kia bạc bằng đã đi rồi vốn là người cứng ngắc cũng ở một sát na thật giống có khôi phục lại trước sau đặt mông ngồi trên mặt đất hiển nhiên đều còn sợ hãi không thôi thật là đáng sợ cái kia ngân bằng coi như không phải chân chính chân linh nhưng là không kém là bao nhiêu nhất định là đại thừa kỳ tồn tại phỏng chừng nó chỉ cần đối với chúng ta có ra tay tâm tư coi như là một trăm chúng ta cũng chắc chắn phải chết a à. Vưu Tinh sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán không nhịn được cảm thán lên. Nha Liệt cũng thở vào nhẹ nhõm nói, may là không có một trăm chúng ta, bằng không nó thấy chúng ta nhiều người, nói không chắc liền muốn một cái đem chúng ta đều nuốt. Hai vị đừng bảo là, lần này xem như là chúng ta vận may, đối mặt như vậy cấp bậc tồn tại, chúng ta thật sự là quá mức nhỏ bé nữa à. Chúng ta vẫn là lại tìm một chỗ vượt qua đêm nay trọng yếu nhất. Lâm Thiên Dương lúc này lập tức lại đứng lên. Lâm Đạo Hữu nói rất đúng. Hai người cũng đều không phải bình thường tu sĩ, nghe xong Lâm Thiên Dương, cũng lập tức đứng dậy, tìm kiếm mặt khác chỗ nước. Cuối cùng ba người ở ngoài mấy chục dặm địa phương lại tìm một cái đại thụ đào rỗng né đi vào. Mặc dù biết cái kia ngân bằng đã ly khai, nhưng tâm tình nhưng vẫn không cách nào hoàn toàn bình phục lại, cho tới ngày thứ hai hừng đông sau đó, ba người ở chạy đi lúc cũng đều có chút nghi thần nghi quỷ, mỗi khi Thái Dương bị vân che chắn sẽ ngẩng đầu nhìn một chút, chỉ lo cái kia ngân bằng xuất hiện, mà tình huống như vậy mãi cho đến ngày thứ hai buổi chiều mới cuối cùng cũng coi như có chuyển biến tốt. Hay là gặp gỡ ngân bằng đem vận xuôi đều dùng rơi mất, ở sau đó hơn một tháng thời gian trong, ba người tuy rằng lại gặp được hai lần đàn xích bức, nhưng đều an toàn vượt qua, cũng không có phát sinh cái gì bất ngờ, mà nửa tháng sau đó, ba người cũng rốt cục đạt tới Hồng Hà Sơn Mạch biên giới. Khi ba người đi ra Hồng Hà Sơn Mạch, đều là đại thở vào nhẹ nhõm, bất kể như thế nào ba người đều không muốn lại tiến vào sơn mạch này bên trong rời đi sơn mạch sau đó ở ba người trước mắt là một mảnh khắp nơi đều khói đen bốc lên địa phương này khói đen có chút là một ít núi lửa phun trào tạo thành nhưng hơn nữa là đâu đâu cũng có vết nước mặt đất thỉnh thoảng có địa hỏa từ dưới đất nhô ra mà địa phương chính là địa hỏa cốc toàn bộ địa hỏa cốc trên thực tế cũng không phải một thung lũng mà là một mảnh đâu đâu cũng có núi lửa khe nước địa phương sở dĩ gọi là địa hỏa cốc, hoàn toàn là bởi vì cái kia tiên nhân di chỉ ở cái địa phương này một chỗ bên trong thung lũng, mà nơi đó cũng là lâm thiên dương ba người, cùng với rất nhiều tiếng vào nơi này tu sĩ, mục đích quan trọng nhất. Từ Hồng Hà Sơn Mạch phương hướng địa hỏa cốc biên giới đến tiên nhân di chỉ, gần như phải đi 4 năm ngày đường, mà đến nơi này sau đó, ba người liền trở nên càng thêm cảnh giác. Này địa hỏa cốc cũng không có cái gì yêu thú mạnh mẽ của thú tồn tại, nhưng ba người đều rất rõ ràng, đi vào nơi này hơn 300 tu sĩ, hơn nữa đều là lấy nơi này làm mục đích, dù sao mỗi người sau lưng đại thừa tu sĩ cũng muốn đạt được Phượng Hoàng quả, mà nếu thành công vì là sau lưng đại thừa tu sĩ đạt được vật ấy, như vậy chỗ tốt của chính mình tự nhiên cũng sẽ không ít, thậm chí có chút đại thừa tu sĩ trực tiếp mở ra bảo đảm tu luyện tới luyện hư hậu kỳ, đồng thời toàn lực giúp đỡ tiếng giai hợp. thể điều kiện, đây đối với vẫn là hóa thần hậu kỳ tu sĩ tới nói, thật sự là rất mê người. Ba người tiến vào địa hỏa cốc sau đó ngày thứ ba, ba người liền gặp rõ ràng xuất từ đồng tộc một nam một nữ hai tên tu sĩ. Này hai tên tu sĩ đều là thạch linh tộc người, thân thể mặt ngoài đều che lấp một tầng dày đặc nham thạch. Song phương gặp gỡ lập tức làm cho tất cả mọi người đều cảnh giác lên, bất quá bất kể là lâm thiên dương bên này vẫn là thạch linh tộc hai người đều không có làm ra cái gì kích thích hành động của đối phương, trái lại hết sức ăn ý ở cách xa nhau hai khoảng cách 30 dặm, đồng thời hướng về cùng một mục đích đi tới. Song phương đến nơi này, đang không có thực lực tuyệt đối có thể một hơi ăn đi đối phương chính mình cũng có thể bảo đảm không tổn hại dưới tình huống, ai cũng không muốn động thủ, vì lẽ đó lúc này mới tạo thành loại này hiểu ngầm, mà một khi phát hiện lạc đàn, như vậy liền không khách khí. Ngay khi cách sau một ngày, khi song phương gần như đồng thời phát hiện có đơn độc một người tu sĩ cũng hướng về tiên nhân di chỉ xuất phát thời điểm, song phương lẫn nhau ám chỉ một lúc sau, liền đồng thời động thủ đem tên này một mình hành động tu sĩ giết chết, mà đồ vật của hắn cũng bị song phương chia ra làm hai. Mà tới được vào giờ phút này, nha liệt cùng vưu tinh mới bội phục lên lâm thiên dương dự kiến trước, như trước đó vẫn đơn độc hành động, e sợ chính mình cũng thật có khả năng lại ở chỗ này bị người khác giết chết khi tiến vào này địa hỏa cốc ngày thứ năm sau mới vừa cắt vòng qua một ngọn núi lửa lâm thiên dương chợt phát hiện nơi cực xa giữa không trung có đồ vật gì đó trôi nổi trên không từ không trung bắn ra một màn ánh sáng đem phía dưới đều bao phủ trong đó hộ tiên kính nhìn cái kia phóng xạ ra màn ánh sáng đồ vật tuy rằng còn không thấy rõ cụ thể là cái gì nhưng lâm thiên dương trong miệng đã nỉ non lên căn cứ u ẩn cư sĩ sưu tập trong tài liệu ghi chép ở cái này tiểu tiên cảnh ở bên trong tồn tại hai nơi tiên nhân di tích, ở mặt nam bởi vì có Phượng hoàng quả tồn tại. Vì lẽ đó xưng là Phượng hoàng di tích, mà ở mặt phía bắc đồng dạng di tích bên trong bởi vì có Kỳ Lân hoa tồn tại, cũng được gọi là Kỳ Lân di tích. Mỗi tòa di tích bầu trời đều có một mặt bảo kính trôi nổi, bảo kính sẽ bỏ ra một tầng màn ánh sáng đem di tích toàn bộ bao phủ lại, mà màn ánh sáng ở tiểu tiên cảnh mở ra sau đó biết, sẽ dần dần bắt đầu thu nạp lên cuối cùng biến thành một bó chùm sáng, cuối cùng biến mất, mà biến mất sau đó rất nhanh, màn ánh sáng liền lại sẽ lần thứ hai tạo ra, một lần nữa đem di tích bao phủ trong đó. Này bảo kính bỏ ra màn ánh sáng tạo thành vòng bảo vệ vô cùng mạnh mẽ, lấy tu sĩ hóa thần kỳ năng lực căn bản là không có cách phá hoại, tu sĩ có thể thừa dịp màn ánh sáng thu lại thời điểm tra xét di tích. Nhưng mà một điểm màn ánh sáng một lần nữa tạo ra, nhất định phải rời đi, bằng không một khi bị màn ánh sáng bao phủ trong đó, như vậy liền vĩnh viễn cũng không cách nào đi ra, coi như đã đến giờ, cũng không cách nào rời đi cái này tiểu tiên cảnh, hơn nữa không biết là nguyên nhân gì, lập tức lần tiểu tiên cảnh lại mở ra thời điểm. Lần trước không hề rời đi người cũng sẽ biến mất. Cái kia phượng hoàng quả vị trí, khoảng cách hộ tiên kính trung tâm rất gần, vì lẽ đó Lâm Thiên Dương cũng không lo lắng trời vừa sáng sẽ bị người khác lấy mất, mà hắn cũng tin tưởng khi màn ánh sáng lùi tới lộ ra Phượng Hoàng Quả thời điểm, chắc chắn sẽ có một hồi đại chiến. Tiếp tục đi về phía trước nửa canh giờ, cái kia hộ tiên kính đã có thể nhìn rõ ràng. Đây là một mặt hình tròn cổ kính, tấm gương ngoại trừ mặt kính ở ngoài, chỉ có một cái vòng tròn chất gỗ khung, mà khung cũng không có một chút nào điêu khắc. Nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng từ khi này tiểu tiên cảnh mở ra sau đó, chưa từng có một người tu sĩ có thể lấy đi này hộ tiên kính một khi có người chạm đến này bảo kính, nhất thời cũng sẽ bị một luồng từ bảo trong gương phun ra thần bí hỏa diễm bao phủ, hóa thành tro tàn, mà bảo kính bởi vì vẫn bảo vệ này này tiên nhân di tích, cũng là có hộ tiên kính danh tự này. Khi Lâm Thiên Dương đám người bò lên trên một tòa hơi cao ngọn núi sau đó, trước mắt một mảnh rộng rãi sáng sủa, ngay khi dưới chân núi địa phương, một khối phạm vi có cách tròn mấy trăm dặm quần thế kiến trúc rải rác ở bên trong thung lũng. Đây chính là tiên nhân di tích, Lúc này cao hơn hộ tiên kính màn ánh sáng đã rút nhỏ rất nhiều, toàn bộ di tích khoảng chừng có một phần ba còn nhiều địa phương đã lộ ra, qua loa nhìn lại, đã có mấy chục người ở bên trong tìm kiếm khắp nơi, nhìn có hay không cái gì tiên gia báo vật sót lại đến. Tiểu tiên cảnh tồn tại đã là hơn 10 vạn năm trước chuyện tình, tuy rằng 3,600 năm mới mở ra một lần, nhưng hơn 10 vạn năm thời gian cũng đã mở ra mấy chục lần, mấy chục lần bị người tìm tòi, coi như cái này tiên nhân di tích vốn là có không ít tiên gia báo vật, nhưng lúc này cũng đã không nhiều. Lâm Đạo Hữu, chúng ta đã đến địa phương, ở đây mặc dù mọi người đều không tin mặt cho đối phương, bất quá ở hộ tiên kính lộ ra phượng hoàng quả trước đó, ngược lại là an toàn nhất, bởi vì ai cũng sẽ không vào lúc này dễ dàng động thủ, để tránh khỏi tạo thành chính mình cũng không tưởng tượng nổi hậu quả. Ta nghĩ chúng ta xuống sau đó vẫn là trước tiên phân công nhau tìm kiếm bảo vật, chờ trên lệch thời gian không nhiều đến, lại sẽ hợp nhất lên cướp giật cái kia phượng hoàng quả." Vưu Tinh đề nghị. "Căn cứ lần trước đi vào nơi này người lưu lại ghi chép, lần này phượng hoàng quả số lượng hẳn là có nhiều đến chín viên, ba người chúng ta đồng loạt ra tay, chỉ cần đồng tâm hiệp lực tất cả cướp giật đến một viên vẫn rất có cơ hội." Nha Liệt cũng nói theo. Lâm Thiên Dương gật đầu một cái nói, "Được rồi, cái kia chúng ta trước hết tách ra, nếu là thật gặp phải phiền toái gì, chúng ta lại chiếu ứng lẫn nhau. Ba người đại thành nhất trí, đồng thời hạ sơn tiến vào tiên nhân di tích khu vực sau đó, liền lập tức tách ra. Ở trên núi thời điểm, Lâm Thiên Dương liền phát hiện, này cái gọi là tiên nhân di tích bố cục, đúng là rất muốn một tòa nhân loại bình thường thành trấn, toàn bộ di tích có này dù sao đang xen con đường, ở trung tâm nhất địa phương là tương đối cao to kiến trúc, bốn phía đối lập đến đối với kiến trúc hơi lùng, nhìn qua như là người bình thường chỗ ở đương nhiên cũng không phải tuyệt đối có nhiều chỗ kiến trúc liền tương đối khổng lồ hay là một số tương tự với phố chợ hoặc là chợ một loại địa phương ở di tích bên trong có càng mạnh mẽ hơn cấm bay cấm chế bình thường tu sĩ hóa thần ở bên trong tuy rằng cũng có thể phi độn nhưng cùng trúc cơ tu sĩ tốc độ gần như thần thức cũng là như thế lấy lâm thiên dương thần thức tu vi dĩ nhiên cũng chỉ có thể thả ra hai ba dặm Nghĩ đến những tu sĩ khác nhiều lắm cũng là có thể điều tra gần dặm ở ngoài địa phương mà thôi. Đi vào di tích bên trong, Lâm Thiên Dương chú ý tới toàn bộ tiên nhân di tích bất kể là kiến trúc vẫn là mặt đất cửa hàng gạch, đều là dùng một loại tựa như ngọc mà không phải ngọc đồ vật dựng thành, thứ này vô cùng kiên cố, coi như dùng linh bảo công kích cũng không cách nào gõ xuống một khối đến, hơn nữa cả tòa thành trì tự hồ cũng hòa làm một thể, căn bản không tìm được đơn độc một khối có thể lấy đi nơi này gian nhà cánh cửa đúng là đại thể dùng gỗ chống đỡ hơn nữa những này cửa gỗ rõ ràng đều trải qua đặc thù xử lý mấy trăm ngàn năm cũng sẽ không hư bất quá bởi vì không có quá tác dụng lớn nơi vì lẽ đó cũng sẽ không có người đến lấy đi tùy ý đi tới trong đó một gian có thể là tiên nhân dân cư trong nhà lâm thiên dương nhìn thấy chỉ là một mảnh trống trải đương nhiên cũng có chút giường đá ghế đá đồ vật nhưng hiển nhiên những thứ đồ này khẳng định đều không có tác dụng gì ở ra vào mấy gian tương tự dân cư sau đó, Lâm Thiên Dương buông tha cho tiếp tục như vậy tra xét, ngược lại thoáng bay lên trời, nhìn rõ ràng phụ cận bố cục, sau đó hướng về một tòa mấy tầng cao lầu cắt mà đi tới. Lầu này các tổng cộng có ba tầng, mỗi một tầng hầu như đều có cao sáu, bảy trượng, mà ở đây, Lâm Thiên Dương phát hiện những kia dùng linh bảo đều không thể lưu lại vết tích trên mặt tường, lại tồn tại một ít hoa văn cùng đồ án, chỉ là những này đồ án rõ ràng chỉ là một ít trang sức, không có bất kỳ ý nghĩa gì Một tầng bên trong rồi cùng trước đó dân cư như thế Đều là trống rỗng Lâm Thiên Dương chỉ là nhìn quanh một lần liền lập tức lên lầu Lầu 2 cũng tương tự là trống rỗng Mấy cửa sổ khẩu đều ở mở ra trạng thái Từ nơi này có thể nhìn thấy chu vi một ít kiến trúc Lâm Thiên Dương đồng dạng không có ở nơi này dừng lại Tiếp tục đi lên trên Mà tới được lầu 3 sau Nhìn thấy vẫn như của một mảnh trống trải Trong lòng hơi có chút thất vọng bất quá vừa lúc đó hắn trong lúc lơ đã ngẩng đầu liếc mắt nhìn nhà này lầu các hình tròn nóc nhà phát hiện này trên nóc nhà lại khắc một bộ đồ án lâm thiên dương chỉ là liếc mắt nhìn nhất thời ánh mắt sáng lên này đồ án bên trong rõ ràng ẩn chứa này huyền cơ tự hồ tồn tại cái gì hàm nghĩa ở trong đó lâm thiên dương nghĩ chân ngửa đầu nhìn gần nửa ngày chỉ cảm thấy càng xem càng là cảm thấy thâm ảo cực kỳ căn bản không phải là mình trong lúc nhất thời có thể lĩnh ngộ lâm thiên dương tùy cơ lấy ra một khối ngọc giảng muốn đem mặt trên đồ án phục chế hạ xuống nhưng là không biết chuyện gì xảy ra khi phục chế hạ xuống sau đó lại nhìn trong ngọc giảng phục chế đồ án lại sẽ không có loại kia huyền ảo đồ vật ở trong đó dường như cũng chỉ là một bộ phổ thông đồ án kết quả này để lâm thiên dương cảm thấy một trận kinh ngạc lập tức lần thứ hai một lần nữa phục chế một phần kết quả vẫn là cùng trước đó giống nhau như đúc lúc này lâm thiên dương rõ ràng muốn phục chế này đồ án tựa hồ không có khả năng lắm trừ phi mình có thể lĩnh ngộ được này đồ án hàm nghĩa nhưng hiển nhiên đây không phải trong thời gian ngắn có thể làm được rõ ràng một phần bảo tàng liền ở trước mặt mình nhưng là chính mình nhưng không có bản lãnh đi đâu đây giống như là người bình thường tay không mang nước nhìn có thể bắt được nhưng trong lúc lơ đẳng nước sẽ từ trong lòng bàn tay di chuyển thấy được trảo không được đây chính là lâm thiên dương lúc này cảm thụ ngơ ngác nhìn trần nhà trên đồ án hồi lâu sau. Lâm Thiên Dương rốt cục thở dài một tiếng, sau đó trực tiếp đi xuống lầu. Này trên trần nhà đồ án, chính mình không cách nào khắc lục hạ xuống, dựa vào lĩnh ngộ có không thể ở trong thời gian ngắn lĩnh ngộ được cái gì, liền tốn tại nơi này, không bằng trực tiếp rời đi. Rời đi lầu này các sau đó, Lâm Thiên Dương lại đi tới xung quanh không ít địa phương. Mà trong đó hai lần còn ở trên đường gặp phải những tu sĩ khác, nhưng song phương cũng chỉ là quan sát lẫn nhau thêm vài lần liền tất cả bỏ đi ở trong khoảng thời gian sau đó lâm thiên dương phát hiện chung năm nơi cùng trước đó lầu cát trên trần nhà đồ án tương tự đồ vật đều là chỉ có thể lĩnh ngộ không cách nào phục chế hạ xuống lâm thiên dương nhìn trong thời gian ngắn không cách nào rõ ràng cũng chỉ có thể buông tha cho theo thời gian trôi đi đỉnh đầu hộ tiên kính lòng ánh sáng phạm vi càng co càng nhỏ lại tuy rằng đến tu sĩ lại có gia tăng nhưng có thể cung cấp tiềm tòi phạm vi cũng lớn hơn rất nhiều, hơn nữa càng đi về phía sau rõ ràng lồng ánh sáng co rút lại càng nhanh. Ngày này khi một chỗ dường như miếu thờ nơi bình thường dần dần rời ra lồng ánh sáng phạm vi, Lâm Thiên Dương trước tiên liền đi vào. Bởi vì nơi này khá là dễ thấy, cùng Lâm Thiên Dương có đồng dạng ý nghĩ tu sĩ cũng không ngừng một hai, vì lẽ đó lập tức hơn 10 tên tu sĩ đồng thời tràn vào lâm thiên dương nhìn bọn họ tranh nhau chen lấn bộ dạng nhưng trong lòng thì một trận cười khẽ dưới cái nhìn của hắn chỗ này như vậy bắt mắt nghĩ đến là trước hết bị người chú ý tới địa phương trong đó nếu có thứ tốt sớm đã bị người cướp đoạt đi nha chính mình sở dĩ muốn đi vào cũng là nhìn có hay không cái gì đồ án huyền ảo lưu lại xuống trên thực tế lại như lâm thiên dương suy nghĩ những kia vào tu sĩ đại thể rất nhanh liền đi ra ngoài bất quá còn có mấy cái đứng ở một chỗ thiên điện bên trong, đang hết sức chuyên chú nhìn trên tường văn tự. Khi Lâm Thiên Dương đi tới nơi này nơi thiên điện thời điểm, ở hắn một chút nhìn về phía nơi này mạnh hơn văn tự sau đó, nhất thời cả người đều lấy làm kinh hải, bởi vì ở này thiên điện bốn phía mạnh hơn, lại lít nha lít nhíp có khắc một phần công pháp, mà công pháp Lâm Thiên Dương chỉ là liếc mắt nhìn liền nhận ra được, bởi vì công pháp này chính là mình một mực tu luyện luyện thần quyết. Luyện thần quyết làm sao sẽ xuất hiện ở đây, Lâm Thiên Dương cảm thấy phi thường vô cùng kinh ngạc, mà càng làm cho Lâm Thiên Dương cảm thấy vô cùng kinh ngạc chính là, này trên vách tường văn tự, một nửa là dùng ngân khoa văn ghi, còn có một nửa nhưng là dùng kim truyện văn khắc lục, lúc này phần lớn người đều đang nhìn dùng ngân khoa văn khắc lục nội dung. Lâm Thiên Dương lập tức nghiên cứu cẩn thận lên trên tường văn tự đến, rất nhanh hắn phát hiện ngân khoa văn khắc lục bộ phận đúng là mình đã tu luyện hoàn thành cùng chuẩn bị bắt đầu ở không lâu tương lai muốn tu luyện luyện thần quyết bộ phận thứ nhất cùng bộ phận thứ hai mà dùng kim triện văn miêu tả nhưng là luyện thần quyết bộ phận thứ ba cũng chính là từ đại thừa kỳ đến độ kiếp kỳ bộ phận mà ngoại trừ này bộ phận sau đó lâm thiên dương còn phát hiện ở độ kiếp kỳ sau đó quả nhiên còn có trở thành tiên nhân sau đích công pháp mà bộ phận chính là luyện thần quyết bộ phận thứ tư ở nhận biết rõ ràng sau đó lâm thiên dương ngay lập tức sẽ bắt đầu muốn phục chế luyện thần quyết tầng thứ ba cùng tầng thứ tư nhưng là phục chế sau khi xong lâm thiên dương phát hiện rồi cùng trước đó những bức vẽ kia giống như vậy trong ngọc giảng đồ vật cũng không có thần vận coi như nhìn ngoại hình thật giống gần như nhưng trên thực tế nhưng hoàn toàn không có cách nào khiến người ta lĩnh ngộ sự phát hiện này nhất thời để lâm thiên dương cảm thấy một trận ủ rũ lẽ nào pháp quyết đến trước mặt lại còn không cách nào chiếm được sao trên thực tế lúc này cùng chỗ một chỗ vài tên tu sĩ ở phát hiện không cách nào phục chế pháp quyết cũng nhất thời không cách nào hoàn toàn lĩnh ngộ pháp quyết vì lẽ đó đã trước sau ly khai rất nhanh cũng chỉ còn sót lại lâm thiên dương một người đứng ở cái này thiên điện bên trong lúc này lâm thiên dương trong đầu suy tư những địa phương khác nếu là cũng có loại này pháp quyết hoặc cái khác đồ án chính mình như thế không cách nào lĩnh ngộ mà luyện thần quyết chính mình cuối cùng cũng coi như tu luyện qua hay là có thể làm rõ một ít coi như lĩnh ngộ thiếu một ít, cũng hầu như so với không có tốt. Nghĩ tới đây sau đó, Lâm Thiên Dương quyết định đang ra tay cướp giật phượng hoàng quả trước đó, liền ở ngay đây lĩnh ngộ phát quyết được rồi. Làm ra lựa chọn sau đó, Lâm Thiên Dương thật cũng không như vậy phập phòng thấp thỏm, trực tiếp xếp bằng ở thiên điện trung ương, bắt đầu từ luyện thần quyết bộ phận thứ nhất bắt đầu nghiên cứu, nhìn chính mình phát quyết tu luyện cùng nơi này khác có phải hay không hoàn toàn nhất trí mà để Lâm Thiên Dương không nghĩ tới, chỉ là nhìn đoạn thứ nhất, hắn liền phát hiện mình tu luyện luyện thần quyết cùng nơi này nguyên văn vẫn đúng là ở vừa bắt đầu thì có không giống. Nhớ tới chính mình tu luyện tầng thứ nhất luyện thần quyết thời điểm, nhắc tới muốn dùng dưỡng thần thảo luyện chế dưỡng thần đang đến phụ trợ, nhưng nơi này nguyên văn thì lại hoàn toàn không có điểm ấy, tự hồ là cần dựa vào tu sĩ chính mình vượt qua vừa bắt đầu loại kia thần hồn thống khổ, mà văn bên trong còn nhắc tới, một khi xuất hiện một số cực kỳ nghiêm trọng tình huống liền muốn từ bỏ tu luyện cho thấy không thích hợp tu luyện công pháp này nhìn đến đây lâm thiên dương tinh tế suy tư chỉ sợ là nơi này nguyên văn bị người phá giải sau khi rời khỏi đây một ít người phát hiện công pháp này đối với thần thức tăng lên hiệu quả vô cùng tốt vì lẽ đó liền nghĩ đến dùng dưỡng thần đang phụ trợ biện pháp cứ như vậy là có thể vượt qua mới bắt đầu cửa ải khó bất quá khi lâm thiên dương đem toàn bộ đệ nhất bộ phận lớn sau khi xem xong phát hiện nếu là thật sử dụng kể trên phương pháp những kia không thích hợp tu luyện công pháp này người e sợ đến hóa thần kỳ sau đó sẽ xuất hiện càng to lớn hơn vấn đề nhẹ thì thần thức bị trọng thương do đó ảnh hưởng đến cá nhân tu vi sẽ rơi xuống cảnh giới nghiêm trọng thì sẽ triệt để khiến người ta điên cuồng rơi vào tự mình lạc lối bên trong có những này phát hiện lâm thiên dương lập tức lấy ra giấy bút trực tiếp viết tay đêm này để nhất bộ phận lớn cùng đệ nhị phần lớn xem qua nội dung đều chép lại, mà sao chép sau đó hắn lại nhìn sao chép nội dung, phát hiện cùng trên vách tường có khắc nhất trí, điều này làm cho Lâm Thiên Dương cuối cùng cũng coi như yên tâm không ít. Ở đêm hết thảy ngân khoa văn bộ phận sao chép xong xuôi sau đó, Lâm Thiên Dương lần thứ hai nhìn về phía kim truyện văn bộ phận thứ ba, ban đầu Lâm Thiên Dương cũng muốn tiếp tục sao chép, thế nhưng chỉ là miêu vài chữ liền phát hiện miêu hạ xuống nội dung cùng trước đó dùng ngọc giảng phục chế không khác nhau chút nào, căn bản là không có cách sử dụng. Nhìn thấy kết quả này, Lâm Thiên Dương rõ ràng, nếu là mình không cách nào lĩnh ngộ là căn bản sao chép không tới, Lâm Thiên Dương chỉ có thể thả xuống giấy bút, nghiên cứu cẩn thận lên bộ phận thứ ba đến. Này kim truyện văn so với ngân khoa văn đến, càng thêm huyền ảo, Lâm Thiên Dương tuy rằng từ sở thiên hương nơi đó đã học được kim truyện văn, nhưng muốn lập tức liền có thể hoàn toàn lĩnh ngộ dùng kim triện văn khắc lục công pháp, không thể nghi ngờ nói mơ giữa ban ngày. Trên thực tế coi như là sở thiên hương cũng không làm được, nàng nhìn thấy sau đó cũng cần cố gắng tìm hiểu mới được. Bất quá này luyện thần quyết lâm thiên dương dù sao tu luyện thời gian rất dài. Hầu như có thể xuyên qua hắn toàn bộ tu luyện cuộc đời, vì lẽ đó ở mới bắt đầu mấy ngày không có đầu mối chút nào sau đó, dần dần có một ít lĩnh ngộ, tuy rằng không nhiều, nhưng đây là để lâm thiên dương cảm thấy rất hưng phấn ở có lĩnh ngộ sau đó lâm thiên dương lần thứ hai thử nghiệm viết sao chép lên phù văn đến nhưng rất nhanh phát hiện đây là một cái rất chuyện khó khăn bất quá cuối cùng cũng coi như có tiến triển đối với lúc này lâm thiên dương tới nói sao chép phù văn lại như vẽ phù lục như thế coi như ngươi biết phù lục dùng như thế nào nhưng muốn chính mình vẽ nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy lúc sớm nhất lâm thiên dương cũng là vẫn thất bại thất bại rất nhiều lần mới sẽ thành công một lần, hơn nữa sao chép thời gian dài, theo thần niệm tiêu hao có lúc sẽ cảm thấy có một loại trời đất quay cùng cảm giác, mỗi lần sao chép mười mấy phù văn, mặc kệ đúng sai liền cần nghỉ ngơi, bất quá như vậy đã để Lâm Thiên Dương cảm thấy rất hài lòng. Theo Lâm Thiên Dương không ngừng sao chép, dần dần chép lại phù văn chính xác nhiều hết mức. Cuối cùng bỏ ra gần như có thời gian một tháng, cuối cùng cũng coi như đem bộ phận thứ ba đều sao ghi lại, còn còn lại bộ phận thứ tư lâm thiên dương tuy rằng cũng muốn bào chế y theo chỉ dẫn nhưng chỉ là sao chép hơn nữa lâm thiên dương phát hiện thời gian đã không đủ điều này làm cho lâm thiên dương cảm thấy vô cùng tiếc nuối làm lâm thiên dương cuối cùng vẫn là không thể không từ bỏ nơi này rời đi tòa này miếu thờ bình thường kiến trúc thời điểm hắn phát hiện hộ tiên kính thả ra vòng bảo vệ đã đến rất nhỏ phạm vi bây giờ chỉ có ở vào cả tòa tiên nhân di tích ở trung tâm nhất cái kia nơi phủ đệ còn ở trong hộ tráo, hơn nữa theo tốc độ không ngừng tăng nhanh, rất nhanh phủ đệ cũng sẽ hoàn toàn hiển lộ ra, mà cái kia phượng hoàng quả sẽ ở đó phủ đệ trong hậu viện. Lúc này đã có hơn 100 tên tu sĩ vây quanh ở ngoài phủ đệ mặt. Những tu sĩ này có độc thân, có số thì lại mấy người tụ tập cùng nhau, tự hồ muốn cộng đồng hành động. Lâm Thiên Dương đi vào trong đám người sau đó, rất nhanh liền đi tìm nha liệt cùng vưu tinh. Ba người một lần nữa tụ tập lại một chỗ sau đó. Lâm Thiên Dương nhìn kỹ một chút nơi này tụ tập tu sĩ, phát hiện lại còn có hai tên cũng là tu sĩ nhân tộc thân ở trong đó, hơn nữa hai người bọn họ đi chung với nhau, nhìn qua cũng là muốn cộng đồng hành động bộ dạng. Lâm Thiên Dương ánh mắt tìm đến phía bọn họ, bọn họ cũng phát hiện đồng dạng thân là nhân tộc Lâm Thiên Dương, một người trong đó đang quan sát Lâm Thiên Dương vài lần sau đó, truyền âm nói, tại hạ phí tinh, là thạch lão tổ môn hạ, bên cạnh vị này chính là ung hổ, lần này là vì là thích lão tổ làm việc, không biết đạo hữu là vì vị nào lão tổ ra tay. Lâm Thiên Dương nghe được bọn họ truyền âm, rõ ràng hai người này tự hồ cũng là chuẩn bị lôi kéo chính mình, xem ở đồng tộc phần tốt nhất đồng thời làm việc, dù sao Phượng Hoàng Quả có chính viên, cộng đồng tất cả cướp được một viên cũng rất bình thường, mà bọn họ nhắc tới thạch lão tổ cùng thích lão tổ, Lâm Thiên Dương cũng biết, là nhân tộc hai vị đại thừa tu sĩ. Thạch lão tổ chính là nhân tộc hai vị nữ tính đại thừa một trong, lúc trước Long Linh Nhi nhị thúc còn hiểu lầm sở thiên hương là các nàng một người trong đó, còn thích lão tổ tên là Thích Tinh Hà, là trong nhân tộc hơn ngàn năm trước vừa mới lên cấp đại thừa một vị lão tổ tồn tại. Lâm Thiên Dương hơi thêm suy tư sau đó, sau đó truyền âm nói, tại hạ Lâm Thiên Dương, xác thực cũng là một vị lão tổ tồn tại dẫn ta tới, nhưng kính xin hai vị đạo hữu thứ tội, lão tổ nàng lão nhân gia không cho ta truyền ra ngoài thân phận của nàng. Nghe nói như thế, hai người liếc nhìn nhau, bất quá sau đó cũng lại gật đầu một cái, ở bọn họ xem ra, lão tổ đều không phải người bình thường, có chút không giống ý nghĩ cũng rất bình thường, điểm ấy căn bản không phải bọn họ những này tu sĩ hóa thần có thể hiểu rõ. Phí Tinh ở hơi hơi suy tư sau đó, lần thứ hai truyền âm nói: người đã phía sau vị lão tổ kia có yêu cầu như thế chúng ta cũng không hỏi nhiều ta xem đạo hữu tựa hồ cùng hai vị ngoại tộc liên thủ không biết đạo hữu là cùng bọn họ có vững chắc quan hệ vẫn là lâm thời tổ hợp nếu là lâm thời tổ hợp đạo hữu không ngại trong bóng tối cùng chúng ta kết minh dù sao chúng ta đều là đồng tộc sau lưng lão tổ nhóm bao nhiêu cũng đều có giao tình chí ít đáng giá tín nhiệm hơn a à. lâm thiên dương lần này không có suy nghĩ nhiều liền lập tức truyền âm nói hai vị đạo hữu hảo ý lâm mổ nhớ kỹ thân là đồng tộc thật sự chúng ta hẳn là chiếu ứng lẫn nhau đến lúc đó một khi phượng hoàng quả xuất hiện ta sẽ cùng hai vị đạo hữu tương hỗ tương ứng lâm thiên dương làm ra lần này đáp lại hai người nghe xong yên lặng gật đầu tuy rằng cũng không biết đối phương nói có mấy phần thật sự nhưng ít ra hiện nay đến xem sau đó chí ít sẽ không vừa lên đến liền trở thành địch thủ lâm đạo hữu người hai vị đồng tộc tâm tư vẫn đúng là không ít a à ở Lâm Thiên Dương cùng bọn họ trò chuyện sau đó, nha liệt không nhịn được cũng truyền âm nói một tiếng. Lâm Thiên Dương thì lại cười cười nói, cũng không phải, ta cùng bọn họ chưa từng gặp mặt, nhưng cùng hai vị nhưng cộng đồng trải qua không ít chuyện, thậm chí cùng nhau đối mặt qua ngân bằng bực này tồn tại, lại thế nào là bọn họ dăm ba câu liền có thể phân hóa. Đúng vậy, chúng ta tin tưởng Lâm đạo hữu làm người, hai người bọn họ e sợ hiện tại cũng không biết Lâm Đạo Hữu cùng bọn họ truyền âm thời điểm, đồng thời cũng làm cho chúng ta nghe thấy. Vưu Tinh lúc này cũng không nhịn được châm chọc một câu. Lâm Thiên Dương không dối gạt hai người bọn họ cách làm, lúc này hiển nhiên để bọn họ càng thêm tín nhiệm, hơn nữa lại như Lâm Thiên Dương nói như vậy, đã từng có hợp tác người khẳng định so với người xa lạ tốt hơn, hơn nữa Lâm Thiên Dương cho rằng, nhân loại mới là cái không đáng tin nhất. Theo thời gian trôi đi, cuối cùng tòa phủ đệ này hậu viện bộ phận dần dần lộ ra, tất cả mọi người cũng biến thành khẩn trương lên. Trên thực tế ở này trong hậu viện ngoại trừ nơi trung tâm nhất ở một cái liều lĩnh nóng bỏng nước suối bên trên phượng hoàng quả cây ở ngoài, ở xung quanh cũng không có thiếu linh thảo, linh quả, những linh thảo này, linh quả chí ít cũng có một nửa đã thành thục có thể hái, thế nhưng coi như đã từ lòng ánh sáng bên trong lộ ra, cũng không có ai đi động thủ, tựa hồ tất cả mọi người đều chỉ nhìn thấy phượng hoàng quả. Lúc này tổng cộng đã hết 180 người vây quanh ở trong hậu viện, gần như là tiến vào tiểu tiên cảnh một nửa nhân số. Đương nhiên đó cũng không phải chỉ mặt khác một nửa người đã vẫn lạc. Trên thực tế lấy Lâm Thiên Dương suy đoán, vẫn lạc nhân số nhiều lắm cũng là khoảng hơn trăm người. Còn có mấy chục người hẳn là đi tới mặt phía Bắc Kỳ Lân Di Tích, mà bọn họ hoặc là chính là tiến vào nơi này thời điểm khoảng cách Phượng Hoàng Di chỉ quá xa, không cách nào đúng lúc chạy tới, hoặc là chính là... Nguyên bản mục tiêu chính là kỳ lân di chỉ, bởi vì nơi đó cũng cùng nơi này không khác nhau chút nào, ở mọc ra kỳ lân hoa chu vi, tương tự tồn tại không ít linh thảo, linh quả, mà không có nhiều người như vậy cạnh tranh, có thể đạt được những thứ đó cơ hội tự nhiên lớn không ít. Trên thực tế, nếu không phải nhất định phải đạt được phượng hoàng quả, tương tự đi vào nơi này, Lâm Thiên Dương đúng là chắc chắn sẽ tách ra nơi này, dù sao ở này 180 người bên trong, ai biết sẽ có hay không có mấy cái nghịch thiên y hệt như, ngay cả mình đều không đối phó được, dù sao có thể bị đại thừa tu sĩ vừa ý tới lấy bảo, lại làm sao có khả năng đơn giản đây. Kỳ thực lúc này cùng Lâm Thiên Dương có đồng dạng ý nghĩ người không phải số ít, nhưng đây đối với tình huống bây giờ tới nói không có ý nghĩa gì, mà lúc này lồng ánh sáng đã lùi tới phượng hoàng quả cây bản thân trên, đã có hai viên đỏ phừng phừng phượng hoàng quả lộ ra. Hiện tại liền muốn cướp sao? trong lòng mỗi người đều ở nói thầm, nhưng cũng không có một người động thủ, dù sao ai cũng không muốn làm chim đầu đàn, vì lẽ đó mãi đến tận cả quả phượng hoàng quả cây đều lộ sau khi đi ra, cũng không có ai động thủ trước. Rõ ràng mỗi người cũng nghĩ ra được phượng hoàng quả, nhưng cũng không có một người đi hái, cảnh tượng này thực tại quá dị, mà giờ khắc này lồng ánh sáng ở lui ra sân sau đó. Trên thực tế đã phạm vi rất nhỏ, hơn nữa càng là sau đó nó co rút lại tốc độ càng nhanh quét sạch tráo một lần nữa đem phượng hoàng quả cây lần thứ hai bao phủ bên trong, cũng bất quá sau hai canh giờ chuyện tình, vì lẽ đó ở sau đó hai canh giờ bên trong, nhất định sẽ ra tay đánh nhau. Thời gian đang không ngừng trôi đi, loại này hơn trăm người đối lập nhưng vẫn còn tiếp tục. Mỗi cái thần kinh người đều căng thẳng tới cực điểm, lúc này e sợ chỉ cần có người hơi có chút dị thường cử động sẽ gợi ra ai cũng không tưởng tượng nổi chuyện tình. Ngay khi như vậy đối lập sau một canh giờ, cái kia lồng ánh sáng rốt cục biến thành một bó chùm sáng sau đó biến mất không thấy bất quá chỉ là chốc lát cái kia hộ tiên kính lại lần nữa bắn ra một vệt sáng sau đó chùm sáng lần thứ hai khuếch tán ra đến mới đích lồng ánh sáng cứ như vậy xuất hiện hộ tiên kính biến hóa ở trong lúc nhất thời hấp dẫn mấy người chú ý mà đang ở hộ tiên kính một lần nữa khuếch tán lồng ánh sáng sau đó đột nhiên có người hét lớn không được có người ẩn thân đi lấy quả rồi Tiếng thét này hạ xuống sau đó, lập tức dẫn phát rồi mọi người hỗn loạn tưng bừng. Có muốn nhìn một chút có phải thật vậy hay không có người ẩn thân đi lấy phượng hoàng quả, có thì lại muốn tìm ra phát ra âm thanh người, còn có càng nhiều là nhưng là trực tiếp xông lên trên muốn cướp đoạt phượng hoàng quả, mà trước đó hai loại người nhìn thấy có người xông lên sau đó, không ít người cũng lập tức theo xông lên. Lâm Thiên Dương lúc này cũng không có xông lên trước, mà là thả ra mấy chục con nguyên anh kỳ khôi lỗi. Những con khôi lỗi này thực lực không mạnh, nhưng hắn cũng không còn có muốn những khôi lỗi này đi trùng cướp Phượng Hoàng quả ý tứ, mà là khống chế bọn nó trực tiếp đi hái cái khác linh thảo, linh quả, chính mình thì lại chăm chú nhìn đến cùng có cái nào mấy người cướp được Phượng Hoàng quả. Bởi vì ở cái địa phương này, thần thức chế ngự rất lớn, vì lẽ đó Lâm Thiên Dương vì có thể càng tốt hơn khống chế những kia khôi lỗi, còn cố ý ăn vào một viên đề thần đan lúc này trước hết vọt tới phượng hoàng quả trước cây tu sĩ đã bắt đầu hái phượng hoàng quả mà để lâm thiên dương không nghĩ tới chính là muốn nhấc vọt tới nơi đó mấy người ở bên trong lại có phía tinh ở bên trong mà hắn ở cướp dưới hai viên trái cây sau đó đem quả thứ ba trực tiếp ném về phía mặt sau nhất thời để người sau lưng đưa tới rối loạn tưng bừng mà hắn thừa dịp vào lúc này lập tức rời đi hung hổ thì lại một mực bên bảo vệ không khiến người khác phá hoại bọn họ lần này cử động làm liền một mạch, hiển nhiên phối hợp hết sức ăn ý, hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó tự hồ cũng khá là tín nhiệm. Ở Lâm Thiên Dương trong mắt, bọn họ có thể làm được như vậy, cướp được hai viên phượng hoàng quả cũng xác thực không có bất ngờ. Cùng bọn họ không giống, mấy người khác thì lại hoàn toàn không có kết cấu, một người trong đó chiếm một viên bỏ chạy, ngay lập tức sẽ đưa tới mấy người sau lưng truy kích, mà hai ở ngoài hai người ở từng người bắt hai viên sau đó, lại còn muốn cướp đoạt quả thứ ba kết quả một mực hai người muốn đoạt quả thứ ba là đồng nhất mục tiêu cảnh này khiến hai người trực tiếp liền xuống ý thức bắt đầu đấu bất quá hai người này mới vừa vặn giao thủ một chiêu người phía sau liền đã đến vây nhốt bọn họ bọn họ ngay cả cơ hội trốn đều không có bị phía sau mấy chục người đồng thời liên thủ trực tiếp giết chết mà hai người vòng tay trữ vật lập tức đã trở thành mọi người cướp giật mục tiêu thậm chí vưu tinh cùng nha liệt cũng cùng nhau cướp giật một cái nào đó vòng tay trữ vật trong đám người. Dứt bỏ những kia đi tới cướp giật người, cùng Lâm Thiên Dương như thế cũng không có người xuất thủ cũng tồn tại, bọn họ chú ý tới phí tinh cùng uông hổ chiếm được hai viên phượng hoàng quả, phía sau vừa không có người truy kích, liền ngay lập tức sẽ đuổi theo, mà Lâm Thiên Dương lại chỉ có thể khẩn cầu hai vị này đồng tộc đạo hữu may mắn, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, có thể một mực vẻ ngoài xem xét sao động người, e sợ mới là trong những người này khó dây dưa nhất gia hỏa lúc này tất cả phượng hoàng quả cũng đã bị hái xuống lâm thiên dương nhìn tuyệt đại đa số người đã hoặc trốn hoặc truy bay ra sân hắn cũng không để ý những kia còn lại linh thảo linh quả đem hết thảy khôi lỗi vừa thu lại sau đó đuổi theo nha liệt cùng với vô tinh truy kích trong đội ngũ ba người tuy rằng trước đó đã nói cướp giật thời điểm đồng tâm hiệp lực nhưng trên thực tế tất cả mọi người rõ ràng chân chính đến ba người muốn cướp đoạt thời điểm cái này liên minh cũng sẽ không tồn tại mà lâm thiên dương sở dĩ còn gia nhập bọn họ truy kích đội ngũ hoàn toàn là bởi vì hắn một mặt khác cái kia cướp giật đi vòng tay trữ vật gia hỏa rõ ràng có đồng bạn tồn tại cứ như vậy sẽ trở nên khó đối phó hơn nữa lâm thời liên minh tuy rằng đến cuối cùng nhất định sẽ vỡ tan nhưng trước lúc này chí ít vẫn là có thể lợi dụng hơn nữa lâm thiên dương tin tưởng hai người khác cũng là nghĩ như vậy ở này tiên nhân di chỉ bên trong phi độn, bởi vì mạnh mẽ cấm bay cấm chế, làm cho mọi người phi độn tốc độ thật chậm, mà vào lúc này, mọi người từng người tu vi sâu cạn cũng có thể lập tức bày ra, những kia pháp lực thâm hậu người, phi động tốc độ rõ ràng phải nhanh chút, mà yếu đít người thì lại sẽ rất vất vả, mà rất mau đuổi theo đánh đội ngũ liền bị triệt để kéo dài, mà Lâm Thiên Dương tuy rằng cuối cùng mới lao ra, nhưng hắn pháp lực so với bình thường cùng cấp tu sĩ muốn thâm hậu nhiều. Lắm, giờ khắc này không ngừng đuổi theo rớt lại phía sau người, rất nhanh sẽ thấy được nhất tình huống phía trước. Ở phía trước nhất, tổng cộng có 7 tên tu sĩ, trong đó tên kia tu sĩ đoạt được vòng tay trữ vật, vốn nên là là cũng bị mặt sau người đuổi theo, nhưng hắn tự hồ thi triển loại bí thuật nào đó, trong lúc nhất thời tăng nhanh tốc độ. Ở hắn sau khi, là hai tên dực nhân tộc tu sĩ, dực nhân tộc vốn là am hiểu phi độn, vì lẽ đó coi như nơi này cấm bay cấm chế cực kỳ lợi hại nhưng tốc độ của bọn họ vẫn còn đang trong mọi người là xuất sắc nhất. Mà Lâm Thiên Dương nhìn thấy bọn họ, không khỏi nghĩ lên lúc trước cự nhân tộc thôn trang sự tình, không biết trong bọn họ người kia vào cái viên này thăng tiên lệnh, là diệt cái kia cự nhân tộc thôn trang có được. Ở hai tên dực nhân tộc phía sau, để Lâm Thiên Dương đều cảm thấy giật mình lại có thể là vưu tinh. Cái này Lam Linh người không biết là vì bản thân giỏi về phi độn, hay là hắn vừa bắt đầu liền thâm tàn bất lộ, lại chăm chú cắn lấy hai tên dực nhân tộc phía sau ở vưu tinh phía sau nhưng là hai tên vũ tộc vũ tộc cùng dực nhân tộc như thế đều là giỏi về phi độn tu sĩ bọn họ cũng đồng dạng đều là quay thân hai cánh bất quá dực nhân tộc hai cánh là không có lông vũ mà vũ tộc tự nhiên có đủ loại màu sắc hình dạng lông vũ vũ tộc cùng dực nhân tộc tuy rằng nhìn qua càng tiếp cận nhưng trên thực tế hai tộc nhưng là kẻ thù truyền kiếp lại như dực nhân tộc nương nhờ vào thạch linh tộc vũ tộc cũng kiên định đứng ở cự nhân tộc bên này, ở Tây Đại Lục dằn co lẫn nhau. Mà ở vũ tộc sau đó, nhưng là nha liệt nỗ lực theo ở phía sau, người này pháp lực thâm hậu, Lâm Thiên Dương đã sớm nhìn ra, vì lẽ đó hắn có thể cùng ở bọn họ ngược lại cũng không có gì bất ngờ. Lâm Thiên Dương ở đuổi tới nha liệt phía sau mấy trượng địa phương xa sau khi, liền không nữa tiếp tục phát lực đuổi tiếp rồi, chỉ là theo ở phía sau, chậm chậm theo. Cứ như vậy, lấy tám người này thành một hàng đang phi độn nhanh một phút thời gian sau đó rốt cục thoát ly di chỉ cấm bay cấm chế ràng buộc lập tức gia tốc phi độn lên bởi vì phía trước nhất người rõ ràng cho thấy sử dụng bí thuật nên sẽ phi độn nhanh như vậy vì lẽ đó mặt sau theo người đều không vội chờ phía trước người bí thuật hiệu quả qua đi bất quá rất nhanh mọi người phát hiện cái kia chạy trốn người rời đi tiên nhân di chỉ sau khi tốc độ chẳng những không có dần dần biến chậm trái lại rất nhanh hơn xu thế, mà coi như đầu tiên truy kích đoàn ở giữa khoảng cách cũng dần dần lớn lên chút, còn Lâm Thiên Dương phía sau thứ nhì đoàn, rõ ràng đã bị bỏ ra rất xa, tuy rằng trong lúc nhất thời còn không đến mức triệt để bỏ qua, nhưng nếu như cái kia người cầm đầu thật sự còn có thể tiếp tục duy trì như vậy tốc độ bay trên một hai ngày. Phỏng chừng cuối cùng có thể cướp giật phượng hoàng quả người chỉ còn lại này 8 cái rồi, đương nhiên cái này cũng là lâm thiên dương cùng cái khác vài tên truy kích tu sĩ hy vọng có thể nhìn thấy cũng không biết có phải hay không là đại gia hy vọng đạt được thỏa mãn cái kia dẫn đầu chạy trốn người lại thật sự giữ vững hai ngày vẫn như vậy cao tốc bỏ chạy rốt cục ở ngày thứ hai thời điểm tất cả mọi người phát hiện mặt sau thứ nhì truy kích đoàn người đều đã không có hình bóng nghĩ đến nếu là không có cái gì thủ đoạn đặc thù bọn họ là rất khó ở đuổi theo tới theo đoàn người không ngừng truy kích khi đến ngày thứ ba thời điểm lâm thiên dương bỗng nhiên có loại không tốt lắm cảm giác bởi vì cái kia chạy trốn người trước đó vẫn đang không ngừng thay đổi phương hướng vòng tới vòng lui hy vọng có thể nhờ người phía sau nhưng ở chạy trốn ba ngày đều không thể bỏ qua sau đó hắn lại hướng về hồng hà sơn mạch phương hướng thẳng tắp phi độn đi rồi lúc trước ở hồng hà sơn mạch tao ngộ bây giờ lâm thiên dương còn ký ức chưa phai tương tự phát hiện này điểm nha liệt lúc này cũng không nhịn được liếc mắt nhìn đã cùng hắn sóng vai phi độn lâm thiên dương. Hiển nhiên hai người đều không muốn đuổi theo đi nơi đó, hơn nữa bọn họ tin tưởng, vưu tin khẳng định cũng là muốn như vậy, thế nhưng cứ như vậy từ bỏ phượng hoàng quả, hiển nhiên không thể. Không thể để cho trốn vào hồng hà sơn mạch. Khi đến ngày thứ tư, mắt thấy lại quá không lâu liền muốn tiến vào hồng hà sơn mạch rồi, tới gần phía trước vị trí vưu tinh, bỗng nhiên lấy ra chính mình cung ngắn, bắt đầu quay về phía trước chạy trốn người xạ kích lên nàng như thế vừa động thủ những người khác cũng bắt đầu dồn dập động thủ dù sao bọn họ cũng biết phía trước là hồng hà sơn mạch tuy rằng bọn họ không có ở trong dãy núi trải qua nhưng cũng đều biết một khi tiến vào nơi đó e là truy kích độ khó sẽ trở nên rất lớn hơn nữa hồng hà bên trong dãy núi vô số xích bức cũng không phải tốt như vậy vượt qua mọi người đồng loạt ra tay cái kia dẫn đầu chạy trốn người lập tức liều mạng né tránh chống đối mà bắt đầu, bất quá nhiều người như vậy đồng thời ra tay, thấy giữ vững được không tới nửa canh giờ, rốt cục vẫn là bị vưu tinh một mũi tên bắn trúng, nhất thời hắn cả người đều rớt xuống đất hạ xuống. Mấy người lập tức hướng về phía dưới muốn tiếp tục đuổi đánh tới cùng, mà khi thân thể người nọ rơi xuống mặt đất sau khi, lại lập tức biến thành một luồng khói xanh sau đó biến mất không thấy, chỉ để lại một tấm bùa chú tung bay ở trên đất mọi người phát hiện lại trúng chiêu rồi, lập tức tìm tòi xung quanh, rất nhanh phát hiện, người kia đã bỏ chạy đến bên ngoài 10 dặm rồi. Kéo dài dài như vậy khoảng cách, mọi người nhất thời lập tức tiếp tục đuổi theo, bất quá bởi vì khoảng cách quá dài rồi, muốn đang ra tay đã không thể rồi, mà Lâm Thiên Dương đám người trong lòng cũng là một trận bất đắc dĩ. Hơn một canh giờ sau khi, mọi người trước sau phi động tiến vào Hồng Hà Sơn Mạch, hơn nửa lúc này đã đến đêm rất khuya chính là Hồng Hà Sơn mạch xích bức hoạt động thời khắc. Lúc này Lâm Thiên Dương trong lòng dù sao cũng hơi hối hận, sớm biết như vậy, ở bỏ qua đệ nhị truy kích đội người, chính mình liền gia tốc đi tới đem hắn chặn lại rồi, bây giờ đến nơi này, coi như không hề gặp phải ngân bằng, gặp gỡ xích bức cũng là một cái phi thường đau đầu sự tình. Đến Hồng Hà Sơn mạch sau đó, cái kia chạy trốn người liền bắt đầu lợi dụng các loại địa hình quanh co né tránh, bất quá đối với vũ tộc cùng dược nhân tộc tới nói, bọn họ bản thân một nửa thời gian đều ở trên trời trôi qua loại này né tránh trái lại làm cho bọn họ vốn là kéo dài khoảng cách tiếp cận mà lâm thiên dương các loại ba người trước đó đã tới này sơn mạch đối với nơi này cấu tạo đã tương đương quen thuộc vì lẽ đó cũng có thể vẫn đuổi tới điều này làm cho tên kia chạy trốn tu sĩ trái lại cảm thấy mình chiêu này tính sai rồi bất quá việc đã đến nước này hắn cũng không có cách nào chỉ có thể tiếp tục phi độn mà lúc đó đến sau nửa đêm thời điểm Mọi người chợt phát hiện, hắn bỏ chạy tốc độ bắt đầu biến chậm, hắn kích phát bí thuật thời gian ở sau năm ngày rốt cục đạt đến cực hạn. Sự phát hiện này giống như để mọi người nhất thời cảm thấy chấn động, truy kích tốc độ dĩ nhiên cũng lại nhanh hơn hai phần, rất nhanh ban đầu khoảng cách 10 dặm chỉ còn lại có mấy trăm trượng, tiếp tục như vậy không cần chờ đến bình minh liền nhất định có thể đuổi theo. Hắn chạy trốn nhìn thấy khuynh hướng như thế, trong lòng cảm giác lo lắng, mà hóa thân phù cũng đã bị hắn dùng rơi mất nếu là lại bị đuổi theo chỉ sợ cũng cũng không còn đường sống rồi đối mặt như vậy cảnh khốn khó trong lòng hắn cảm thấy một trận tuyệt vọng trong đầu suy tư có muốn hay không đơn giản đem cướp giật đến vòng tay trữ vật giao ra cho rồi bất quá vừa lúc đó bỗng nhiên hắn phát hiện xa xa xuất hiện một mảnh đồ vật đang di động nhìn kỹ đây không phải là đàn xích bức thì là cái gì nhìn phía trước xuất hiện xích bức quần hắn chẳng những không có lùi bước trái lại cắn răng một cái lấy ra một đầu dài cây roi, vung vẩy lên hóa thành một đầu long tiên phá tan xích bức cùng một lỗ hổng, bay thẳng đến xích bức trong đám vọt vào. Mặt sau truy kích người nhìn thấy sau khi, nhất thời trong lòng một trận mắng to, có thể tuy vậy cũng đã không cách nào thay đổi sự thực rồi. Hắn đúng là điên rồi, chẳng lẽ không biết đàn xích bức bên trong nhất định có bức vương tồn tại, bức vương nhưng là luyện hư kỳ cổ thú A. Có người cắn răng mở miệng như vậy kêu lên, nhưng đối mặt mãnh liệt mà đến đàn xích bức nhưng không có một người chạy trốn trước sau một mạch cũng đâm đi vào lâm thiên dương trên người có không ít vạn năm linh nhũ lấy cung cấp chính mình linh lực tiêu hao cần thiết để tránh khỏi lại dùng đến thiên linh diệp mà một đường truy kích hắn cũng uống vào mấy cái duy trì này pháp lực dồi dào mà trên thực tế tiến vào nơi này người cũng phần lớn có không ít vạn năm linh nhũ dù sau này linh nhũ đối với tu sĩ hóa thần vẫn có thể đưa đến không nhỏ tác dụng chỉ cần một hai ngụm có thể cơ bản khôi phục pháp lực. Thế nhưng ở bây giờ tình huống này dưới, Lâm Thiên Dương cũng không có lựa chọn ngậm một cái vạn năm linh nhũ ở trong miệng, mà là trực tiếp lấy ra một mảnh thiên linh diệp đặt ở trong miệng, bây giờ người đang ở hiểm cảnh, hắn không cho phép mảy may bất cẩn. Rất nhanh Lâm Thiên Dương đã bị che ngập bầu trời xích bức cho bao vây, những này xích bức triển khai hai cánh đều có ba, bốn mét to lớn, tốc độ phi hành cực nhanh, thân thể vô cùng cường hãn, móng vuốt cùng hàm răng đều vô cùng sắc bén hơn nữa còn có chứa kịch độc một khi dính vào hậu quả không dám tưởng tượng đối với cái này lâm thiên dương không dám có chút bất cẩn trực tiếp lấy ra ống trúc trong nháy mắt mấy mảnh thẻ tre từ bên trong bắn ra biến thành một bộ trúc giáp mặt vào người đồng thời linh vũ phiến cũng đến ở trong tay trái phải vỗ một cái nhất thời băng long bảo hộ ở khoảng chừng trái phải hỏa phượng thanh minh hướng về phía trước mở đường ngay tại lâm thiên dương bên cạnh Nha liệt lấy ra cái kia một bên ba màu cái dù, xích bức chỉ cần bị cái dù bắn ra tam sắc quang mang soi sáng, nhất thời thân hình sẽ trở nên cứng ngắc. sát theo đó ở cái kia đối với sừng nhọn linh bảo công kích dưới, cũng cấp tốc mở ra một cái con đường phía trước. Vưu tinh cách làm cùng Lâm Thiên Dương và Nha liệt hoàn toàn khác nhau, nàng cũng lần thứ hai lấy ra lúc trước đã từng sử dụng tới khăn lụa, chỉ là này khăn lụa lúc này đem hắn bao vây ở bên trong, sau đó che chở nó cũng mặc kệ những kia xích bức bay thẳng đến phía trước phi độn, mà những kia xích bức công kích, dĩ nhiên hoàn toàn không có cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn. Ngoại trừ lâm thiên dương ba người ở ngoài, Dực nhân tộc hai người lấy ra tương đồng hai bộ phi kiếm. Này hai bộ phi kiếm đều nhiều hơn đạt trên trăm thanh, hai hai tổ hợp lại với nhau, uy lực vô cùng, nhất thời xung quanh xích bức căn bản là không có cách tới gần, mở đường tốc độ cũng là cực nhanh. Cuối cùng cái kia vũ tộc, ở nhảy vào xích bức quần bên trong sau đó, cả người linh quang lóe lên. Lập tức liền có hàng trăm hàng ngàn lông vũ rớt xuống, biến thành to to nhỏ nhỏ vũ kiếm, thanh thế tới to lớn, lại vẫn ở dực nhân tộc bên trên. Có thể đi vào tiểu tiên cảnh tu sĩ, đều là các tộc hóa thần kỳ bên trong đích người tài ba, thực lực tự nhiên không cần nói. Chí ít đối mặt nhiều như vậy xích bức, không chút nào sợ hãi. Mà theo tảng lớn tảng lớn xích bức trực tiếp bị mấy người này chém giết, rất nhanh đàn xích bước liền chú ý tới nơi này biến hóa, dần dần xung quanh Nguyên Anh kỳ cấp bậc xích bước cấp tốc giảm thiểu, Hóa Thần kỳ cấp bậc xích bước bắt đầu tăng cường mà bắt đầu, mọi người cũng lập tức cảm nhận được trong đó áp lực. Theo chu vi xích bước thực lực càng ngày càng mạnh, Lâm Thiên Dương cùng Nha Liệt và Vưu Tinh lẫn nhau đến gần một chút. Như vậy có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, giảm nhỏ nguy hiểm. Trên thực tế vũ tộc cùng Dực nhân tộc cũng là làm như vậy, hai người cùng nhau nguy hiểm có thể so với đơn độc nhỏ rất nhiều cứ như vậy truy kích người khoảng cách vốn là bởi vì bí thuật thời gian qua đi thân thể có chút suy yếu bỏ chạy nhân gian khoảng cách càng ngày càng gần rồi mắt nhìn mình sẽ bị đuổi theo trong lòng hắn càng ngày càng tuyệt vọng biết ở tiếp tục như vậy e là thật sự chỉ có một con đường chết rồi cùng với chết ở chỗ này còn không bằng đem cướp được vòng tay trữ vật ném ra ngoài trong lòng có ý nghĩ này về sau Hắn hầu như không có như thế suy nghĩ quyết định liền làm như thế rồi, so với khả năng thu được chỗ tốt, hiện nay vẫn là bảo mệnh quan trọng hơn, nhưng lại tại hắn chuẩn bị gỡ xuống vòng tay trữ vật thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy một cái khí tức mạnh mẽ xuất hiện ở phía trước. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy hai đạo hồng quang tại phía trước một trận lấp lóe, sau đó hắn liền cảm thấy mình thần thức đau đớn một hồi, cả người hoàn toàn mất khống chế ở giữa không trung quay cuồng lên hắn tuy rằng nỗ lực muốn điều chỉnh lại, có thể không chờ hắn lần nữa khôi phục. Bỗng nhiên cảm thấy trên người mấy nơi đồng thời đau đớn một hồi, sau đó liền triệt để đã mất đi ý thức. Ở khoảng cách hắn bên ngoài trăm trượng người, thì lại nhìn thấy hắn bị một con rõ ràng thân thể so với cái khác xích bức to lớn rất nhiều dơi móng vuốt trảo đâm thủng thân thể, sau đó cả người bị mang theo bay mất. Chết tiệt, là bức vương. Người sau lưng lập tức nhận ra cái kia to lớn dơi rốt cuộc là cái gì, nhìn hắn thi thể bị bắt đi, mỗi một người đều nổi giận cực kỳ. Các vị đạo hữu, bây giờ Phượng Hoàng quả bị bức vương mang đi, chúng ta đơn độc một hai tuyệt đối không thể nào là bức vương đối thủ, nếu muốn đem Phượng Hoàng quả đoạt lại, chỉ có chúng ta bảy cái đồng tâm hiệp lực mới có thể. Đang lúc này, một tên dực nhân tộc tu sĩ lập tức mở miệng. Những người khác chí ít hơi hơi suy nghĩ một thoáng, liền dùng dập đồng ý, dù sao đều đến mức này, nếu là còn tay không mà quay về, cái kia thực sự là quá uổng phí rồi. Nhìn thấy mọi người đáp ứng, cái kia dực nhân tộc tu sĩ ở đây kêu lên, nếu các vị đạo hữu không có ý kiến, như vậy kính xin các vị đạo hữu để tâm ma tuyên thề, ở đoạt lại phượng hoàng quả trước đó, tuyệt đối sẽ không đối với đồng bạn ra tay. Hắn cái này chủ trương, vốn là mọi người chuyện lo lắng nhất, bây giờ trực tiếp nói ra, thật ra khiến tất cả mọi người cảm thấy sự tình nên như vậy, liền tất cả mọi người không có cân nhắc liền trực tiếp đáp ứng rồi sau đó bảy người đồng thời phát hạ lời thề tâm ma còn ở đoạt lại phượng hoàng quả sau đó vậy sẽ phải xem mỗi người chính mình bổn sự ở hạ xuống lời thề tâm ma sau đó mọi người bắt đầu dần dần áp sát mà bắt đầu sau đó lấy dực nhân tộc hai người làm tiên phong mở đường vũ tộc hai người cách trở truy binh còn lại lâm thiên dương ba người đối phó xung quanh công kích mà đến xích bức tại loại này có trật tự sắp xếp dưới vốn là tốc độ thiên chậm bảy người, nhất thời truy kích cái kia bức vương tốc độ tăng nhanh 2 phần 10 có thừa. Cái kia bức vương mặc dù có luyện hư kỳ cấp bậc, nhưng bởi vì hai cái chân trảo, cầm lấy một người thi thể, vì lẽ đó phi độn tốc độ cũng không nhanh, hơn nữa hắn còn muốn quản khống thủ hạ mình xích bức đối với bảy người công kích, vì lẽ đó cũng không có muốn chạy trốn ý tứ. Bức vương vừa bắt đầu tự hồ cũng không có muốn đích thân ra tay ý tứ, nhưng thấy đến thủ hạ mình xích bức bị bảy người chém giết càng ngày càng nhiều, tự hồ cũng rốt cục có chút đem nó chọc giận, rốt cục này to lớn bức vương đem mình bắt được con mồi bỏ vào trên một cây đại thụ, sau đó ngay khi trên cây to chờ bảy người đến. Bảy người đang đột phá vô số xích bức cách trở sau đó, cũng rốt cục giết tới đại thụ phía trên cùng bức vương đối lập mà bắt đầu, những kia vốn là công kích mọi người xích bức, giờ khắc này phần lớn bắt đầu đã hạ xuống lấy đại thụ làm trung tâm, ngoài một dặm trên cây tự hồ là chuẩn bị cho bức vương lượt trận. Nhìn thấy cái khắc xích bức không có tiếp tục công kích, này trái lại để bảy người cảm thấy một trận may mắn, xem ra chỉ cần đánh bại này bức vương, như vậy liền vẫn là rất nhiều cơ hội cướp được phượng hoàng quả. Ngay khi bảy người cùng bức vương dằn co không tới nửa khắc đồng hồ thời điểm, bức vương bỗng nhiên đỏ như máu hai mắt lóng lánh lên hồng mang đến. Này hồng mang trước đó mọi người cũng đã gặp, hơn nữa phát hiện cái kia chạy trốn người bị hồng mang công kích sau đó, nhất thời thân thể liền mất đi cân bằng, giờ khắc này tất cả mọi người không dám nhìn tới, nhưng tuy vậy, mọi người cũng đều cảm thấy đầu của mình thật giống bị đòn nghiêm trọng trong một tí, cả người đều có chút mê muội, mà duy nhất chỉ là cảm thấy hơi có chút đau nhói, chính là Lâm Thiên Dương. Mà xích bức vương ở đột nhiên triển khai thần thức công kích sau đó, lập tức hai cánh lóe lên, thân hình liền vọt đến một người trong đó trước mặt, móng vuốt trực tiếp chụp tới ngực của hắn, mà hắn nhưng còn chưa kịp phản ứng, này bị bức vương tuyển chọn mục tiêu, thình lình chính là nha liệt, mắt thấy móng vuốt phải bắt phá thân thể hắn, hắn nhưng còn không có cách nào dời, có thể sát theo đó lại nghe được công. Một tiếng, cái kia móng vuốt lại chọc vào một cái đao luân bên trên, đao luân tuy rằng tùy cơ bị hắn trảo theo, nhưng rất nhanh biến thành 12 thanh phi đao màu vàng ống bắn về phía bức vương hai mắt. Giờ khắc này nha liệt cuối cùng từ đầu đau nhức bên trong khôi phục như cũ, trong mắt phun ra một cơn lửa giận, điều khiển sừng nhọn linh bảo, lập tức cũng hướng về bức vương công tới. Cái kia bức vương đối mặt phóng tới sừng nhọn, chỉ là hai con cánh thịt vỗ một cái, nhất thời một luồng huyền phong đột nhiên xuất hiện, trực tiếp liền cuốn lên này đối với sừng nhọn linh bảo hướng về nha liệt phản xạ mà đi rồi. Bất quá đang lúc này, vô số vũ kiếm cùng phi kiếm dường như mưa kiếm giống như vậy, bốn phương tám hướng hướng về bức vương phóng tới, bức vương nhìn qua là không thể tránh khỏi rồi nhưng là này bức vương dù sao cũng là luyện hư cấp bậc tồn tại, chỉ thấy hắn hai cánh một trận vặn vẹo, cả người đều xoay tròn, nhất thời một luồng gió xoáy phóng lên trời, những kia vũ kiếm cùng phi kiếm dĩ nhiên trực tiếp bị cản trở lại. Thật là lợi hại, này bức vương e rằng đã là luyện hư trung kỳ tồn tại. Nhìn phi kiếm chặn trở về, một tên dực nhân tộc người không nhịn được kinh hô lên. Mọi người ở đây cảm thấy này bức vương thực lực thực sự khủng bố thời điểm, ai cũng không có chú ý tới, vưu tinh trong tay cung ngắn lúc này lại biến thành một thanh kim sắc trường cung, đồng thời vẫn màu vàng mũi tên đã khoát lên dây cung bên trên, gió xoáy tăng vọt cái kia một khắc. Màu vàng mũi tên dường như giống như sao băng rơi vào này một bên, trung gian chỉ thấy kim quang lóe lên, màu vàng mũi tên liền trực tiếp xuyên qua gió xoáy. Ở màu vàng mũi tên bắn thủng gió xoáy sau đó, gió xoáy nhất thời tán loạn rồi, bức vương cũng hiện ra bản thể, mà hắn một bên trên cánh thịt, rõ ràng có thể nhìn thấy xuất hiện một lỗ máu to bằng nắm tay thông thiên linh bảo trên vạn linh bản xạ nguyệt cung nhìn thấy mũi tên này lại nắm giữ uy lực như thế nhất thời nha liệt lập tức kêu lên mà tiếng nói của hắn cũng lập tức đưa tới người khác chú ý có thông thiên linh bảo trên vạn linh bản xuất hiện ở đây cũng đầy đủ khiến người ta khiếp sợ được rồi lâm thiên dương tuy rằng lúc này trong tay cầm linh vũ phiến cũng là trên vạn linh bản đồ vật nhưng vừa đến này linh vũ phiến lên bản thời gian rất ngắn biết đến rất rất ít ngoài ra lâm thiên dương bản thân chỉ là tu sĩ hóa thần căn bản là không có cách phát huy ra linh vũ phiến toàn bộ uy năng vì lẽ đó tự nhiên những người khác nhất thời chỉ đem xem là phổ thông thông thiên linh bảo đối xử mà có thể tới nơi này tu sĩ có một hai kiện loại này cấp bậc thông thiên linh bảo cũng rất bình thường lại như nha liệt ba màu linh tán cũng là một cái thông thiên linh bảo Bất quá lúc này cũng không có thời gian cho mọi người suy nghĩ nhiều, bởi vì cái kia bức vương sau khi bị thương, lập tức phát sinh một tiếng kêu to. Nhất thời rải rác bốn phía xích bước lại lần nữa bay lên trời, đồng thời hướng về bảy người vây công lại đây rồi. Dực nhân tộc, vũ tộc bốn vị đạo hữu, các ngươi ngăn cản cái khác xích bước tới gần, ba người chúng ta tới đối phó này bức vương. Tiếp theo vừa bắn ra kinh thiên một mũi tên, vưu tinh lập tức hét lớn lên mọi người nghe xong cũng không có điều gì dị nghị dù sao dực nhân tộc cùng vũ tộc bọn hắn thủ đoạn thích hợp đối phó lượng lớn xích bức vì lẽ đó rất nhanh bọn họ cũng là làm theo rồi xích bức số lượng rất nhiều hóa thần cấp bậc cũng là lên tới hàng ngàn hàng vạn bốn người kia tuy rằng rất mạnh thế nhưng có thể ngăn cản bao lâu ai cũng không biết vì lẽ đó còn lại ba người cũng không dám lãng phí thời gian lập tức đối với bức vương động thủ Nha liệt ở phát hiện mình sừng nhọn đối với cái kia bức vương không có hiệu quả lớn lắm sau đó, liền chuyên tâm điều khiển ba màu linh tán, này linh tán bắn ra ba màu linh quang có tương tự cấm bay cấm chế tác dụng. Chỉ cần bị so sáng, hành động sẽ trở nên chậm chạp, dĩ nhiên đối với với tu vi càng là cao thâm tồn tại tới nói hiệu quả càng yếu, bất quá coi như bức vương là luyện hư cấp bậc. Nhưng ba màu linh tán vẫn có thể đưa đến một ít tác dụng, chỉ là bức vương tự hồ biết này linh quang lợi hại vì lẽ đó vẫn dựa vào nó nhanh như chấp tốc độ đang tránh né. Vưu tinh bởi vì tay cầm xạ nguyệt cung, vì lẽ đó ở có khăn lụa hộ thể dưới tình huống, nỗ lực muốn lần thứ hai bắn trúng bức vương, mang đến cho hắn trọng thương, bất quá bức vương tốc độ cực nhanh muốn bắn trúng cũng không phải dễ dàng như vậy, mà lấy vưu tinh thực lực, bắn ra một mũi tên đó cũng là cần tiêu hao rất nhiều pháp lực, vì lẽ đó ở liên tục hai mũi tên đều không có bắn trúng sau đó, hắn trở nên càng cẩn thận kỹ càng rồi đồng thời truyền âm lâm thiên dương cùng nha liệt, hy vọng. Có thể khống chế lại bức vương di động. Nha liệt làm hết sức để cho mình linh tán ánh sáng soi sáng nó, mà lâm thiên dương lúc này thu hồi linh vũ phiến, có vưu tinh xạ nguyệt cung ở, hắn đã không có cần thiết lãng phí nữa pháp lực, thậm chí ngay cả dấu ở trong miệng thiên linh diệp đều phun ra ngoài, uống một hớp vạn năm linh nhũ sau đó, lại ngậm một cái ở trong miệng, đồng thời 12 thanh kim dương đao rải rác đến bức vương quanh thân chỉ thấy Lâm Thiên Dương quay về Kim Dương Đao liên tục đánh ra mấy đạo pháp quyết, Kim Dương Đao ở Kim Quang lóe lên, về nhốt bức vương Kim Dương Đao lại mỗi một chiếc cũng bắt đầu phân liệt mà bắt đầu, một lúc lại không đem đều lần thứ hai chia làm 12 thanh càng nhỏ hơn Kim Dương Đao, mà ở phân liệt sau đó, Lâm Thiên Dương có quay về Kim Dương Đao đánh ra mấy đạo pháp quyết, Kim Dương Đao quay tiếp một vòng, lại hợp thành 12 đóa Kim Liên hình dạng. Cái kia bức vương mặc dù chỉ là một con cổ thú, nhưng thân là bức vương rõ ràng vẫn còn có chút trí tuệ, phát hiện quanh thân xuất hiện này kim liên sau đó, theo bản năng cảm giác đây là một uy hiếp, liền hai trảo cùng xuất hiện trực tiếp đánh vào hai đóa kim liên lên, tự hồ muốn đem kim liên cứ như vậy vô nát. Nhưng là để cái kia bức vương không nghĩ tới chính là, kim liên tuy rằng nhìn qua bị hắn móng vuốt một thoáng liền đánh nát rồi, nhưng vỡ vụn sau đó điểm sáng màu vàng ống ở linh quang lóng lánh mấy lần sau đó, lại biến ảo càng nhiều kim liên đi ra, mà cùng lúc đó, Lâm Thiên Dương quay về cái khác hơn 10 kim liên cũng liền đạn ngón tay, bị đạn bên trong đích kim liên cũng theo vỡ vụn, theo hóa thành kim quang sau đó hóa thành càng nhiều kim liên. Chỉ là ngăn ngắn 10 thời gian mấy hơi thở, toàn bộ bức vương quanh thân lại đều bị kim liên vây quanh, điều này làm cho bức vương nhất thời sợ hãi vạn phần, đập hai cánh hình thành một luồng mạnh mẽ gió xoáy muốn đem kim liên thổi đi. Cái kia kim liên nhìn như yếu đuối mong manh, lập tức đã bị cuốn vào trong gió lốc, lập tức đã bị xoắn nát rồi, nhưng là khiến nó không nghĩ tới chính là, cái kia xoắn nát kim quang tự nhiên lập tức trải rác đến càng rộng lớn hơn xung quanh, rất nhanh lần thứ hai tạo thành từng đóa từng đóa khéo léo kim liên ra, mà đúng lúc này, cùng vô số kim liên một mạch có vỡ vụn ra ra, từng mảng từng mảng cánh sen lại cứ như vậy hướng về bức vương trên người dán vào, cái kia bức vương thật giống như nam. Châm giống như vậy, lập tức hút lại hầu như hết thảy cánh sen màu vàng kim. Đang lúc này, Nha liệt ba màu linh quang cũng rốt cục chiếu ở bức vương, hắn hưng phấn đối với vưu tinh kêu to lên, cơ hội tốt. Vưu tinh ở nha liệt mở miệng đồng thời, hắn chuẩn bị hồi lâu một mũi tên liền bắn đi ra. Cái kia bức vương giờ khắc này tự hồ cũng cảm giác được uy hiếp, bỗng nhiên phát sinh một tiếng kêu to, sau đó cả người bắt đầu bành trướng, tự hồ muốn dựa vào cự hóa thân thể đến hóa giải giờ khắc này nguy cơ. Bất quá ở hắn làm như vậy đồng thời, Lâm Thiên Dương từ lâu đánh ra mấy đạo pháp quyết, dán ở trên người hắn cánh sen màu vàng kim kim quang lóng lánh lên. Rốt cục đang lúc này, màu vàng một mũi tên cũng đã bắn trúng bức vương, hơn nữa ở giữa bức vương trái tim, ở bắn trúng đồng thời, mũi tên kia theo nổ tung mà bắt đầu, bức vương ngực một đám lớn huyết nhục đều bị nổ tung ra, bất quá tuy vậy, bức vương lại còn chưa chết, đồng thời cái kia nguyên bản vết thương thật lớn lại cấp tốc khép lại mà bắt đầu này bất vương lại còn có bất diệt chi thể thiên phú. Lâm Thiên Dương phát hiện sau đó, lập tức quay về cái kia kim dương đao biến thành cánh sen chỉ vào, nhất thời giấu ở trong đó thái dương chân hỏa bốc cháy lên, thừa dịp cái kia vết thương khép lại, dĩ nhiên trực tiếp chui vào. Lâm Thiên Dương thái dương chân hỏa mặc dù nhiều năm qua đều không có gì tiến triển, thế nhưng coi như luyện hư cấp bậc tồn tại, bị như thế một luồng trong thiên địa linh hỏa chui vào trong cơ thể vậy cũng cảm thấy không phải cái gì tốt được sự tình. Thống khổ kêu to sau đó, bức vương điên cuồng bắt đầu múa lên thân thể của hắn, tự hồ muốn đem tiếng vào trong cơ thể hắn hỏa diễm vẫy đi ra giống như vậy, thế nhưng nó động tác này hiển nhiên chỉ là xuất từ theo bản năng, chỉ cần vưu tinh giờ khắc này trở lại một mũi tên có thể triệt để đem nó chung kết rồi, có thể nhưng vào lúc này, Lâm Thiên Dương lại phát hiện, vưu tinh lại thân hình lóe lên đến dưới phương đại thụ nơi, hai tay một trảo, đem trước đó chạy trốn nhân thân trên hai cái. Vòng tay trữ vật đều bắt được trong tay, sau đó hắn nhìn như tùy ý đối với bao vây quanh mình xích bức quần bắn ra một mũi tên, đánh ra một con đường ra, sau đó dùng thăng lộ bao vây lấy chính mình về sau, hướng về hắn đánh ra đường nối bay qua. Đồ đáng chết, ta đã sớm biết gia hỏa này không đáng tin. Nha liệt nhìn thấy cảnh này sau đó, chửi ầm lên một tiếng, sau đó hóa thành một đạo động quan đuổi theo, mà vốn là ngăn trở xích bức quần dược nhân tộc cùng vũ tộc phát hiện sau đó. Như thế cũng không tiếp tục quản xích bức quần lập tức đuổi theo, bây giờ tình hình lại trở nên cùng trước đó giống nhau như đúc rồi, chỉ là bây giờ chạy trốn người đã biến thành vưu tinh. Lâm Thiên Dương lúc này cũng không có lập tức đuổi tới, hắn ở phát hiện vưu tinh chạy trốn đồng thời, lướt người đi đến mất đi lý trí bức vương bên người, hai tay vung lên lấy ra vạn cân bổng bay thẳng đến bức vương trên đầu đập phá đi tới này bức vương tuy rằng có bất diệt chi thể thế nhưng đầu nếu là nện không còn cũng là không thể nào mọc ra cho nên khi lâm thiên dương một gậy xuống sau đó bức vương liền triệt để xong đời sau đó lâm thiên dương trực tiếp đem này bức vương thi thể thu vào lúc này mới cuối cùng đi theo ở lâm thiên dương chém giết bức vương đồng thời đàn xích bức phát hiện bức vương biến mất rồi nhất thời xuất hiện một trận hỗn loạn vốn là cùng công kích bảy người xích bức nhất thời loạn bộ mà bọn hắn vừa loạn, vưu tinh trái lại càng thêm dễ dàng liền vượt qua này xích bức quần, những người khác cũng theo sát vọt ra. Lao ra đàn xích bức, phi độn có sắp tới nửa canh giờ, vốn là vẫn ở mặt trước đào tẩu vưu tinh, phát hiện tự hồ không cách nào bỏ rơi mặt sau mấy người. Bỗng nhiên ngừng lại. Hắn dừng lại, còn lại người ngay lập tức sẽ đem hắn bao vây lại. Mà vưu tinh nhìn thấy sau đó, nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng nói, các vị đạo hữu, này vòng tay trữ vật bên trong tổng cộng có hai viên phượng hoàng quả, tại hạ cũng không có tính toán muốn toàn bộ độc chiếm, chỉ cần mọi người không hề tiếp tục truy kích, tại hạ liền đồng ý đem trong đó một viên cho các vị, đương nhiên nếu là các vị không đáp ứng. Đại gia cũng có thể từng trải qua năng lực của ta, hay là không cách nào lấy một địch sáu, nhưng kéo lên một hai chôn cùng vẫn không có vấn đề. Nghe nói như thế, còn lại mấy người lập tức sắc mặt trở nên khó nhìn lên, thậm chí bao gồm Lâm Thiên Dương ở bên trong, cũng cảm giác được này vưu tinh cũng thật là tinh minh lợi hại, trước đó cùng mình gặp gỡ thời điểm. Hắn cố ý yếu thế, mà ở vừa nãy nhưng có cố ý bày ra mạnh nhất một mặt làm cho mọi người sợ ném chuột vỡ đồ, chính mình cũng thật là coi thường hắn. Mà đúng lúc này, vưu tinh đã lấy ra một viên mọi người trong mòn con mắt phượng hoàng quả đến. Nhìn mọi người một chút sau đó, cuối cùng hắn nhìn về phía Lâm Thiên Dương nói, Lâm Đạo Hữu, dọc theo con đường này được ngươi chiếu cố nhiều, cái này đồ vật liền cho ngươi rồi. nói xong hắn trực tiếp liền đem phượng hoàng quả ném về phía lâm thiên dương, sau đó cấp tốc hướng về một cái hướng khác phi động đi. lâm thiên dương nhìn bay tới phượng hoàng quả, trong lòng cũng là một trận cười khổ. cái này phượng hoàng quả thực sự là nắm cũng không phải, không nắm cũng không phải. nắm trước có thể lập tức liền sẽ gặp đến năm người kia vây công không nắm chẳng lẽ còn trơ mắt đem sắp tới tay Phượng Hoàng Quả đưa cho người khác sao? Đến lúc này, Lâm Thiên Dương cũng không có cái khác lựa chọn, đưa tay quay về Phượng Hoàng Quả một trảo, đến ở trong tay sau đó, lập tức lại hướng về vừa nãy vưu tinh phi động phương hướng đuổi theo rồi. Lúc này Lâm Thiên Dương cũng không che giấu nữa cái gì, phi động tốc độ thêm đến nhanh nhất, dĩ nhiên thật sự chậm rãi bắt đầu tiếp cận lên vưu tinh đến mặt sau dược nhân tộc cùng vũ tộc giờ khắc này cũng đem hết toàn lực đi theo sau, tương tự bùng nổ ra so với lúc trước tốc độ nhanh hơn đến. Bọn họ đều thể hiện ra tốc độ như vậy, vốn là trước đó vẫn miễn cưỡng mới cùng ở mọi người nha liệt, lúc này phát hiện mình lại triệt để rơi lại phía sau rồi, bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể cắn răng đuổi tiếp, chỉ có thể còn có thể hay không thể đuổi theo chỉ có nghe theo mệnh trời. Lúc này ở phía trước phi động vưu tinh phát hiện Lâm Thiên Dương đuổi theo, không nhịn được truyền âm nói, Lâm Đạo Hữu, ngươi còn đuổi theo ta, này là có ý gì? Lâm Thiên Dương nhưng cười lạnh một tiếng nói, Vưu Đạo Hữu, chúng ta ở chung mấy tháng nay, ngươi đúng là vẫn thâm tàn bất lộ, vừa nãy cố ý đem phượng hoàng quả cho ta, rõ ràng chính là muốn hại chết ta, ta không tìm ngươi còn tìm ai. Vưu Tinh nghe xong Lâm Thiên Dương lời nói, tương tự cười lạnh một tiếng nói, Lâm Đạo Hữu, chúng ta chỉ là lẫn nhau mà thôi, Đạo hữu lúc trước muốn chúng ta kết minh, lúc đó chẳng phải nghĩ muốn lợi dụng chúng ta sao? Coi như nha liệt cái kia đồ ngốc, đều đối với ngươi vẫn đề phòng. Xem ra ngươi cùng nha liệt trong lúc đó còn có mặt khác Tiểu Liên Minh, cho tới cuối cùng ngươi đem Phượng Hoàng quả cho ta." Lâm Thiên Dương nói rằng. "Không tệ, đương nhiên cho ngươi cũng là xem ở chúng ta đã từng liên minh phần lên, chỉ cần ngươi thật là có bản lĩnh, vẫn là có thể cầm Phượng Hoàng quả sống sót đi ra ngoài." Vưu Tinh nói ra một phen nói chuyện không đau eo ngôn ngữ. Lâm Thiên Dương nghe xong nhưng là một trận buồn cười, nói, hiện tại chúng ta vẫn là ở một con đường lên, ngươi cảm thấy ngươi có thể không đếm xỉa đến sao? Lâm Thiên Dương nói ra lời này sau đó, Vưu Tinh nhưng cười ha hả, tại sao không thể đây? Lâm đạo hữu trước ngươi không phải đã từng gặp qua thế thân phù sao? Tại sao đồng dạng sai lầm còn tiếp tục phát sinh lần thứ hai đây? Lâm Thiên Dương nghe nói như thế sau đó, nhất thời trong lòng cả kinh, sau đó thần thức toàn lực hướng về phía trước phi độn vưu tinh từng điều tra đi, rất nhanh phát hiện, này vưu tinh quả nhiên cùng trước đó đã hoàn toàn khác nhau rồi. Lâm Thiên Dương chỉ là quay về phía trước vưu tinh chỉ vào, nhất thời vưu tinh trực tiếp biến thành một luồng khói xanh biến mất không thấy, chỉ có một tấm bùa chú theo gió bay xuống. Lúc này Lâm Thiên Dương rõ ràng, vưu tinh nhất định là tại tung phượng hoàng quả, hấp dẫn mọi người sự chú ý thời điểm đánh tráo rồi, hắn cũng thật là tuyệt a. À. Trước mắt vưu tinh biến thành một tấm thế thân phù, điều này làm cho mặt sau đuổi lâm thiên dương người nhìn thấy cũng là một trận cười khổ, hiển nhiên bọn họ cũng đều nhìn không ra vưu tinh dĩ nhiên cũng là đồ giả. Kết quả này làm cho mấy người phía sau càng thêm không dám thả lỏng lâm thiên dương rồi, dù sao bây giờ chỉ còn dư lại một quả như vậy phượng hoàng quả ở trước mắt, còn vưu tinh hiển nhiên đã không thể dễ tìm thấy hắn. Lâm Thiên Dương cũng rõ ràng đạo lý này, vì lẽ đó không ngừng mà tiếp tục bay về phía trước độn, bất quá bởi vì ở Hồng Hà Sơn Mạch phi độn thức sự quá nguy hiểm, vạn nhất nếu như gặp lại ngân bằng, Lâm Thiên Dương có thể không chắc chắn vật kia sẽ lần thứ hai không nhìn nhóm người mình, vì lẽ đó lúc này hắn phi độn phương hướng lại phản đi qua, một lần nữa lại hướng về địa hỏa cốc bỏ chạy, dù sao địa hỏa cốc vẫn là một cái nơi tương đối an toàn. Bởi vì vốn là tiến vào Hồng Hà Sơn Mạch cũng không tính quá sâu, nửa ngày sau Lâm Thiên Dương liền vọt ra, mà lúc này mặt sau theo người chỉ còn lại có dực nhân tộc hai người cùng vũ tộc hai người, nha liệt bởi vì theo không kịp, đã ở hơn nửa giờ trước triệt để tụt lại phía sau rồi. Tuy rằng còn nha liệt có chút giao tình, thậm chí ở đối phó bức vương thời điểm chính mình còn đã cứu hắn, bất quá lâm thiên dương cũng rõ ràng, ở tình huống như vậy, ai cũng không thể tin tưởng, có thể bỏ rơi một cái cũng là tốt. Đến địa hỏa cốc khu vực sau đó, Lâm Thiên Dương cũng thoáng cải biến một ít phương hướng, bắt đầu hướng về tiên nhân di chỉ bay đi. Tiến vào tiểu tiên cảnh người, mỗi cái đều mang đến không ít tương tự với vạn năm linh nhũ như vậy khôi phục pháp lực linh dược, nhưng Lâm Thiên Dương cũng rõ ràng, chỉ cần mình như vậy vẫn liều mạng phi động xuống, bọn họ nếu là vẫn muốn theo mình, vậy cũng chỉ có không tiếc pháp lực phi động, mà vậy thì muốn xem ai mang loại này đồ vật nhiều hơn. Lâm Thiên Dương tự hỏi có thiên linh dịp bực này khôi phục pháp lực thánh dược, chỉ cần ngậm vào một mảnh, coi như bay đến tiểu tiên cảnh đóng bọn họ bị mạnh mẽ truyền tống đi ra ngoài thời điểm cũng không có vấn đề mà bọn họ khẳng định là không thể nào mang nhiều như vậy khôi phục pháp lực đồ vật hơn nữa bây giờ chính mình cố ý chạy đi tiên nhân di chỉ nơi đó đúng là pháp lực tiêu hao càng lớn nói không chắc không đến lúc đó kết thúc bọn họ cũng bởi vì pháp lực không đủ không thể không buông tha cho lâm thiên dương ý nghĩ rất tốt mà mặc sau mấy người nhìn thấy lâm thiên dương hướng về tiên nhân di chỉ phương hướng đào tẩu nhất thời cũng không nghĩ tới lâm thiên dương sẽ triển khai loại thủ đoạn này chỉ khi hắn hay là nghĩ dựa vào di chỉ nơi đó đặc thù hoàn cảnh tránh né cứ như vậy thẳng tắp hướng về di chỉ phi độn đi không tới hai ngày thời gian lâm thiên dương liền gặp được quần sơn vây quanh bên trong đích tiên nhân di chỉ mà vừa bay quá ngọn núi rất nhanh cũng cảm giác được này cổ dọa người trọng lực những người khác nhìn thấy lâm thiên dương tốc độ đột nhiên hơi ngưng lại lập tức cũng chuẩn bị kỹ càng hai tên dực nhân tộc ở phát hiện bởi vì lâm thiên dương tốc độ đột nhiên biến chậm chính mình rất nhanh sẽ truy gần sau đó ngay lập tức sẽ thả ra phi kiếm bất quá để bọn họ không nghĩ tới chính mình phi kiếm tiến vào di chỉ khu vực sau đó như thế cũng biến thành chậm chạp mà lâm thiên dương chỉ cần tùy tiện lóe lên lợi dụng nơi này kiến trúc tránh né phi kiếm nếu là đâm vào kiến trúc lên sẽ trực tiếp bắn trở về, trái lại càng thêm bất lợi chẳng vết rồi. Lâm Thiên Dương ở né mấy lần sau đó. Sau khi thấy được mặt người không hề ra tay, trong lòng cũng là một trận buồn cười, nhìn bọn họ cũng tiến vào di chỉ khu vực, sau đó liền bắt đầu vòng quanh di chỉ xoay quanh rồi, bất quá để Lâm Thiên Dương không nghĩ tới, chính mình chỉ là quay một vòng còn chưa tới, bỗng nhiên thì có bất ngờ phát hiện. Sự phát hiện này để Lâm Thiên Dương hơi hơi suy tư một lúc sau lúc này mới hướng về chính mình phát hiện địa phương phi độn đi. Mấy người nhìn thấy Lâm Thiên Dương lại trốn vào một ngôi lầu trong cát. Cảm thấy phi thường kinh ngạc, không hiểu Lâm Thiên Dương đây là ý gì, lẽ nào hắn muốn tự tìm đường chết không được, mà khi bọn họ cẩn thận từng ly từng tí một bay đến lầu các phụ cận thời điểm, nhìn thấy nhưng là ba người, mà đi ba người đều là nhân tộc, trước đó vẫn truy kích Lâm Thiên Dương đã ở trong đó. Này tiểu tiên cảnh bên trong nhân tộc ngoại trừ Lâm Thiên Dương, tự nhiên chính là phí tinh cùng ôn hổ rồi, hai người kia ở cướp giật hai viên phượng hoàng quả sau đó, rất nhanh đã bị không ít người truy kích. Mà bọn họ cũng đã sớm ngờ tới sẽ có kết quả này, vì lẽ đó liền mang theo bọn họ đến bọn họ trước đó liền bố trí xuống một cái trận pháp khu vực, đến đó bên trong sau đó, hai người lợi dụng trận pháp tạm thời nhốt lại truy kích người, sau đó liền lựa chọn trở về nơi này dù sau này tiên nhân di chỉ ở phượng hoàng quả bị hái sau đó, liền không có ý nghĩa gì rồi, người bình thường là sẽ không trở về rồi, mà bọn họ cũng có thể lấy lợi dụng điểm ấy bình yên vượt qua thời gian còn lại, mà coi như có người trở về, khẳng định nhân số cũng sẽ không nhiều, lấy hai người năng lực cũng có thể ứng phó. Kế hoạch của bọn họ không tệ, nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới Lâm Thiên Dương lại có thể biết về tới đây, hơn nữa lúc này lại còn đã mang đến bốn cái truy sát hắn. Lâm Đạo Hữu, chuyện gì thế này? Phí tinh nhìn bên ngoài nhìn chầm chầm bốn người, lạnh lùng hỏi thăm tới Lâm Thiên Dương đến. Lâm Thiên Dương thì lại thở dài một tiếng cười nói, phí đạo hữu, lần này Lâm Mổ cần phải đạo hữu giúp đỡ rồi, ta cùng đạo hữu như thế đạt được một viên phượng hoàng quả, vì lẽ đó đã bị bọn họ truy sát, vốn là coi chính mình chạy trời không khỏi nắng, bây giờ nhìn thấy phí đạo hữu cùng uông đạo hữu ở đây, cuối cùng cũng coi như có thể cộng đồng ngăn địch rồi. Phí tinh vừa nghe Lâm Thiên Dương đem trên người bọn họ có phượng hoàng quả sự tình nói thẳng ra, liền rõ ràng này Lâm Thiên Dương là muốn kéo hai người xuống nước, bất quá thay cái góc độ ngẫm lại, nếu là mình ở vào vị trí của đối phương lên, phỏng chừng cũng sẽ làm như vậy. Nghĩ tới đây trong lòng hắn tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng cũng không có biện pháp, bây giờ như muốn nói gì không muốn, nói không chắc ngược lại sẽ khiến sự tình trở nên càng thêm phức tạp dù sao lúc này bốn người khác nhìn mình cùng ung hộ ánh mắt cũng đã không giống với lúc trước. phí tinh rất nhanh nghĩ rõ ràng thêm chút, thế nhưng ung hộ rõ ràng cảm thấy có chút khó chịu, quay về lâm thiên dương cả giận nói: họ lâm, ngươi làm như vậy sẽ phải hối hận. lâm thiên dương nghe xong hắn, theo nhưng cười lạnh nói: ung đạo hữu, trước đó tựa hồ là đạo hữu nói, chúng ta có thể hợp tác lẫn nhau, làm sao bây giờ thân là đồng tộc người, nhìn thấy phiền phức lên đây liền bắt đầu tránh né rồi hả? Nghe được Lâm Thiên Dương nói như vậy, hung hổ trên mặt cũng là lúc đỏ lúc trắng, mà phí tinh giờ khắc này nhưng lập tức nói, hung đạo hữu, Lâm đạo hữu nói cũng không sai, chúng ta dù sao đều là nhân tộc, lẽ ra nên hỗ trợ, hai tên dực nhân tộc hai tên vũ tộc, ba người chúng ta liên thủ, cũng không trở thành sẽ lập tức liền bại. Nghe được phí tinh đồng ý liên thủ, Lâm Thiên Dương cố ý đánh giá hắn hai mắt nói, phí đạo hữu trượng nghĩa giúp đỡ, Lâm mổ ở đây đa tạ rồi, chờ chúng ta chém bốn người này sau đó, trên người bọn họ vòng tay trữ vật, ta có thể đều đưa cho đạo hữu. Lâm đạo hữu, khẩu khí của ngươi cũng không nhỏ, lấy ít địch nhiều, còn muốn chém giết đối phương, ngươi không phải là đang nằm mơ chứ. Quân hổ vẫn còn có chút nhầm vào Lâm Thiên Dương nói. Lâm Thiên Dương nhưng cười cười nói, ai nói lấy ít địch nhiều. Nói xong trong tay hắn linh thú hoàng linh quang lóe lên, Thải Thanh Oánh thân hình xuất hiện ở bên cạnh hắn. Linh thú, vẫn là cùng cấp linh thú. Nhìn thấy Thải Thanh Oánh sau đó, hung hổ không nhịn được kêu lên sợ hãi. Thải Thanh Oánh vẫn đi theo Lâm Thiên Dương, vốn là Lâm Thiên Dương cũng không có đối với Thải Thanh Oánh triển khai bí thuật gì, khống chế nàng trở thành linh thú, nhưng là này tiểu tiên cảnh tuy rằng có thể để cho tu sĩ mang theo linh thú đi vào, nhưng nếu là cùng tu sĩ không có khế ước quan hệ như vậy cũng sẽ bị diệt sát trong vô hình, liền ở thải thanh oánh đồng ý dưới, Lâm Thiên Dương liền đối với nàng thi triển bí thuật, làm cho nàng thật sự thành vì mình linh thú, đương nhiên đây chỉ là tạm thời, chờ sau khi đi ra ngoài, Lâm Thiên Dương sẽ lập tức gỡ bỏ này bí thuật, mà thải thanh oánh cũng tin tưởng Lâm Thiên Dương sẽ không thật muốn nàng làm linh thú, vì lẽ đó lúc này mới an tâm để hắn triển khai. Uông Hổ Sở Dĩ sẽ kinh ngạc như thế, nhưng là bởi vì linh thú thứ này ở linh giới tuy rằng cũng không hiếm thấy, nhưng rất ít người sẽ có được cung cấp tồn tại linh thú, dù sao đến hóa thần loại này cấp bậc, yêu thú sớm liền trở thành yêu tộc, để một tên cung cấp yêu tộc trở thành linh thú, đó là rất dễ dàng bị phản vệ kết quả để cho mình gặp nạn, cũng bởi vì như vậy, đào tạo linh thú ở linh giới cũng không thế nào thịnh hành, đặc biệt tu sĩ cấp cao, sẽ rất ít sử dụng linh thú tác chiến. Coi như có, đại thể cũng là đào tạo một ít linh trùng, dựa vào linh trùng quần thể uy lực đến đối địch đương nhiên thải thanh oánh xuất hiện cũng làm cho bốn người khác cũng thầm kêu không được bọn họ rất rõ ràng bây giờ bọn họ là hoàn toàn không có ai mấy ưu thế mà không có ai mấy ưu thế vậy thì tương đương với hết thảy đều không ở trong lòng bàn tay mình rồi ở cái này tiểu tiên cảnh ở bên trong mặc dù có cao hơn hóa thần hậu kỳ cổ thú thậm chí ngân bằng loại này cấp bậc tồn tại nhưng nếu là ngoại lai người chỉ cần tu vi vượt qua hóa thần hậu kỳ đạt đến luyện hư, vậy thì sẽ lập tức giáng xuống thiên lôi, đem anh hồn phi phách tán. Vì lẽ đó coi như có người nắm giữ luyện hư kỳ linh thú, có thể chỉ cần linh thú vừa xuất hiện, như vậy thiên lôi cũng sẽ xuất hiện, mà khôi lỗi thứ này cũng là cần tương ứng cấp bậc tinh hồn, có tinh hồn tồn tại, tự nhiên cũng sẽ đưa tới thiên lôi, vì lẽ đó lúc này Lâm Thiên Dương có thể tin tưởng, mình đã hoàn toàn chiếm thượng phong rồi nhìn dực nhân tộc cùng vũ tộc sắc mặt trở nên khó nhìn lên, Lâm Thiên Dương cười nói, bốn vị đạo hữu. Chuyện đến nước này, ta xem bốn vị đạo hữu vẫn là chủ động rời đi thì tốt hơn. Chủ động rời đi, đã đến một bước này, chúng ta làm sao có khả năng rời đi, ngươi coi như thêm vào một con linh thú nhân số cũng bất quá cùng chúng ta bằng nhau, ta cũng không tin, ngươi linh thú cũng có chúng ta thực lực. Một tên vũ tộc đối với Lâm Thiên Dương lời nói hét lớn lên sau đó bay thẳng đến Lâm Thiên Dương động thủ. Vũ tộc trực tiếp tìm tới Lâm Thiên Dương cùng Thải Thanh Oánh, mà hai tên dực nhân tộc cũng tâm lĩnh thần hội đối đầu phí tinh cùng ủng Hổ, nhất thời một hồi đại chiến trực tiếp tại đây tiên nhân di chỉ bên trong bắt đầu rồi. Đi vào tiểu tiên cảnh hai tên vũ tộc, là một nam một nữ, mở miệng người là tên kia nam tính vũ tộc, mà lời của hắn trên thực tế cũng là có đạo lý. Dù sao có thể đi vào tiểu tiên cảnh tu sĩ, đều là các tộc cung cấp tu sĩ bên trong đích người tài ba từng cái chí ít đều có thể tương đương với vài tên cung cấp tu sĩ tồn tại vì lẽ đó tuy rằng nhìn thấy lâm thiên dương linh thú cũng là hóa thần hậu kỳ nhưng cũng tin tưởng nhóm người mình thực lực ý nghĩ của hắn là không sai nhưng đáng tiếc đối với sinh ra linh giới bản thổ tu sĩ tới nói từ dưới giới phi thăng tu sĩ vốn là tại hạ giới trải qua vô số đau khổ bộc lộ tài năng người người như vậy tự nhiên cũng là cực kỳ xuất sắc hay là đối với toàn bộ chủng tộc tới nói, không thể nói là mạnh nhất, nhưng chân chính đặt ở cùng một chỗ so với, trên thực tế cũng tương không kém nhiều lắm, cho nên khi tên kia nữ tính vũ tộc đối đầu Thải Thanh Oánh sau đó. Thải Thanh Oánh tuy rằng ở Hạ Phong, nhưng cũng không có chút nào muốn lập tức bị thua dấu hiệu, mà Lâm Thiên Dương cũng chỉ cần như vậy là được rồi. Những này các tộc chọn lựa ra tu sĩ hóa thần, Lâm Thiên Dương tự hỏi xác thực đều rất mạnh, vì lẽ đó coi như hắn nắm giữ ba cái thông thiên linh bảo nhưng cũng không có nắm có thể lấy một địch bốn nhưng bây giờ nếu để cho hắn chỉ là đối phó một người cái kia lâm thiên dương vẫn có tự tin có thể thắng lợi thậm chí giết chết đối phương cái kia nam tính vũ tộc đối với lâm thiên dương vừa ra tay chính là hàng trăm hàng ngàn vũ kiếm lâm thiên dương thì lại học lúc trước bức vương bên kia linh vũ phiến vây quanh thân thể vỗ một cái nhất thời xung quanh cơ thể tạo thành một đạo cơn lốc tường cái kia vũ kiếm nhìn qua dường như che ngợt bầu trời phóng tới, thế nhưng vừa gặp phải này phong tường nhất thời đều toàn bộ bị cuốn lên. Cái kia nam nữ vũ tộc nhìn thấy sau đó, đạo hữu không có một chút nào kinh hãi tâm ý, dù sao trước đó đại chiến bức vương thời điểm, hắn cũng từng trải qua Lâm Thiên Dương thực lực không tầm thường, đương nhiên hắn cũng không cảm giác mình liền so với Lâm Thiên Dương kém, trước đó công kích cũng bất quá là cái thăm dò mà thôi, mà thăm dò qua đi, hắn giờ khắc này trong tay linh quang lóe lên một cái cả người đều lóe hào quang màu bạc trường kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Lâm Thiên Dương chỉ là nhìn lướt qua, liền phát hiện này trường kiếm thật là có chút đặc biệt, cả thanh kiếm ngoại trừ chui kiếm lại không có thực chất đồ vật tồn tại, ánh bạc bắn ra bốn phía lưỡi kiếm rõ ràng đều là có ánh sáng hội tụ mà thành. A, à, lại là quang mang thần kiếm. Ngay khi Lâm Thiên Dương cảm thấy hiếu kỳ thời điểm, phí tinh nhưng kinh ngạc kêu lên. Lâm Thiên Dương nghe hắn này kinh ngạc tiếng kêu, Lập tức rõ ràng, thanh kiếm này chỉ sợ cũng không phải cái gì đơn giản mặt hàng, lập tức càng thêm bắt đầu cẩn thận, trong tay linh quang lóe lên, ống trúc cũng đến ở trong tay. Đang lúc này, phí Tinh mở miệng nhắc nhở, "Lâm đạo hữu, thanh kiếm kia là trên vạn linh bản khá là cao một cái thông thiên linh bảo, ngươi phải cẩn thận a." À. Vừa nghe kiếm kia quả nhiên là bảo vật trên vạn linh bản, hơn nữa còn là khá là khá cao bảo vật, Lâm Thiên Dương lập tức bấm niệm pháp quyết nhất thời cả người tỏa ra từng tia một ô quang. tại đây ô quang bên trong lâm thiên dương vốn đang toán trắng nõn da thịt cấp tốc biến mất, từng khối từng khối màu đen đồ vân ở phía trên hiện lên, sau đó cấp tốc hòa làm một thể, ở cực trong thời gian ngắn làm cho lâm thiên dương cả người đều đã biến thành màu đen. mà ở này bên trên xuất hiện từng mảng từng mảng đen thui ống ánh bé nhỏ vẫy, mà lâm thiên dương hai tay lúc này cũng biến thành càng to thêm hơn lớn, ngón tay cũng bé nhọn trở nên càng giống móng vuốt. Đây chính là Lâm Thiên Dương tu luyện thiên ma luyện thể công tầng thứ tư sau đó kết quả, bất quá hắn bốn tầng chỉ là tu luyện tiểu thành, chờ hắn hoàn toàn tu luyện đại thành sau đó, hắn bên ngoài thân thì sẽ không chỉ có bé nhỏ vẫy, mà là hoàn toàn bị vẫy giáp bao trùm. Bất quá tuy vậy, lúc này Lâm Thiên Dương hình thái cũng đã khá là dọa người, tên kia vũ tộc nhìn, thậm chí kinh ngạc kêu lên, a à, ngươi lại tu luyện ma giới công pháp nói xong trong tay hắn quang mang thần kiếm liền trực tiếp quay về lâm thiên dương chém hạ xuống, nhìn như chỉ là huy vũ một thoáng chui kiếm, nhưng theo hắn tay vung vẩy, tia sáng kia thần kiếm lưỡi kiếm lại trong nháy mắt cự đại rồi lên tới hàng ngàn, hàng vạn lần hướng về lâm thiên dương đỉnh đầu bổ tới. Lâm thiên dương giờ khắc này đã lấy ra vạn cân bổng, dùng sức hướng về trên nhất lên, trực tiếp chắn đỉnh đầu của mình. ầm, uhm. một tiếng vang thật lớn sau đó quan mang thần kiếm lại quan nhận tựa hồ cũng vào đúng lúc này biến mất rồi lại có thể mạnh mẽ chống đỡ ta quan mang thần kiếm đánh chém trong tay ngươi linh bảo cũng không đơn giản a à. cái kia vũ tộc nhìn thấy lâm thiên dương bình yên vô sự không khỏi cảm thán mà bắt đầu bất quá sau đó hắn theo liên tục huy động lên ra to lớn lưỡi dao ánh sáng như thái sơn áp đỉnh bình thường không ngừng mà hướng về lâm thiên dương chém tới video đến đây là hết nếu bạn thấy hay nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha